Chương 375 lần sau đầu thai nhớ kỹ đừng tới Hoa Hạ. Lần này Vinh Diệu cận vệ quân xuất kích, tất để cái này Hoa Hạ vì lúc trước đánh chết chúng ta vương tộc hộ vệ, bỏ ra cái giá thích đáng. Đứng ở bên trái, tết tóc đuôi ngựa, trên mặt có rõ ràng tàn nhang tuổi trẻ nữ nhân, một mặt lạnh lùng nói. Đứng ở bên phải nam tử, lúc này hế môi một cái, trong ánh mắt lóe ra khát máu thần sắc, khẽ cười nói nghe nói bọn hắn siêu phàm bộ đội gọi là bắt đầu, lần này xem ra có cơ hội cùng bọn hắn đọ sức, chớ để cho chúng ta Vinh Diệu cận vệ quân trực tiếp một đợt mang đi hắc, nói đến. Cái này Hoa Hạ hay là có người thông minh, cái kia đầu nhập vào chúng ta Trương Hạnh Nhân, liền phi thường hiểu chuyện tình, đem bọn hắn thông thường quân đội bản đồ phân bố đều phát cho chúng ta. Đứng ở chính giữa tuổi trẻ nam nhân, khí độ là trầm ổn nhất, ăn nói ở giữa tự có một cố quý tộc khí tức, mặc dù chúng ta Đặc La Á Đế quốc chủ trương lấy lực lượng chinh phục thế giới, nhưng là loại này dẫn đường đảng cũng là phi thường hoan nghênh ổ chủ ta, thời gian ước định không sai biệt lắm muốn tới, chúng ta trước dẫn đội đi lên, ngươi ở chỗ này tiếp ứng chúng ta đi bên phải. Nam tử Y Y Văn Tư nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ kim, sau đó ngẩng đầu nói ra: "Đi, các ngươi yên tâm đi thôi, có ta ở đây nơi này, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, tùy thời đều có thể lui về đến." Ổ chủ ta nhẹ nhõm cười cười. Y Y Văn Tư nhẹ gật đầu, liền cùng đuôi ngựa nữ tử Ngải Nhị Mã phân biệt mang theo hai nhóm đội ngũ bắt đầu dọc theo cống thoát nước, hướng hai bên đi đến. Rất nhanh, theo tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Chỗ này mở tối trong cống thoát nước yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có ổ chủ ta đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nếu như chỗ này cống thoát nước bị tạc hủy, các ngươi một chi này Vinh Diệu cận vệ quân cũng chỉ có thể vĩnh cửu lưu tại Hoa Hạ. Một cái rõ ràng thanh âm, đột nhiên tại yên tĩnh trong cống thoát nước vang lên. Ổ chủ ta khẽ nhíu mày, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhìn cách ăn mặc rõ ràng là người Hoa thanh niên, chính mang theo một người mặc màu lam váy liền áo tiểu la lị, từng bước một chậm rãi đi hướng hắn. Hắn thấy rõ ràng chỉ có hai người sau, lông mày một lần nữa triển khai, vung lòng nói đáng tiếc, có ta ở đây. Chỗ này cống thoát nước dù ai cũng không cách nào phá hủy có đúng không? Ta nghe nói các ngươi cự nhân chi quốc người, sau khi biến thân không cách nào tại không gian thu hẹp chiến đấu. Hoa Hạ thanh niên tại khoảng cách ổ chủ tạ 10 mét bên ngoài đứng vững. Ổ chủ tạ mở ra hai tay, lơ đến cười giải thích nói đối với bình thường cự nhân chi lực tới nói xác thực như vậy, nhưng mà, ta là vương tộc, cùng những dân đen kia cũng không phải một cái cấp độ. Lời còn chưa dứt, lít nha lít nhít màu bạc gai nhọn, đột nhiên từ dưới dòng nước bốn phương tám hướng đâm ra, phản phất manh thú khai trương miệng to như chậu máu, một ngụm đem nhỏ yếu con mồi cắn chúng. Không đến một phần 10 cái sát na thời gian, màu bạc gai nhọn liền đem cống thoát nước lấp kín. Ai nha, quên hỏi tên của ngươi. Ổ chủ tạ làm bộ thở dài một hơi, ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng hẳn là Hoa Hạ cường giả một trong, cứ thế mà chết đi thật là đáng tiếc. Ngay tại trên mặt hắn lộ ra thần sắc nhẹ nhõm thời điểm, tỏ khắp trong bụi mù, người Hoa kia thân ảnh dần dần hiện hiện. Chiến chủ ít cự nhân và cục bộ cự nhân hóa. Có chút ý tứ, bất quá loại này vật lý công kích đối với ta là không có hiệu quả. Nếu như ngươi không xuất ra một chút thủ đoạn mới, vậy liền chết ở chỗ này đi đúng rồi, ta gọi Dư Thái Kiếp, kiếp sau đầu thai thời điểm nhớ kỹ đừng lại đến Hoa Hạ. Ổ chủ tạ nhìn xem Dư Thái Kiếp lông tóc không hao tổn từ khói bụi đi ra, con ngươi có chút co vào. Hắn rõ ràng nhìn thấy công kích của mình trúng đích mới đối, vì cái gì? Mà lúc này Dư Thái Kiếp thân mang màu lam đẹp đẽ pháp bảo, bên cạnh hắn vị kiêm màu lam váy liền áo tiểu la lị đã biến mất không thấy gì nữa. SSS cấp tâm linh chi quang, Tuyết Nguyệt. Hắn nhìn xem cái này đến từ cự nhân chi quốc người xâm nhập, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay khép lại. Một đạo kịch liệt ánh sáng, đột nhiên tại ổ chủ tạ trước mắt sáng lên. Người điên rồi sao? Như thế địa phương nhỏ hẹp dùng loại công kích này, không phải ngay cả chính ngươi cũng sẽ nhận tác động đến sao? Ổ chủ tạ trong lòng mồ hôi lạnh cuồn cuộn lên. Hắn cảm nhận được kinh thiên động địa sóng xung động, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bắt đầu kết tinh hóa. Kế tiếp sát na, kịch liệt bạo tạc ánh lửa, liền đem hai người đều nuốt vào. 120. Hàng thành cảnh đêm, đã mất đi ngày xưa ngựa xe như nước cùng sáng tỏ, bây giờ lộ ra ảm đạm, yên tĩnh mà quẩn cũ é. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ còn lại có lấm ta lấm tấm yêu ớt thưa thất sáng ngời đang lóe lên. Người bình thường riêng phần mình trốn ở trong nhà lo lắng để phòng tị nạn, sợ bị trên trời rơi xuống cự nhân ăn hết. Những quân nhân có canh giữ ở trùng động bên ngoài cứ điểm, phòng ngừa sói cấp thai hại quái vật đi ra quấy rối, cũng có ở trên không không một người trên đường phố tuần tra, để có thể phát hiện đột nhiên xuất hiện cự nhân. Chính phủ nhân viên công tác mặc cơm lê màu đỏ, trắng đêm canh giữ ở cổng khu cư xá trong lều vải. Võ Lăng Nhất Hảo cư xá trong một tòa biệt thự. Diêu Mục Hy chính mặc đồ ngủ, buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường soát điện thoại di động, đột nhiên màn hình điện thoại di động lóe lên, một cái điện báo cho thấy hiện. Sắc mặt nàng khẽ biến, đột nhiên tinh thần chấn động, từ trên giường nhanh chóng ngồi dậy, sau đó nhận nghe điện thoại Lâm Lạc. Ngươi 10 ngày này đều đi nơi nào? Ngươi biết có bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Chương 376 tất cả sau khi thăng cấp số liệu bổ sung. Huy Dạ Cơ, Lục Ma, hy vọng thiên sứ tấn thăng SSS cấp sau lấy được năng lực, cùng tâm linh chi quang, ánh trăng năng lực. Vũ Dạ đẳng cấp, SSS cấp hiệu quả, một đang đổ mưa thời tiết bên trong, dưới dù có thể che đậy hết thảy thăm dò. Hai tại bất cứ lúc nào có thể trực tiếp dẫn động thiên tượng, chế tạo một mảnh nhỏ trời mưa khu vực. Tăng lên ban ngày. Ba trong mưa Huy Dạ Cơ tốc độ công kích tăng lên 52 năm. 45 thế thân, Huy Dạ Cơ đẳng cấp, SSS cấp 1521000. Lực lượng 4000 người bình thường 10 nhanh nhẹn, 480150 trí lực, 7000 phòng ngự, 400 HP, 1150500 năng lượng, 400400130 năng lượng tốc độ khôi phục, mỗi 2 phút đồng hồ khôi phục 1 điểm. 3 phút trưởng thành, 24050. Hành động khoảng cách 140m30 siêu cao phụ tải tồn tại, SSS cấp thế thân bởi vì bản thân quá cường đại, chỉ là xuất hiện tại trong hiện thực liền cần tiếp tục tính tiêu hao năng lượng. Mỗi tồn tại trong hiện thực 10 phút đồng hồ, tiêu hao 1 điểm năng lượng. Vũ Dạ Dù, lực phòng ngự tăng lên 500 điểm 100, vượt qua tổn thương đem chỉ khấu trừ năng lượng, mỗi ngăn cản 150 tổn thương 50 sẽ tiêu hao một chút năng lượng. Vũ Dạ Đao,
công kích kèm theo 2700 điểm chân thực tổn thương, mỗi 1 giây tiêu hao 2 điểm năng lượng. Vũ dạ bên trong vũ dạ đao trạng thái, tiêu hao giảm xuống 70%. Một không nguyệt hạ mỹ nhân, mỗi lần bị công kích hoặc là công kích trúng mục tiêu địch nhân lúc, đều sẽ đối với địch nhân kèm theo một tầng nguyệt quang hiệu quả, tiếp tục 30 giây, nhiều nhất điệp ra 20 tầng. Nguyệt quang, lực phòng ngự suy yếu 3%, lực công kích giảm xuống 1%. Khi nguyệt quang biến mất thời điểm, sẽ xuất hiện phá toái hiệu quả, mỗi một tầng đối với mục tiêu tạo thành 100 điểm chân thực tổn thương. Mỗi đối với địch nhân thực hiện một lần nguyệt quang hiệu quả, tiêu hao một chút năng lượng. Nguyệt hoa pháp thân mới, triệu hoán nguyệt âm quá hoa chi lực, tất cả công kích kèm theo tự thân tổn thương 150% chân thực tổn thương, lại miễn dịch 80% khống chế hiệu quả. Tiếp tục trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 5 điểm năng lượng. 67 tâm linh chi quang, ánh trăng. Phẩm chất: SSS cấp lực lượng 3 đề thăng làm 160, thể chất đề thăng làm 140, nhanh nhẹn 7 đề thăng làm 240, phòng ngự đề thăng làm 120, HP đề thăng làm 140 đặc tính, tự thân chuyển hóa làm nguyệt hoa pháp thân trạng thái, tất cả công kích kèm theo ngoài định mức 170% chân thực tổn thương, lại miễn dịch 90% khống chế hiệu quả. Tâm linh chi quang, ánh trăng trạng thái, thế thân năng lượng mỗi giây tiêu hao một chút, tự thân tinh thần lực tiêu hao tốc độ tăng lên 100%, thể lực tiêu hao tốc độ tăng lên 700%, pháp lực giá trị mỗi giây tiêu hao 300 điểm. 58 hoàn mỹ dung hợp đẳng cấp, SSS cấp. Hiệu quả: Nguyên sơ dung hợp, đem tùy ý 6 loại tồn tại rút ra trong đó tinh hoa, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giữ lại riêng phần mình đặc tính, tiếp tục 7 phút đồng hồ 30 giây. 3 loại thời gian củng đồ, 4 giờ. Độc lập thời gian củng đồ. Nhị thứ dung hợp, có thể đem tùy ý 3 loại tồn tại rút ra trong đó tinh hoa, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giữ lại riêng phần mình đặc tính, tiếp tục 5 phút đồng hồ. Một loại thời gian củng đồ, 4 giờ. Độc lập thời gian củng đồ 116 thế thân, lục ma đẳng cấp, SSS cấp 521100000 lực lượng, 200100 nhanh nhẹn, 200100 trí lực, 31 phòng ngự, 250100 trở lên là đơn độc một đầu xúc tu thuộc tính, hết thể có 15 đầu xúc tu, trở xuống là tất cả xúc tu tổng thuộc tính. HP 9999999. Năng lượng 350350150 năng lượng tốc độ khôi phục, mỗi nửa giờ khôi phục 1 điểm. 30 phút trưởng thành, 101100 hành động khoảng cách, 15m10 siêu cao phụ tải tồn tại, SSS cấp thế thân bởi vì bản thân quá cường đại, chỉ là xuất hiện tại trong hiện thực liền cần tiếp tục tính tiêu hao năng lượng. Mỗi tồn tại trong hiện thực 10 phút đồng hồ sẽ tiêu hao 1 điểm năng lượng. Bất hoàn mỹ dung hợp, có thể đem bất luận cái gì hai loại tồn tại tính tạm thời dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một lần dung hợp cần tiêu hao 10 điểm năng lượng. Tiếp tục thời gian gia tăng 60%. Ác đủ ổ chất lỏng mới tăng, bắt lấy địch nhân lúc sẽ bài tiết ra để cho người ta tinh thần ý chí suy yếu chất lỏng, đồng thời mỗi giây giảm xuống đối phương 1% kháng tính, hấp thu đối phương 1% thể lực, cũng ăn mòn trên người đối phương trang phục trang bị, tạo thành vĩnh cửu hư hao hiệu quả. Ác đủ ổ chất lỏng bắn tung tóe đến thế thân trên thân lúc sẽ tạo thành đối phương sói mòn năng lượng. Bắt lấy thế thân lúc thì có thể hấp thu đối phương năng lượng, mỗi giây hấp thu 1 năm điểm năng lượng. Tiêu hao 1100 điểm năng lượng. Đạn tính bị phu, nhận đột khí, pháp thuật cùng đồng loại hình công kích thu hoạch được 60% miễn thương 10, nhận sắc bén công kích nhận tổn thương sẽ gia tăng 15%. Năm làm lạnh, không thời gian cùn đồ. Tà tính hô hoàn mới, trong thời gian ngắn câu thông dị thứ nguyên, triệu hoán ngoại thần toa bố. Ni cổ lạp ti chiếu ảnh, đối phương tròn 100m bên trong tất cả sinh mạng thể tạo thành mỗi giây hạ xuống 2% san giá trị lý trí ô nhiễm hiệu quả. Nhìn thẳng toa bố. Ni cổ lạp ti chiếu ảnh, mỗi giây ngoài định mức hạ xuống 1% san giá trị lý trí. Công kích toa bố. Ni cổ lạp ti chiếu ảnh, mỗi giây ngoài định mức hạ xuống 1% san giá trị lý trí. Nghe được toa bố. Ni cổ lạp ti nói mớ, mỗi giây ngoài định mức hạ xuống 1% san giá trị lý trí. Tất cả miễn dịch mặt trái hiệu quả SSS cấp năng lực, đối với toa bố. Ni cổ lạp ti chỉ có thể phát huy một nửa hiệu quả. Toa bố. Ni cổ lạp ti chiếu ảnh không có đủ công kích năng lực. Duy trì chiếu ảnh, mỗi giây tiêu hao 5 điểm năng lượng. 61 thế thân, hy vọng thiên sứ đẳng cấp, SSS cấp lực lượng, 88 người bình thường 10 nhanh nhẹn, 2701-20 trí lực, 100080 đã đạt cực hạn phòng ngự, 15050 HP, 13000500. Năng lượng, 600-600, 200 hy vọng trí lực, 800-800, 200 trưởng thành, 20160 hành động khoảng cách, 100m40 siêu phàm trí tuệ, hơi. Hy vọng chi lực thu hoạch được phương thức vừa sinh ra lúc lại trực tiếp thu thập phương viên 300.000m bên trong toàn bộ sinh linh trong lòng hy vọng chi lực. Sinh ra thành hình đằng sau, cần đáp lại sinh linh trong lòng hy vọng mới có thể bổ sung hy vọng chi lực lực lượng. Hy vọng chi dực không nhận siêu cao phụ tải tồn tại ảnh hưởng. Sinh sinh bất tức lở vào 10, tiêu hao hy vọng chi lực làm một vị thế thân sử dụng năng lực không tiêu hao năng lượng, có thể là làm ký chủ sử dụng kỹ năng không tiêu hao lam, lại làm thu hoạch được gia trì mục tiêu, có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức năng lượng, đến thu hoạch được siêu việt cực hạn 65% lực lượng. 4 năm. Hy vọng ân tứ lở vào 10. Ban cho phàm nhân hy vọng chi vũ, phàm nhân tiêu hao hy vọng chi vũ, có thể đạt được một bộ phận thực hiện hy vọng lực lượng. Đạt được hy vọng chi vũ phàm nhân, có thể thông qua cầu nguyện cùng hy vọng thiên sứ tiến hành câu thông, có thể tạm thời thành lập đặc thù kết nối, ban cho đối phương lực lượng. Mượn lực lượng 4 năm tiêu hao, 1100 điểm năng lượng. Hy vọng chán phóng lở vào 10, tiêu hao hy vọng chi lực trong thời gian ngắn khiến cho một vị sinh linh có được thực hiện trong lòng mình hy vọng lực lượng. Tiêu hao 4 năm vạn gia đăng hỏa mới lở vào 10, người bởi vì có muốn bảo vệ đồ vật mới trở nên cường đại. Sau lưng vạn gia đăng hỏa đã là niềm tin của ngươi, cũng có thể chiếu sáng ngươi đường về. Cưỡng ép mượn phương viên 10 cây số bên trong nhân tộc 011 lực lượng tinh thần, chuyển hóa làm hy vọng chi lực, nếu như đối phương hưởng ứng ngươi kêu gọi thì có thể mượn càng nhiều. Tại năng lực này tiếp tục thời gian bên trong, sinh sinh bất tức cùng hy vọng ân tứ hiệu quả đột phá cực hạn, thu hoạch được 300% hiệu quả. Mỗi giây tiêu hao 400 điểm hy vọng chi lực. 48 thiên phú, tình tự dẫn bạo giả đẳng cấp, SSS cấp hiệu quả, 1. Tình tự cảm ứng,
có thể cảm thụ phương viên 400.000m bên trong toàn bộ sinh linh cảm xúc. 10.000m tiếp tục thời gian, 5 giây. Thời gian củn đồ, 1 giờ. 2. Tinh tự dẫn bạo có thể đem phương viên 400.000m bên trong toàn bộ sinh linh cảm xúc trở nên gay gắt gấp 2. Từ gấp 10 lần xuống làm gấp 2, số lượng từ nhấc lên tới tất cả. Tiếp tục thời gian, 2 phút đồng hồ. Thời gian củn đồ, 1 trời. 50 tâm linh chi quang, hy vọng. Phẩm chất, SSS cấp lực lượng tự thân lực lượng đề thăng làm 120, nhanh nhẹn tự thân nhanh nhẹn đề thăng làm 120, phòng ngự tự thân phòng ngự đề thăng làm 120, HP tự thân HP đề thăng làm 120. Trí lực 7 tự thân trí lực đề thăng làm 240, mặt trái trạng thái kháng tính 3, mặt trái trạng thái kháng tính miễn dịch 60 là tính, lấy chúng sinh hy vọng trong lòng là chỉ dẫn, sáng tạo ra ngươi muốn tương lai. Thu hoạch được có thể thực hiện ngươi hy vọng lực lượng, lại tất cả tiêu hao hạ xuống 40%. Tâm linh chi quang, hy vọng trạng thái, thế thân năng lượng mỗi giây tiêu hao một chút, hy vọng chi lực mỗi giây tiêu hao 10 điểm. Tự thân tinh thần lực tiêu hao tốc độ tăng lên 400%, thể lực tiêu hao tốc độ tăng lên 200%, pháp lực giá trị mỗi giây tiêu hao 300 điểm. Chương 377 tờ up the kick. Diêu phóng viên, những này đều không trọng yếu, ngươi bây giờ lập tức mang lên quay chụp nhân viên đến Tiền Giang Tân Thành phụ cận, có tin tức lớn chờ ngươi. Đầu bên kia điện thoại Lâm Lạc thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, phản phất bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn căn bản cũng không quan tâm. Diêu Mục Hy nhịn không được có chút tức giận nói ngươi cho ta leo cây sự tình, ta còn không có tìm ngươi đây. Mà lại, hiện tại là ngươi tìm ta hỗ trợ, ngươi một chút thành ý đều không có. Diêu phóng viên, có chí ít ngoài 10 vị cự nhân, lập tức liền muốn tập kích Tiền Giang Tân Thành cỡ bờ giờ trung ương thương vụ khu. Mà lại lần này kế hoạch của bọn hắn là điệu hổ ly sơn, một khi quân đội bị đại lượng hấp dẫn tới, bọn hắn liền sẽ tại hàng thành từng cái địa phương đồng thời phát động tập kích, để cho chúng ta quân nhân mệt mỏi. Cái gì? Dính đến cự nhân tập kích? Diêu Mục Hy sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nàng hỏi lần nữa ngươi nói là sự thật sao? Hoa Hạ cự nhân đã có đoạn thời gian không có làm loạn. Còn có cuối cùng 20 phút, nếu như ngươi đổi không đến, vậy sẽ phải bỏ lỡ trực tiếp tin tức. Lâm Lạc mặc dù không có trực tiếp trả lời nàng, nhưng là hắn bình tĩnh lời nói, lại phảng phất có một loại ma lực, để cho người ta nhịn không được liền muốn tin tưởng hắn nói. Ta muốn thông chi quân đội sao? Diêu Mục Hy cũng là phân rõ nặng nhẹ người, một bên đứng lên thay quần áo, một bên khẩn trương hỏi. Không cần, bởi vì ta sẽ ra tay. 117. Úc Nhĩ Phu, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Thiên Kinh đã đánh nhau, hiện tại ngươi cho ta nói ngươi muốn đi. Có tin ta hay không đem ngươi nhà vệ sinh này phá hủy? Á Đương đứng tại cửa nhà cầu, sắc mặt tái xanh tức miệng mắng to. Hiện tại thời gian là 11 giờ 12, đã vượt qua thời gian ước định 12 phút. Đại thành thị khác, còn lại Đặc La Á Đế quốc gia tộc toàn bộ đều động thủ, chỉ có hàng thành bên này không có bất cứ động tĩnh gì. Vạn nhất, sau đó truy cứu nhận trách nhiệm, hắn cái này đốc chiến quan khẳng định là muốn bị mắng. Á Đương, ngươi lăn tăn cái gì a? Ngươi gọi như vậy, cùng đòi mạng một dạng, ta càng kéo không ra ngoài. Ngươi có ba gấp, ta có biện pháp nào a? Úc Nhĩ Phu không nhịn được thanh âm, từ trong nhà vệ sinh truyền tới. Á Đương hung hăng dậm chân một cái nói cuối cùng cho ngươi 5 phút đồng hồ. Không còn ra, đừng trách ta trở mặt. Sau 5 phút, Úc Nhĩ Phu thần thanh khí sảng đi ra nhà vệ sinh. Ngươi dạng này làm ta có ý tứ sao? Lúc nào đi nhà xí không được. Á Đương đứng tại cửa ra vào nghiến răng nghiến lợi nói. Úc Nhĩ Phu đi ngang qua bên cạnh hắn lúc vô vô bả vai hắn, làm bộ nói ngươi cũng đừng nói xấu ta, tốt, hiện tại tranh thủ thời gian lên đường đi. Á Đương trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống hỏa khí, bước nhanh đi theo. Hai người đi vào trong siêu thị sau, còn lại hết thảy 11 vị nam nữ nữ cũng đồng loạt đứng lên. Trên mặt bọn họ cũng không có thần sắc khẩn trương, bởi vì bọn họ sách lược luôn luôn đều là tập kích, các loại quân nhân đại bộ đội tới liền lập tức rút đi, lạc đàn bị bắt lại hoặc là bị đánh chết vô cùng ít ỏi, cho nên đây cũng là cự nhân chi quốc điểm tích lũy một mực dẫn trước nguyên nhân. Chư vị, lên đường đi. Úc Nhĩ Phu đem áo khoác khóa kéo kéo lên, dẫn đầu từ siêu thị đi cửa sau ra ngoài. Anna quay đầu nhìn thoáng qua rơi vào sau cùng thiếu niên, cau mày nói Hoắc Phu Mạn, chờ ăn, chờ về đến lại ăn không được sao? Hoắc Phu Mạn có chút không thôi đem ăn một nửa khoai tây chiên, đặt ở bên cạnh quầy hàng bên trên. Sau đó dùng tay áo trà sát một chút miệng, nhanh chóng đi theo đám người cái này, Lê Minh Chi quốc ăn uống hương vị rất không tệ à, chờ ta trở về nhất định phải mang nhiều một chút. Một đoàn người an tĩnh im ắng từ cửa sau đi ra siêu thị, sau đó rẽ ngoặt một cái đi tới trên đường lớn. Hai bên đường giám sát cùng ánh đèn đã sớm bị sớm phá đi, mặc dù cự nhân chi quốc người cũng không hiểu giám sát thứ này, bọn hắn lại có tương ứng phá hư dò xét đạo cụ. Chỗ này siêu thị, khoảng cách Tiền Giang Tân Thành cao nhất Z tiết kiệm tài phú trung tâm tài chính cũng không tính xa. Úc Nhĩ Phu một đoàn người bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ, liền đi tới cao ốc phía dưới. Hoắc Phu Mạn ngẩng đầu nhìn một chút cao vút trong mây cao ốc, thấp giọng hoảng sợ nói cái này nhìn so vương tộc hộ vệ bên trong loại cực lớn cự nhân còn cao hơn a. Làm lần này đốc chiến Á Đương cười lạnh một tiếng, thúc giục nói tốt, đừng dày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian động thủ đi, trong các ngươi không có loại cực lớn cự nhân, muốn chơi đổ nơi này cũng muốn tốn một chút thời gian đi. Liên tại bọn hắn đàm luận thời điểm, một cái to lớn như là dã thú mọc ra đầu người màu da quái vật, nhanh chóng từ nơi không xa tứ chi chạm đất chạy tới, sau đó trong nháy mắt trái với vật lý thường thức đứng tại phía sau bọn họ. Xuyên thấu qua bóng đêm nhìn kỹ, trong miệng của nó còn có thịt nát cùng máu tươi đang không ngừng rơi xuống, rơi theo nó răng nanh mở ra, trầm muộn thanh âm lập tức vang lên báo cáo đại nhân, thanh lý xong tạp toái. Úc Nhĩ Phu ngẩng đầu nhìn nó một chút, sau đó đưa tay chỉ hướng nhà cao lầu này chỗ cao nhất, cao giọng ra lệnh Mễ Lặc, ngươi bây giờ leo đến chỗ cao nhất đi xem một chút bên nào nhà lầu tương đối nhiều. Mễ Lặc thể nội thức tỉnh cự nhân chi lực thuộc về ngạc chi cự nhân, kế thừa cự nhân thủy tổ Vưu Di nhĩ nhanh vớt lực lượng, hắn biến thân làm cự nhân đằng sau tứ chi chạm đất, phản phất ra thú, đồng thời có được 9 loại cự nhân bên trong sắc bén nhất răng nanh, liền xem như thép tấm hoặc là những này cứng rắn công trình kiến trúc cũng có thể trong nháy mắt cắn nát. Hắn nghe rõ sau, tứ chi phát lực, trong nháy mắt hướng phía tài phú trung tâm tài chính trên vách tường bóng loáng nhảy lên mà đi.
Hắn móng đuôi sắc bén nhẹ nhõm liền móc tiến vào xi măng cốt thép ở trong, tiếp lấy như dẫm trên đất bằng bình thường, dọc theo từ ngoài, nhanh chóng hướng nhà này chừng hơn 200 mét cao trên cao ốc nhảy lên. Sở dĩ muốn Mễ Lạc xác định một bên nào nhà lầu nhiều, là vì lựa chọn dãy cao ốc này ngã xuống phương hướng, dùng nhỏ nhất lực lượng đến tạo thành lớn nhất tính phá hư. Mễ Lạc mặc dù thức tỉnh ngạc chi cự nhân, tại 9 đại cự nhân ở trong xếp hạng thứ 2 đến ngược, nhưng là hắn tại toàn dân sau khi thức tỉnh, thông qua cố gắng của mình, đẳng cấp tăng lên tới 47 cấp, ngạc chi cự nhân huyết mạch thức tỉnh trình độ phi thường cao, hoàn mỹ đền bù thiên tư bên trên không đủ. Bình thường chỉ cần là hơi trọng yếu điểm nhiệm vụ, Úc Nhị Phu đều sẽ phái hắn làm tiên phong, cho nên hắn mặc dù thiên phú yếu, nhưng là tại tự liệt chi tranh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trên lại một mực danh liệt 500 người đứng đầu, so rất nhiều vương tộc đội hộ vệ xếp hạng còn cao hơn. Ổn định 500 người đứng đầu là khái niệm gì? Lần này tự liệt chi tranh, mặc dù thoạt nhìn là Lê Minh chi quốc đối kháng cự nhân chi quốc, trên thực tế là hai cái văn minh ở giữa chiến đấu. Cự nhân chi quốc sở thuộc thế giới ở trong lục đại mạnh nhất đế quốc, vì trận này liên quan đến chủng tộc sinh tồn mênh mông chiến đấu, tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau mâu thuẫn, cơ hồ là đồng thời hướng Lam Tinh phái ra chí ít 10 triệu đã thức tỉnh cự nhân chi lực tinh anh chiến sĩ. Mà Mễ Lạc giết chóc điểm tích lũy, lại có thể tại 10 triệu đã thức tỉnh cự nhân chi lực trong tinh anh, một mực duy trì phía trước 500. Có thể thấy được hắn giết chóc chi trọng, thực lực cường đại. Chương 378 ta cho phép ngươi đi rồi sao? Úc Nhĩ Phu, ngươi dạng này làm có ý nghĩa sao? Trực tiếp phá hư không được sao? Á Dương nhìn xem Mễ Lạc thân ảnh to lớn ở trong màn đêm không ngừng thu nhỏ, nhịn không được hừ lạnh nói. Hắn thấy, Úc Nhĩ Phu lèm mà lèm mề chính là muốn kéo dài thời gian. Gia tộc bọn ta thực lực cũng không giống như các ngươi vương tộc như thế gia đại nghiệp đại, làm phá hư loại chuyện này, trực tiếp an bài siêu đại hình cự nhân đến là được. Úc Nhĩ Phu khó được kiên nhẫn giải thích nói loại này đại lâu trình độ chắc chắn, so với chúng ta nhà lầu có thể cao không biết bao nhiêu lần, coi như ta biến thân làm khải giáp cự nhân, cũng muốn thời gian nhất định mới có thể triệt để phá hủy nền móng. Mà lại những này Lê Minh chi quốc người thông tin tốc độ cực nhanh, một khi bắt đầu phá hư, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn phát hiện, cho nên chúng ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất, làm ra lớn nhất phá hư. Yên tâm đi, Mễ Lạc tốc độ rất nhanh, một chút liền có thể xuống. Á Đương hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của hắn. 59 hô hô. Tiếng gió tại Mỹ xiết bên tai nhanh chóng gào thét mà qua. Theo hắn nhanh chóng tại tài phú trung tâm tài chính trên tường ngoài nhanh chóng leo lên, không đến 10 giây liền nhẹ nhõm đi tới mái nhà bình đài. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng phía dưới quan sát, tìm kiếm một cái cao ốc sụp đổ phương hướng thời điểm, một trận để hắn cảm giác rợn cả tóc gáy, đột nhiên từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Đúng là hắn A cấp thiên phú dã thú trực giác. Cự nhân chi quốc nhân loại, tại toàn dân sau khi thức tỉnh, đồng dạng đã thức tỉnh các loại thiên phú, chỉ là đối với bọn hắn tới nói, dù là thức tỉnh chính là SSS cấp thiên phú, cũng sẽ không xuất hiện thế thân, sẽ chỉ thu hoạch được tiềm ẩn tại bọn hắn huyết mạch chỗ sâu cự nhân chi lực. Đẳng cấp khác nhau thiên phú, thức tỉnh cự nhân chi lực loại hình cùng cường độ cũng khác biệt. Mễ Lạc tại hắn thiên phú đối với hắn phát ra nhắc nhở đồng thời, mang theo mặt nạ bạch cốt đầu lâu khổng lồ, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, thuận cảm ứng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp dưới bóng đêm, mái nhà cao cao đứng vững cột thu lôi bên trên, đứng đấy một cái đưa lưng về phía hắn, phảng phất giống cây lao trực tiếp thân ảnh. Tới a, so nhật ký tương lai bên trong dự đoán thời gian đã chậm 5 phút đồng hồ nha, quả nhiên cái này thế thân độ chính xác bên trên hay là yếu đi một chút, là thời điểm phải tăng cường đạo này thẳng thân ảnh, tùy ý nói nhỏ âm thanh, giống như là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mễ Lạc không có lập tức động thủ, mà là trầm mặc. Trong lòng của hắn lâm vào ngắn ngủi do dự là Lê Minh Chi quốc siêu phàm giác tình giả, hắn làm sao lại hơn nửa đêm một người ở chỗ này? Chẳng lẽ là hành động của chúng ta bại lộ? Mễ Lạc cảnh giác xem xét bình đài bốn phía, sợ bị người phục kích, chỉ là mặc hắn tra như thế nào nhìn, trên bình đài này đều trống rỗng, trừ đối phương đều không còn gì khác người tung tích. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ có một người lại cho ta cảm giác nguy hiểm như vậy? Căn cứ tình báo mới nhất, Lê Minh Chi quốc bên trong đạt tới 40 cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là hoàn thành tam chuyển, ta mặc dù thiên phú đẳng cấp thấp, nhưng lại đã 47 cấp, hoàn thành tam chuyển cự nhân chi lực lần nữa sau khi thủy biến, hoàn toàn có thể đền bù trên thiên phú chênh lệch. Mà lại nơi này cũng không phải thiên kinh. Chẳng lẽ là ba vị kia hoa hạ thủ hộ thần một trong, bất quá hắn dù sao chỉ có một người, muốn động thủ sao? Hay là rút lui trước lui? Ngay tại hắn do dự này thời gian bên trong, có thu lôi bên trên bóng người, ưu nhã xoay người lại, sau đó chậm rãi từ phía trên bay xuống xuống tới, phảng phất là tại cưỡi gió mà đi. Mà mượn ánh trăng, Mễ Lạc cũng rốt cục đến xem rõ ràng người trẻ tuổi này diện mạo. Trang phục của hắn phi thường kỳ quái, cùng phổ thông người Hoa có rõ ràng khác biệt. Chỉ gặp hắn thân mang một thân màu xanh đen vụ y y, mặt trên còn có lấy cổ quái màu xanh sẫm hoa văn, đỉnh đầu một vòng vầng sáng màu bạc, trên mặt mang ung dung mỉm cười, nhìn không giống như là người Hoa, càng giống là bọn hắn cự nhân chi quốc đại tế tự. Nói đến, đây là đầu ta một lần chính diện đối mặt cự nhân a. Lâm Lạc có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này cao có 4 mét trở lên, tứ chi chạm đất cự nhân. Hắn kiếp trước căn bản không có tư cách cùng loại tầng thứ này địch nhân giao thủ, chỉ có thể trốn ở trong căn phòng đi thuê run lẩy bẩy, cũng chỉ có thể thông qua trên điện thoại di động video, thấy nhân loại cùng cự nhân hình ảnh chiến đấu. Ngày hôm nay, hắn sớm đã trưởng thành là có thể thủ hộ một phương hòa bình trí cường giả. Ta nghe nói cự nhân thế nhưng là gặp người liền giết, ngươi vì cái gì không đối ta động thủ? Lâm Lạc hai tay chống trơn, nở nụ cười hướng phía cự nhân đi đến, nghiền ngẫm ánh mắt giống như là đang nhìn trong vườn thú một con voi lớn. Động thủ? Động mẹ nó à, ta là cự nhân lại không phải người ngu, ta chỉ có đối mặt vương tộc những cái kia tinh anh hộ vệ lúc mới có thể sinh ra nguy hiểm như vậy dự cảm. Mễ Lạc trong lòng cười lạnh. Mặc dù Lâm Lạc ánh mắt để hắn cảm thấy phi thường chán ghét, một chút không có còn lại Lê Minh Chi quốc dê hai chân nhìn thấy hắn lúc sợ hãi cùng run rẩy, nhưng là hắn vẫn như cũ quyết định tạm thời thối lui. Hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Mễ Lạc ngay sau đó không để ý đến Lâm Lạc trào phúng, chỉ là trong trầm mặc tứ chi phát lực, thân thể to lớn nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên,
liền chuẩn bị trước rời đi. Nơi này bị người phát hiện, mà lại rất có thể là cùng loại Hoa Hạ thủ hộ thần cường giả như vậy, tiếp tục nhiệm vụ hay là đi đầu rút lui, không phải ta có thể quyết định, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem cái này tình báo mang về, để Úc Nhị Phu đại nhân đi cân nhắc đi. Ngay tại Mễ Lặc trong đầu lóe lên ý nghĩ này lúc, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, sắc mặt đại biến. Thân thể của hắn giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy, bị cố định trên không trung, mặc hắn như thế nào phát lực, cũng không thể động đậy mảy may, đáng chết, đây là lực lượng gì? Thân thể của ta chí ít có 1000 cân a. Ngay tại Mễ Lặc trong lòng kinh hãi thời điểm, Lâm Lạc thanh âm mờ mịt, tại gió đêm trong gào thét rõ ràng vang lên. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? 117. Z tiết kiệm tài phú trung tâm tài chính dưới nhà cao tầng, đen tối trong bóng đêm. Úc Nhĩ Phu cùng Á Dương 12 người, chính ăn tính chờ đợi Mễ Lặc trở về. Làm sao còn không có động tĩnh? Không sai biệt lắm nên xuống đi. Úc Nhĩ Phu trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian, sau đó hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn lại. Đúng lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt một đạo sáng tỏ lôi quang màu vàng sáng lên, đem mảnh này bầu trời đen nhánh đều chiếu sáng trong ngáy mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là lần thứ 2 biến thân. Phía trên xảy ra chuyện gì? Úc Nhĩ Phu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này lóe lên một cái rồi biến mất lôi quang, chính là cự nhân biến thân tiêu chí, Mễ Lặc ở phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại lúc này, nơi này hẳn không có bất luận kẻ nào mới đúng a. Ngay tại tất cả mọi người mê hoặc thời điểm, to lớn tiếng xé gió vang lên, tiếp lấy một đầu cự nhân toàn thân vết thương, máu me đầm địa phảng phất một đầu như chó chết, đập ầm ầm rơi vào trước mặt của bọn hắn. Mễ Lặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào? Úc Nhĩ Phu thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Á Dương cũng đông nhiên nhíu mày, thấp giọng quát nói ta không có nghe thấy vũ khí hạng nặng thanh âm a, là ai có thể đem hắn chặt thành dạng này? Tại hàng thành bên trong, bọn hắn cũng không sợ những cái kia siêu phàm giác tỉnh giả, bởi vì bất luận đối phương năng lực cỡ nào quỷ dị, đẳng cấp cơ bản đều so với bọn hắn thấp rất nhiều. Tại số lượng không đạt tới chênh lệch nhất định tình huống dưới, căn bản bắt bọn hắn sau khi biến thân không có chút nào biện pháp. Coi như Hoa Hạ phía quan phương gần nhất đẩy ra Tam đại thủ hộ thần, bọn hắn cũng không phải rất kiên kỵ, Lê Minh Chi quốc mạnh là tiên tiến vũ khí, về phần cá nhân thực lực, bất quá là đưa giết chóc điểm tích lũy J2 chân thôi. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng, đám người toàn thân căng cứng thời điểm, tê liệt trên mặt đất cự nhân, nâng lên khí lực sau cùng, đối với mấy cái này tộc nhân của hắn phát ra cảnh cáo đi mau địch nhân quá mạnh. Hắn có chút nâng lên đầu lâu khổng lồ còn chưa kịp nói xong, liền không cam lòng một lần nữa vô lực rơi xuống, tiếp lấy ánh mắt của hắn phi tốc cảm đạm xuống, triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Quá mạnh. Mễ Lặc ngươi nói cái gì? Úc Nhị Phu lúc này đã đi tới Mễ Lặc bên người, nguyên bản luôn luôn không có chút rung động nào hắn, nhìn thấy Mễ Lặc mất đi khí tức, trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc lo lắng. Mễ Lặc từ nhỏ đã đi theo ở bên cạnh hắn, mặc dù là hắn người hầu, nhưng là trong lòng của hắn lại một mực đem đối phương xem như bạn chí thân của mình. Hai người qua nhiều năm như vậy, sớm đã kể vai chiến đấu không biết bao nhiêu lần, mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại đêm nay, phong hiểm này thấp như vậy trong nhiệm vụ, vậy mà lại đã mất đi vị này bản thân. Hắn nghĩ đến đây, con mắt lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói Mễ Lặc, ngươi yên tâm đi, bất luận là ai giết ngươi, ta đều nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngay tại tất cả mọi người riêng phần mình cảnh giới không biết địch nhân lúc, một cái âm thanh trong trẻo, đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ vang lên đứng lên. Đến từ cự nhân chi quốc chư vị, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút. Nơi này là Hàn Thành, ta từ nhỏ sinh trưởng địa phương, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi làm sự tình, để cho ta rất tức giận. Cho nên hôm nay mời các ngươi đều mai táng ở chỗ này đi. Chương 379 kịch chiến. Diêu Mục Hy, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cự nhân sẽ tập kích chỗ nào, ngay cả quốc gia cũng không biết, ngươi làm sao lại biết? Nếu như ngươi cung cấp là hư giả tình báo, coi như ngươi là người Diêu gia, cũng là muốn bị đưa lên tòa án quân sự. Vương Tiểu Trung vừa lái xe tại không người trên đường cái lao vùng vụt, một bên lớn tiếng chất vấn. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diêu Mục Hy trong ánh mắt lóe ra không biết tên quang trạch. Nàng kiên định nói ra tin tức này xác suất lớn là thật, bởi vì là Lâm Lạc nói cho ta biết Lâm Lạc. Vương Tiểu Trung luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, làm người viết báo hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, có chút cả kinh nói hắc hoàng đế, hắn không phải biến mất sao? Trên mạng đều nói hắn tham ô mấy ngàn điểm năng lượng chạy nước ngoài đi. Hắn lập tức lại bổ sung một câu nói nếu như là tình báo của hắn, cái kia ngược lại là có nhất định có độ tin cậy, mới mấy ngàn điểm năng lượng liền chạy nước ngoài đi, thật sự là nghèo khó hạn chế những cái kia hắc tử sức tưởng tượng a, bọn hắn cũng quá xem thường hắc hoàng đế, cái này toàn cầu đệ nhất vị 40 cấp cao thủ hàm kim lượng. Diêu Mục Hy cười lạnh một tiếng, trên mạng anh hùng bàn phím bọn họ cái gì tính tình nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Nàng đã sớm thông qua chính mình con đường hơi điều tra Lâm Lạc, khỏi cần phải nói, dưới tay hắn Cố Thiên Phàm liền vừa ký một cái đầu tư dự tính tại 100 tỷ trở lên hạng mục lớn, chớ nói chi là hắn danh nghĩa còn có đại lượng ngoại cảnh dòng tiền vốn nhập. Lâm Lạc sẽ vì giá trị bất quá mấy trăm triệu mấy ngàn điểm năng lượng, từ bỏ hạng mục này chạy nước ngoài đi. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh vào. Diêu Mục Hy tiếp điện thoại xong sau sắc mặt đại biến, gấp giọng thúc giục nói mở nhanh một chút. Lâm Lạc nói là sự thật. Một phút đồng hồ trước, Thiên Kinh phát sinh đại lượng cự nhân tập kích đáng kiện. Cả nước các nơi cũng đều đi theo loạn. Vương Tiểu Trung cắn răng một cái hung hăng một cước đạp xuống chân ga. Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi loại chuyện này, thật chẳng lẽ có thể biết trước sao? Diêu Mục Hy nói bởi vì hắn là Lâm Lạc, cho nên bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn đều không cần kinh ngạc, người đúng là điên. Vương Tiểu Trung luôn cảm giác đồng nghiệp này thay đổi, trước kia nàng bên người đồng dạng có rất nhiều ưu tú người theo đuổi, có thể nàng chưa từng có đối với một người nam nhân như thế tín nhiệm qua. Ngay sau đó một đường không nói gì, xe của bọn hắn tại một đường gia tốc lao vùng vụt bên dưới, rất nhanh liền đi tới Tiền Giang Tân Thành phụ cận. Diêu Mục Hy ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, vừa mới bắt gặp cách đó không xa trung ương thương vụ trong vùng, một đạo sáng tỏ lôi quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. 126 chết cho ta a.
Úc Nhĩ Phu nhìn xem nhẹ nhàng rơi vào Mễ Lạc trên thi thể Lâm Lạc, hai mắt đỏ bừng, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp lấy, một đạo lôi quang trong nháy mắt phát sáng lên. Vô tận điện mang màu vàng từ trên người hắn nổ tung. Phía sau hắn 11 người thì sớm đã hướng phía nơi xa lao đi, tránh đi Úc Nhĩ Phu biến thân dư ba. Lôi điện trong hải dương, một cái thiết giáp bao khỏa cánh tay trắng kiện, dẫn đầu rũa ra, hung hăng một quyền mang theo lôi quang, đem Lâm Lạc nện vào tài chính tài phú trung tâm pha lê trong cửa lớn. Tiếp lấy, một đạo cao tới 15 mét trở lên cường tráng cự nhân sắt thép, tại một mảnh trong điện quang trực tiếp đứng lên. Vị này cự nhân sắt thép trong miệng phát ra phảng phất đại địa bình thường nặng nề thanh âm SS cấp thiên phú lôi quang chi quyền, để cho ta trong công kích kèm theo lôi đỉnh tê liệt chi lực, ta biết vừa rồi một quyền kia vẫn đánh không chết ngươi, đừng giả bộ chết, mau mau lăn ra. Khói bụi tứ tán cửa hang đen kịt bên trong, một thân màu xanh đen vụ y, đỉnh đầu vầng sáng màu bạc Lâm Lạc lông tóc không thương, nhẹ nhàng bay ra. Trên mặt hắn chỉ có thần sắc thất vọng, hắn tự nhủ rất yếu lực công kích, còn không bằng cung bản thương giá đâu, coi như ta để cho ngươi đánh vài quyền, cũng bất quá là tiêu hao một chút khắp nơi, nhưng phải hy vọng chỉ là tôi. Lâm Lạc thấy rõ Úc Nhĩ Phu biến thân dáng vẻ sau, có chút mới lạ hỏi ngươi thức tỉnh cự nhân chi lực là khải chi cự nhân đi, chắc không được tổn thương thấp như vậy. Tổn thương thấp như vậy? Úc Nhĩ Phu trong lòng giật mình, lập tức lên cơn giận dữ đứng lên. Nguyên bản hắn là một vị tỉnh táo chiến sĩ, nhưng là Mễ Lạc chết, để hắn hiện tại chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất ngược sát đối phương. Tăng thêm Lâm Lạc không có chút nào để hắn vào trong mắt thái độ, triệt để chọc giận hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta nhìn ngươi có thể chịu ta vài quyền ba. Cự nhân sắt thép đông nhiên phát ra to lớn tiếng gầm gừ, tiếp lấy hắn thiết quyền bên trên ngưng kết ra màu bạc gai nhọn, hung hăng một quyền mang theo to lớn tiếng xé gió, phảng phất thiên thạch rơi xuống bình thường, đánh tới hướng trước mắt hắn cái này thân ảnh nhỏ bé. Ta nói, dừng lại. Lâm Lạc hai tay chống trơn, chỉ là nhàn nhạt nói bốn chữ. Lời con chưa dứt, phảng phất cự long bình thường cuồng bạo nắm đấm, ngay tại muốn lần nữa đập trúng hắn thời điểm, trực tiếp giống như bị đông cứng tại trong hổ phách côn trùng bình thường, gắt gao đứng tại trước mặt hắn không đến một mét chỗ. Thiết quyền bên trên tráng kiện màu bạc gai nhọn, rõ ràng phản chiếu tại Lâm Lạc trong hai mắt, lộ ra sắc bén mà nhiếp nhân tâm phách. Tâm linh chi quang, tọa nguyện cùng tâm linh chi quang, hy vọng, hai loại SSS cấp đỉnh tiêm phụ trợ năng lực. Tại tâm linh chi quang, siêu dung hợp hiệu quả bên dưới, hoàn mỹ tổ hợp ở cùng nhau. Đặc biệt là trong đó tâm linh chi quang, hy vọng tại tấn thăng SSS cấp sau, thu được cùng loại kỳ tích tiềm quang lực lượng, có thể cho người sử dụng thực hiện trong lòng hy vọng lực lượng. Ý tứ này chính là, ngươi hy vọng hủy diệt thế giới, ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng hủy diệt thế giới. Đương nhiên, dạng này sử dụng lời nói, khẳng định liền vượt qua SSS cấp cực hạn. Bất quá dùng để trong thời gian ngắn, thu hoạch được các loại năng lực đặc thù liền đơn giản nhiều. Hai loại tâm linh chi quang cũng làm cho Lâm Lạc đúng nghĩa, làm được gần như ngôn xuất pháp thủy, sửa chữa hiện thực hiệu quả. Ba loại tâm linh chi quang dung hợp, năng lượng tiêu hao tốc độ cũng tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Gia hỏa này có thể giết chết Mễ Lạc, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Úc Nhĩ Phu tại phát hiện một kích không có hiệu quả đằng sau, không chút do dự lần nữa phát động thiên phú của mình lôi quang chi quyền. Vô số điện quang tại hắn thiết quyền phía trên trong nháy mắt bạo tẩu, thiên phú này trừ hắn nói có thể tê liệt địch nhân bên ngoài, còn có phá vỡ tất cả năng lực khống chế hiệu quả. Mà tại đủ để ngắn ngủi lóe mù mắt người lôi quang bên trong, hắn thiết quyền bên trên màu bạc gai nhọn lần nữa dài ra, hung hăng nương theo lấy thiết quyền đâm về Lâm Lạc. Đánh trúng. Úc Nhĩ Phu cảm nhận được chính mình thiết quyền lần nữa trúng đích đối phương, trong lòng vui mừng, một quyền khác lập tức đuổi theo. Hắn cự nhân chi lực am hiểu phòng ngự cùng trận công kiên, lực phá hoại cùng nhanh nhẹn phương diện yếu nhược một chút, cho nên hắn nghĩ ra lấy gai nhọn ra tăng lực xuyên thấu phương thức chiến đấu. Nhưng mà hắn một quyền khác còn không có bổ sung, một viên màu xanh quân đội đạn đạo liền từ khói bụi cùng trong lôi quang bắn ra, tại một trận bén nhọn tiếng nổ bên trong, trực tiếp trúng đích đầu của hắn. Vô hình, nương theo lấy chói hai tiếng nổ mạnh, to lớn khói đặc cùng ánh lửa trong nháy mắt nuốt sống Úc Nhĩ Phu đầu khổng lồ. Lâm Lạc thì là thân ảnh phảng phất một đạo thiểm điện đen kịt, lấy một cái so khói đặc quyết tán tốc độ nhanh hơn, bay thẳng bắn đi ra, sau đó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Ngay tại Úc Nhĩ Phu vừa rồi thiết quyền trúng mục tiêu hắn trong nháy mắt, hắn lợi dụng tâm linh chi quang, hy vọng lực lượng, đem một bạc gai nhọn mềm hóa, sau đó lại đem hắn trên nắm tay động năng xóa đi, cho nên cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Mà lại, tại hắn bị Úc Nhĩ Phu thiết quyền trúng mục tiêu đồng thời, hắn cũng dùng tâm linh chi quang, tọa nguyện ngạnh sinh sinh cụ hiện ra một viên hóa hạ đặc sản Đông Phong Đạo Đạn đáp lễ cho đối phương. Hiệu quả như thế nào? Lâm Lạc đến cùng là chưa từng gặp qua chân chính Đông Phong Đạo Đạn, cho nên cụ hiện đi ra hiệu quả, tự nhiên cũng không có khả năng đạt tới uy lực của nó. Bất quá trước mắt bạo tạc này khủng bố trang cảnh, hiệu quả cũng tuyệt đối không kém là được. Chương 380 chém giết. Giống. Giống. Nồng đậm khói lửa bên trong, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chuyến ra kinh thiên động địa, phảng phất dã thú bị thương giống như tiếng gào thét. Tiếp lấy, khói lửa bên trong đống nhiên gió nổi mây phun. Một cái quen thuộc thân ảnh to lớn lần nữa vọt ra, chỉ là trên người hắn nguyên bản hoàn hảo thiết giáp, lúc này đã trở nên rách dưới. Trong đó trên mặt hắn thiết giáp mặt nạ tổn hại nhất là nghiêm trọng, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Mà trần trụi đi ra bộ mặt trên da, giống như là trọng độ bỏng người bệnh bình thường, không chỉ có một mảnh cháy đen, ngay cả một con mắt đều triệt để biến thành một cái lỗ máu. A, chúng mục tiêu đầu cái này cũng chưa chết ta. Lâm Lạc thân ảnh trên không trung phảng phất tơ liễu bình thường phiêu hốt, rất là tùy ý lại tránh được Úc Nhĩ Phu nằm đấm. Tiếp tục lầm bầm lầu bầu phân tích nói xem ra khải chi cự nhân thật là da dày thịt béo a, hoặc là nói hy vọng cùng như nguyện đến cùng là phụ trợ loại hình tâm linh chi quang, dùng để trang bức cũng không tệ lắm, nhưng là muốn một kích miểu sát loại này thì thản, hay là miễn cưỡng một chút. Mà lúc này bị gió đông đạn đạo trực tiếp trúng mục tiêu đầu, đầu đều bị chấn động đến ông Úc Nhĩ Phu, trong đầu đã trống rỗng, chỉ còn lại có chiến đấu bản năng đang điều khiển lấy hắn tiếp tục tiến công. Tốt, cũng kém không nhiều chơi chán. Lâm Lạc lúc này ở thể nghiệm xong hy vọng cùng như nguyện các loại hình thức chiến đấu sau, đã mất đi tiếp tục đùa đối phương chơi tâm tư, chuẩn bị triệt để kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu.
Hắn trần trụi tại vũ y bên ngoài hai tay cùng khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên nóng ánh sáng long lanh đứng lên, còn tản ra mịt mờ thanh lãnh quang mang, phảng phất là ban đêm trăng sáng hạ xuống nguyệt hoa bình thường thanh tịnh như nước. Thâm linh chi quang, nguyệt hoa. Tự thân chuyển hóa làm nguyệt hoa pháp thân trạng thái, tất cả công kích kèm theo ngoài định mức 170% chân thực tổn thương, lại miễn dịch 90% khống chế hiệu quả. Tại điệp ra loại thứ tư tâm linh chi quang sau, viêm chi tức dược cùng first cái này hai thanh cực phẩm kiếm khí, cũng đồng thời xuất hiện tại trong hai tay của hắn. Lâm Lạc hiện tại không tính cả vũ khí lực công kích tăng thêm, lực lượng là 570 điểm. Tâm linh chi quang, hy vọng cùng tâm linh chi quang, nhưng nguyện lực lượng tăng thêm đều là 120%. Tâm linh chi quang, siêu dung hợp cùng tâm linh chi quang, nguyện hoa lực lượng tăng thêm thì đều là 160%. Tứ trọng chồng chất lên nhau lực lượng tăng thêm, tổng cộng là 368%. Cái này khiến bản thể hắn lực lượng trực tiếp biểu lên tới 2101 điểm, tay không lực công kích thì biểu lên tới 4202 điểm, tăng thêm vũ khí cung cấp 1236 điểm công kích lực, lúc này hắn lực công kích vật lý tổng cộng là 5438 điểm. Tại 93% khủng bố bạo kích tỷ lệ tăng thêm phía dưới, bạo kích đằng sau không dựa vào bất luận cái gì kỹ năng phổ thông bình a tổn thương đều đạt đến 10876 điểm. Tính cả 67% bạo kích tổn thương tăng thêm, một kiếm bình a tổn thương trực tiếp xông lên 18162 điểm. Dùng tới kỹ năng sau, tổn thương tùy tiện liền có thể đạt tới 30.000 trở lên. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất là Lâm Lạc tại tâm linh chi quang, nguyệt hoa gia chỉ bên dưới, mỗi một lần công kích đều sẽ tạo thành ngoài định mức 170% chân thực tổn thương. Tương đương mỗi lần Lâm Lạc sử dụng kiếm kỹ, đều sẽ thêm vào một lần 50.000 trở lên không nhìn bất luận cái gì phòng ngự vật lý chân thực tổn thương, giống. Ngươi dám trêu đùa ta? Ta chính là Đặc La Á Đế quốc tử Kinh Hoa công vân gia tộc người thừa kế Úc Nhĩ Phu, đế quốc tường sát. Giai đoạn 2 biến thân, Úc Nhĩ Phu liên tục một đợt khoái công, lại bị Lâm Lạc nhẹ nhàng né tránh sau, lập tức triệt để đánh mất còn sót lại lý trí, lựa chọn phát động liều mạng át chủ bài. Hắn cao 15m mặt ngoài thân thể bao trùm thiết giáp vỡ ra, trong vết rách phát ra lồi quang màu vàng. Hắn giờ khắc này phảng phất biến thành một vòng hạ xuống thế gian mặt trời nhỏ. 117 Úc Nhĩ Phu làm sao nhị đoàn biến thân? Địch nhân có mạnh như vậy sao? Hoắc Phu Mạn đứng tại cách đó không xa, sắc mặt hơi có chút tiến lặng. Nhị đoàn biến thân là tại ngay từ đầu biến thân trên cơ sở, lần nữa khai quật cấp độ càng sâu cự nhân chi lực. Chỉ có vương tộc cùng các đại gia tộc đỉnh cấp dòng chính mới có thể làm đến hoàn mỹ không chế, mà những người còn lại bởi vì thủy tổ cự nhân huyết mạch mỏng manh, một khi nhị đoàn biến thân, liền có thể vĩnh viễn đánh mất lý trí, biến thành chỉ có giá tính lang thang cự nhân. Úc Nhĩ Phu nhị đoàn biến thân nhất định là vì tốc chiến tốc thắng, tin tưởng hắn là được rồi, thế giới này có thể người đánh bại hắn còn chưa ra đời đâu, thậm chí ngay cả những cái kia phổ thông vũ khí nóng cũng không gây thương tổn được hắn. Đừng quản Úc Nhĩ Phu, chúng ta nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ. Anna bình tĩnh sau khi nói xong, liền xoay người hướng phía nơi xa phóng đi, tiếp lấy lôi quang rơi xuống, đã hoàn thành biến thân. Nàng cùng Úc Nhĩ Phu hợp tác nhiều năm, tự nhiên thật sâu tin tưởng thực lực của đối phương, hiện tại bọn hắn nhiệm vụ bị người phát hiện, việc cấp bách hay là trước trắng trận phá hư đem hàng trong thành quân đội đều hấp dẫn tới, người còn lại mới có thể nhất hô bách hứng khởi sướng náo động lớn, Úc Nhĩ Phu đại ca. Hoắc Phu Mạn quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, trong lòng chẳng biết tại sao luôn cảm giác có chút bất an. Hắn từ nhỏ đã rời khỏi gia tộc, bị mang đến vương thành làm con tin, chờ hắn sau khi thành niên trở về, tất cả trong gia tộc tộc nhân đối với hắn đều thái độ phi thường kém, may mà hắn thiên tính lạc quan, tăng thêm Úc Nhĩ Phu âm thầm chiếu cố mới dẹp an định ra đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua những người còn lại đều biến thân làm cự nhân, bắt đầu ở trong đại lâu tứ phá hư sau, cũng đè xuống bất an trong lòng, chuẩn bị gia nhập trong đó. Ngao. Vừa mới chuẩn bị biến thân Hoắc Phu Mạn nghe được cái này quen thuộc tiếng kêu rên, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng của hắn một phần kia bất an dự cảm, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt, không tốt. Úc Nhĩ Phu đại ca danh xưng đế quốc tường sát, làm sao có thể vừa hoàn thành đoạn thứ hai biến thân liền phát ra tiếng kêu thảm. Đáng chết, người kia đến cùng là ai? Hoa Hạ làm sao có thể có người có thể đem hắn bị thương thành dạng này? Ta nhất định phải đi giúp hắn. Hoắc Phu Mạn ngay sau đó trong lòng sốt ruột, rốt cuộc không để ý tới nhiệm vụ, vội vàng xông về Úc Nhị Phu bên kia. Hắn một bên chạy, một bên trên thân lôi quang rơi xuống, đảo mắt đã biến thành một cái vóc người tráng kiện cao lớn cự nhân. Hắn kế thừa cự nhân chi lực, tên là Tiến Kích Đích Cự Nhân, năng lực một trong, đang thay đổi thân đằng sau có thể trong khoảng thời gian ngắn câu thông tương lai chính mình, thu hoạch được một bộ phận tin tức. Giống. Úc Nhị Phu đại ca, chịu đựng. Hoắc Nhị Phu một bên gầm thét, vừa bắt đầu phát động năng lực, thông qua biết trước tương lai, hắn liền có thể biết được địch nhân năng lực, tiếp theo làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, hắn vừa đến chiến trường trung ương, liền thấy để hắn xuyên tim một màn. Chỉ gặp đã nhị đoàn biến thân, thân cao chừng 20m trở lên, hình thể to con không thể tưởng tượng nổi Úc Nhĩ Phu, vậy mà toàn thân toàn bộ đều là lít nha lít nhít, sâu đủ thấy xương vết kiếm. Hắn trầm mặc quỳ một chân trên đất, chẳng biết lúc nào đã mất đi khí tức, mà hắn vết thương chí mạng tại cổ hậu phương, hắn trốn ở cự nhân thân thể bên trong bản thể, đã bị một kiếm chém làm hai đoạn. Lúc này, khoảng cách Úc Nhĩ Phu phát động nhị đoàn biến thân, vẫn chưa tới 10 giây thời gian. Hoắc Nhĩ Phu nhìn xem lơ lửng giữa không trung, tay cầm song kiếm chậm rãi xoay người lại Lâm Lạc, toàn thân hơi lạnh thấu xương dâng lên. Mà lúc này tại trong ý thức của hắn, biết trước tương lai bên trong chẳng biết tại sao không có cái gì, chỉ có một mảnh quỷ dị hắc ám. Vậy đại biểu hắn 3 giây đằng sau liền sẽ chết đi, ngay cả truyền về tin tức cũng không kịp. Chương 381 cấp đoạt cự nhân chi lực. Ở Tacton Titan, ngươi lại là loại nào cự nhân đâu? Lâm Lạc nhiều hứng thú đánh giá Hoắc Nhĩ Phu. Chỉ gặp vị này cự nhân trừ hình thể bên ngoài, nào bột mì bộ có chút quái dị bên ngoài, cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau, trên thân không có thiết giáp, năm ngón tay cũng không có đặc biệt sắc bén. Ta hiểu được, ngươi là Tiến Kích Đích cự nhân đi. Năng lực của ngươi ta nghe nói cùng tương lai có quan hệ, ta vẫn là có chút hứng thú, hiến cho ta đi.
Lâm Lạc treo giống như ác ma nụ cười trên mặt, bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt, trong nháy mắt hợp thành một tấm dữ tợn đen kịt sừng châu mặt nạ đệ ngũ trọng tâm linh chi quang, xâm lược như lửa, đáng chết. Vô luận như thế nào, ta phải hướng những người khác đưa tin, tên địch nhân này mạnh đáng sợ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có vương tộc cao thủ mới có thể đánh bại hắn. Hoắc Phu Mạn vốn là muốn cùng Ốc Nhị Phu tụ hợp, hai người một cái phòng ngự vô song, một cái biết trước tương lai, đủ để đối mặt bất cứ địch nhân nào, nào nghĩ Nhị Đoạn biến thân Ốc Nhị Phu vậy mà chết nhanh như vậy. Trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn biến mất, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là sau một khắc hắn cũng cảm giác chính mình bỗng nhiên đã mất đi khống chế đối với thân thể năng lực, tiếp lấy tầm mắt một trận xoay tròn, hắn ý thức trong mơ hồ phảng phất thấy được chính mình đã mất đi đầu lâu cự nhân thân thể. Hắn cuối cùng lưu lại ý thức, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ thật nhanh công kích, sức tấn công thật là đáng sợ, ta rõ ràng tại cự nhân thân thể nhược điểm, cổ hậu phương lợi dụng kết tinh hóa gia cố, lại còn là tại trong vòng 3 giây liền chết, tương lai quả nhiên không có chút nào cải biến a. Ngay tại hắn cự nhân thân thể đầu lâu bị Lâm Lạc một kiếm chém bay đằng sau, hắn giấu ở cự nhân thân thể hình người bản thể không đến một giây thời gian bên trong, liền bị chúng đích 10 kiếm trở lên. Kỳ thật Hoắc Phu Mạn bản thể bị chém làm hai đoạn đằng sau, sớm đã không có khả năng sống sót, còn lại công kích không phải là vì bổ đao, mà là vì lược đoạt đối phương cự nhân chi lực. Bởi vì, tâm linh chi quang, xâm lược như lửa tại lược đoạt cùng tâm linh chi quang cùng cấp độ tam chuyển cự nhân chi lực lúc, một lần chỉ có thể cướp đoạt 10%, mà lại chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Theo Lâm Lạc triệt để cướp đoạt đối phương cự nhân chi lực, một loại cùng thiên phú thế thân tâm linh chi quang đều lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Loại lực lượng này chí cương chí dương, phảng phất hỏa lô, phảng phất liệt diễm, đem hắn toàn thân đều giống như muốn bốc cháy một dạng. Có chút ý tứ, 1 phút đồng hồ tiến kích cự nhân thể nghiệm thể sao? Lâm Lạc không còn quan tâm mất đi đầu lâu sau chậm rãi ngã xuống, bắt đầu hóa khí biến mất Hoắc Phu Mạn cự nhân thân thể, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa còn không có phát hiện bên này tình huống, đã bắt đầu trắng trợn phá hư còn lại cự nhân. Hắn đem song kiếm thu hồi không gian thủy tinh, chờ một lúc biến thân cự nhân, cái này hai thanh vũ khí cực phẩm liền trở nên cùng cây tăm một dạng. Tốt, là như thế này biến thân sao? Lâm Lạc lần theo bản năng, tại đầu ngón tay gạt ra một giọt máu. Sau một khắc, lôi quang rơi xuống, vô tận hơi nước đem hắn thân ảnh nuốt hết. Tiếp lấy một đầu cao tới 40m trở lên, so tầng 10 lâu còn cao cự nhân, trực tiếp từ lôi quang cùng trong xương mù đứng lên. Loại cảm giác này, giống như là mở cao tới cơ giáp a. Lâm Lạc bản thể giấu ở cự nhân thân thể bên trong, ngay tại thích ứng thân thể mới khống chế phương thức. 58 cự nhân chi lực, tiến kích cự nhân phẩm chất, SS cấp. Lực lượng 8 tự thân lực lượng để thăng làm 260, thể chất 4 tự thân thể chất để thăng làm 180, nhanh nhẹn 4 tự thân nhanh nhẹn để thăng làm 180, phòng ngự 4 tự thân phòng ngự để thăng làm 180. HP 6 tự thân HP để thăng làm 220 đặc tính, có thể trong thời gian ngắn câu thông tương lai chính mình, thu hoạch một bộ phận tin tức. Không nhận thủy tổ cự nhân khống chế. Có khống chế phương viên 500m bên trong phổ thông cự nhân. Vĩnh viễn đang đuổi đi tự do trên đường, chỉ cần bị áp bách liền sẽ phát cuồng, thời gian ngắn lực lượng tiêu thăng, lý trí hạ xuống. Tiến kích cự nhân sau khi biến thân thân cao lấy bản thể lực lượng, sinh mệnh hai loại thuộc tính là chủ yếu phán đoán tiêu chuẩn. Cự nhân chi lực, tiến kích cự nhân trạng thái, thể lực tiêu hao tốc độ 3000%. 58 cảm ứng được mới trạng thái tin tức sau, Lâm Lạc trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cự nhân chi lực cùng tâm linh chi quang cùng là tam chuyển năng lực, nhưng là cái này cự nhân chi lực, tiến kích cự nhân, vẹn vẹn chỉ là SS cấp, tại với thân thể người thuộc tính tăng thêm phương diện, đơn giản so tâm linh chi quang, xâm lược như lửa còn cao nhiều. Nói như vậy, SS cấp tâm linh chi quang, tăng thêm tổng cộng là 12 khỏa tinh, cũng chính là tính gộp lại nhiều 340% tăng thêm. Mà SS cấp cự nhân chi lực, vậy mà tại thuộc tính tăng thêm phương diện có 26 khỏa tinh, so cùng cấp độ tâm linh chi quang nhiều 13 viên tinh, cũng chính là nhiều 360% tăng thêm. Ngay tại trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm, một cái để hắn hết sức thanh âm quen thuộc, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cự nhân chi quốc dị tộc không có nghề nghiệp lực lượng, cũng không có thế thân, có chỉ là trí dương cự nhân chi lực, mà lại thiên phú của bọn hắn năng lực thường thường cũng tương đối lớn nhất, kém xa chúng ta làm tinh đa dạng hóa. Ưu điểm của bọn hắn là dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp hết thảy, mà ưu điểm của chúng ta thì là năng lực trăm hoa đua nở. Tốt, tranh thủ thời gian động thủ đi, tại những cái kia còn lại cự nhân tạo thành càng lớn phá hư trước đó. Lâm Lạc rất nhanh liền phản ứng lại, thanh âm này cùng hắn giống nhau như lúc, mà cái này cùng hắn nói chuyện người, thình lình chính là tương lai chính mình, không thể tưởng tượng nổi a, loại cảm giác này giống như là cùng tương lai chính mình cùng nhau đang chiến đấu một dạng. So nhật ký tương lai mơ hồ dự đoán càng tinh tế hơn, càng có thời gian hiệu lực tính. Bất quá, ngay tại hắn bắt đầu lúc động thủ, hắn cũng rõ ràng cảm thấy chính mình thể lực trôi qua. Biến thân làm tiến kích cự nhân sau, hắn không cần ngoài định mức tiêu hao năng lượng, cũng không cần tiêu hao pháp lực giá trị tinh thần lực, tới đối đầu ứng chính là 30 lần thể lực tiêu hao, đơn giản so đa trọng tâm linh chi quang dung hợp lại cùng nhau tiêu hao, đặc biệt là còn muốn khu động khổng lồ như vậy thân thể. Dù sao chỉ có 1 phút đồng hồ thể nghiệm thời gian, làm một vố lớn đi. Lâm Lạc biến thân đặc biệt lớn bản tiến kích cự nhân, bỗng nhiên mở ra to lớn bộ pháp, hướng phía nơi xa ngay tại lớn làm phá hư đám cự nhân phóng đi. 117 oanh. Mái tóc màu đen nữ cự nhân hung hăng một quyền nện vào một tòa trong đại lâu, sau đó năm ngón tay khép lại bắt lấy cột chịu tải trọng đống nhiên kéo một phát, trực tiếp ngạnh sinh sinh đem nó rút ra, sau đó một cái thủ đao chém ra, liên tục lại đem dư cột chịu tải trọng toàn bộ chặt đứt. Lập tức một tòa này cao ốc phát ra một trận gào thét, vậy mà trực tiếp thấp đến mấy mét. A. Anna biến thân nữ cự nhân trong tiếng hít thở, hai tay bỗng nhiên đem một tòa này đại lâu nửa khúc trên hai tầng ôm lấy, sau đó toàn thân phát lực, trực tiếp giơ lên. Nàng đang chuẩn bị đem cái này hai tầng lâu trực tiếp vãi ra, một cái cự đại bóng ma bỗng nhiên từ đỉnh đầu rủ xuống, tiếp lấy nàng cảm giác mình ôm lấy cái này hai tầng lâu giống như là bị một con quái vật đè xuống, cứ thế nàng như thế nào lực lượng bộc phát cũng không thể đem nó giơ lên. Ngươi làm sao như thế thấp?
Anna đỉnh đầu một cái trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp lấy nàng theo bản năng ngửa đầu xem xét, chỉ gặp một cái xa lạ cự nhân xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, một tay nhẹ nhõm liền đem trong tay nàng cao ốc đè xuống. Nàng lập tức trợn tròn mắt, cái này xa lạ cự nhân, rõ ràng không phải loại cực lớn cự nhân, sao có thể cao hơn nàng còn hơn gấp 2 lần? Phải biết, lấy nàng tố chất thân thể biến thân làm nữ cự nhân sau, cùng đồng loại hình nữ cự nhân so ra cũng coi như cao, khoảng chừng 14 mét nhiều, nhưng mà nàng tại cái này lạ lẫm cự nhân trước mặt, còn không có đối phương một cái chân cao. Vương tộc biến thân cự nhân, cũng nhiều nhất liền 20 mấy mét, miễn cưỡng đến người này một nửa cao đi. Người này bản thể tố chất thân thể, làm sao có thể so với cái kia tôn quý vương tộc còn cao? Con mẹ nó ngươi chính là ai vậy? Anna khó có thể tin mà hỏi. Chương 382 sát lục tích phân toàn cầu xếp hạng 69. Lâm Lạc túi đầu ở trên cao nhìn xuống đánh giá cái này thấp bé nữ cự nhân, phát hiện nàng so vừa rồi hai vị kia cự nhân còn muốn yếu, lập tức đã mất đi hứng thú, túi người trực tiếp một tay bắt lấy nàng náo hải, sau đó nhẹ nhàng một cái xoay tròn. Ngươi đánh chết một vị S cấp cự nhân, thu được 50 giết chóc điểm tích lũy, tính gộp lại hết thảy thu hoạch được 2050 giết chóc điểm tích lũy. Danh sách chi tranh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trong xếp hạng lên cao 981.210 tên, trước mắt toàn cầu xếp hạng thứ 71 tên giết 3 cái cự nhân liền toàn cầu xếp hạng top 100 sao. Quả nhiên giết cấp bậc cao cự nhân, một đầu lấy được giết chóc điểm tích lũy, liền so giết mấy trăm chiếc phổ thông cự nhân còn cao a. Lâm Lạc một lần nữa trở về đương nhiên biết giết chóc điểm tích lũy quý giá chỗ, tỉ như nhân cấp thần khí cũng chỉ có thể sử dụng giết chóc điểm tích lũy đến đổi. Giống như là lúc trước tiểu thương giam cầm hắn thế thân hắc hoàng đế thiên chi tỏa, loại này duy nhất một lần cực phẩm đạo cụ, cũng là chỉ có thể sử dụng giết chóc điểm tích lũy đến hồi đoái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa còn lại mấy cái cự nhân, phảng phất thấy được bảo tàng khổng lồ. Oeng. Dưới chân hắn phát lực, trong nháy mắt trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, sau một khắc, hắn đã đi tới cao lớn dưới chân hắn phát lực, trong nháy mắt trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, sau một khắc, hắn đã đi tới một đầu khác cự nhân sau lưng. Cái này một cái ngạc chi cự nhân tương tự xuyên sơn giáp, phần lưng có bóng loáng mà cứng rắn màu nâu lân giáp, bởi vì tứ chi quỳ xuống đất, thân cao so vừa rồi nữ cự nhân còn thấp nhiều, chỉ có chừng 3 thước, lúc này hơn phân nửa thân thể đã chui được Thái Long ngân hành trong đại lâu, hiển nhiên là chuẩn bị đào đoạn cột chịu tải trọng. Lâm Lạc túi đầu nhìn xem cái này thấp bé giống như chó con cự nhân, trực tiếp túi người xuống, đưa tay bắt hắn lại một đầu chân sau, đem hắn trực tiếp lăng không xách lên. Ngươi là ai a lợi ngang một mặt ngậm bức bị bắt, nó đầu dưới chân trên nhìn xem cái này xa lạ cao lớn cự nhân, còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị trực tiếp văng ra ngoài. Một trận trời đất quay cùng sau, hắn trực tiếp đụng phải một đầu khác ngay tại phá hư trên thân cự nhân. Lợi ngang ngươi đụng ta làm gì? Đệ mô bị từ trên trời giáng xuống lợi ngang đập đầu góc choáng váng, chờ hắn thấy rõ ràng người tới sau lập tức nổi giận ngươi không hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, tới làm ta làm gì? Con mẹ nó chứ cũng không biết xảy ra chuyện gì à, ta bị một đầu xa lạ cự nhân công kích. Lợi ngang thật vất vả đứng lên, cũng là cảm thấy hết sức bị khuất. Cự nhân làm sao lại công kích ngươi? Ngươi có phải hay không đi ra nhiệm vụ trước, Lê Minh Chi quốc rượu giả uống nhiều quá. Đệ mô còn không có mang xong, trước mắt hắn liền bỗng nhiên tối sầm, một cái cao ngất bóng ma bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái trước đó chưa từng có cao lớn cự nhân thân ảnh đã xuất hiện tại trước người hắn, mà loại này cao lớn hình thể, rõ ràng không phải tộc nhân của hắn có thể biến thân đi ra. Đệ mô còn đến không kịp phát ra nghi vấn, chỉ thấy một đầu này lạ lẫm nhẹ nhàng nâng lên chân, sau đó một cước dẫm nát vừa bỏ dậy, còn không có đứng vững lợi ngang đầu, liên đối hắn dấu ở cự nhân thân thể gãy bản thể cũng bị trực tiếp dẫm chết. Đơn giản so với hắn giết Lê Minh Chi quốc người bình thường còn tàn bạo, hắn giết những cái kia dê hai chân thời điểm vẫn chỉ là ăn vào trong miệng mà thôi. Ngươi, đệ mô bị khiếp sợ nói không ra lời, tiếp lấy cũng bị một cước trực tiếp dẫm nát đầu. Ngươi đánh chết một vị A cấp cự nhân, thu được 10 giết chóc điểm tích lũy, tính gộp lại hết thảy thu hoạch được 2070 giết chóc điểm tích lũy. Danh sách chi tranh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trong xếp hạng lên cao 2 tên, trước mắt toàn cầu xếp hạng thứ 69 tên chỉ có 20 phân sao. Nguyên lai cái này hai cái đều là A cấp, chắc không được yếu như vậy. Lâm Lạc nhìn bên cạnh thấp bé nhà lầu, một loại cổ quái bản năng bắt đầu theo cự nhân sau khi biến thân phun lên trong lòng của hắn. Kỳ quái, ta hiện tại tâm cảnh hẳn là phi thường cùng bình ổn định mới đối, tại sao có thể có chủng muốn tùy ý giết chóc xúc động? Không đối, loại cảm giác này giống như là xông phá hết thể trói buộc bản năng, đối với tất cả bất mãn muốn phát tiết cảm giác. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ ra, đây cũng là tiến kích cự nhân mang tới ảnh hưởng. Hắn tự nhủ vĩnh viễn truy cầu tự do sao? Cảm giác này cũng không tệ, bởi vì cái gọi là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu làm tự do cho nên, cả hai đều có thể ném, có thể hoàn toàn theo ý nghĩ của mình còn sống, ở thế giới này, là khó khăn dường nào a. Bây giờ còn không có tiến vào tận thế, hoàn toàn không phải dựa vào lực lượng cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, nếu như làm quá mức, thậm chí có thể sẽ gây nên cơ quan quốc gia chú ý. Hoa Hạ cũng không phải miễn điện loại kia tiểu quốc gia, không chỉ có hiện đại võ lực cường hãn, các loại siêu phàm cao thủ cũng tầng tầng lớp lớp, hắn hiện tại cũng không có hứng thú vì một điểm nhỏ tranh chấp liền cùng quốc gia đối kháng. Cho nên, liền xem như mạnh như hắn, làm lên sự tình đến, nhiều khi cũng không thể không cố kỵ xử lý sự tình thời điểm cách làm. Không có khả năng nhìn người khó chịu, trực tiếp liền một quyền liền đem chọc hắn người đánh nổ. 117. Thời gian trở lại 30 giây trước. Quả nhiên, cự nhân thật xuất hiện. Lâm Lạc nói là sự thật. Diêu Mộc Hy đứng cách trung ương thương vụ khu mấy cây số bên ngoài một chỗ trên lầu cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa xuất hiện cự nhân thân ảnh. Thật không cần để quân đội tới sao? Vương Tiểu Trung đứng tại bên người nàng, trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Cùng lần trước ở trên không quay chụp không giống với, lần này mặc dù cách mấy cây số tiến hành quay chụp, nhưng là vạn nhất cự nhân hướng phía bọn hắn bên này vào tới, bọn hắn coi như thật có sinh mệnh nguy hiểm. Mà nhìn Diêu Mộc Hy thần sắc, vậy mà so với hắn một cái đại lao ra còn chấn định, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dưới bóng đêm,
nơi xa không ngừng xuất hiện cự nhân biến thân lôi quang, tùy ý khẽ đếm, liền có ngoài 10 vị, đơn giản đổi mới tới trong 10 ngày duy nhất một lần xuất hiện cự nhân số lượng. Hắc hoàng đế đâu? Làm sao còn chưa từng xuất hiện? Vương Tiểu Trung chau mày, lúc này khoảng cách thực sự quá xa, tăng thêm lại là ban đêm còn có cao lâu trở ngại, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Trong mắt hắn chỉ thấy cự nhân tại trong đại lâu nhanh chóng ghé qua, tiếp lấy liền không ngừng phát ra cao ốc sụp đổ tiếng nổ lớn, ngẫu nhiên còn có bạo tạc ánh lửa sáng lên. Diêu Mộc Hy trước đó cùng quân đội nói qua, bên này xuất hiện cự nhân sẽ do Hắc Hoàng Đế giải quyết hết, nếu như cuối cùng Hắc Hoàng Đế không có xuất hiện, hoặc là Hắc Hoàng Đế đánh không lại những cự nhân này, chuyện kia coi như phiền toái. Không chỉ có Diêu Mộc Hy muốn lên tòa án quân sự, hắn cũng phải bị vấn trách, thậm chí đi vào giẫm máy may đều bình thường. Diêu Mộc Hy còn chưa kịp mở miệng trả lời, hai người bọn họ liền nghe đến một trận ngắn ngủi tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ là xen lẫn trong đông đảo tạp âm bên trong cũng không rõ ràng. Ngươi nhìn bên kia, Hắc Hoàng Đế tới. Diêu Mộc Hy nhãn tình sáng lên, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Vương Tiểu Trung bận rộn lo lắng lấy ra camera, thông qua hai tòa cao lầu khe hở, có thể mơ hồ trông thấy một vị nhỏ bé bóng người, chính lơ lửng giữa không trung, mà trên mặt đất đang ngã một vị hình thể cao lớn thiết giáp cự nhân. Không hổ là Hắc Hoàng Đế, quả nhiên có thể một mình đánh bại cự nhân. Diêu Mộc Hy như chút được gánh nặng lộ ra dáng tươi cười. Tiếp lấy bên người nàng xuất hiện một vị thân mang mặt ngựa váy, diện mạo cùng Diêu Mộc Hy có 9 phần tương tự nữ tử tuyệt mỹ, rõ ràng là nàng S cấp thế thân kinh hồng cơ. Chương 383 hiện trường trực tiếp. Nàng làm Diêu gia người thừa kế, tại toàn dân thức tỉnh sau đó không lâu, liền điều động gia tộc tiền vốn mua đầy đủ thăng linh thủy tinh, đưa nàng thiên phú từ A cấp tăng lên tới S cấp. Mà lại, vì phối hợp công tác của nàng, vị này thế thân hành động khoảng cách cũng bị cường hóa đến cực hạn 2000m. Kinh hồng, sau đó làm phiên ngươi, ở chỗ này phát sóng trực tiếp lời nói, thực sự quá xa. Diêu Mộc Hy đem một máy điện thoại đưa cho nàng thế thân, chăm chú dặn dò ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi. Kinh Hồng Cơ tiếp nhận điện thoại đằng sau, hướng phía nàng nhẹ gật đầu, liền nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ trên lầu cao nhảy xuống, phảng phất một đạo như lưu quang, hướng phía trong chiến trường nhanh chóng tới gần. Hiện trường phát sóng trực tiếp là Lâm Lạc yêu cầu, bất quá Diêu Mộc Hy cũng cảm thấy là một chuyện tốt. Tại hiện tại toàn dân khủng hoảng, cự nhân đột nhiên đại lượng xuất hiện tình huống dưới, nếu như Hắc Hoàng Đế có thể lấy lực lượng một người đánh tan đông đảo cự nhân, vậy liền có thể lần nữa giống trước đó mê vụ phong thành thời khắc một dạng, trọng trấn lòng người. Mà lại trọng yếu nhất, Lâm Lạc thế nhưng là nàng phát hiện đồng thời bưng ra tới, hiện tại trên mạng khắp nơi đều là Lâm Lạc anti fan, liên đối sự nổi tiếng của nàng cũng nhận ảnh hưởng, nàng bên trong tự nhiên cũng không thoải mái. Tăng thêm phía quan phương lại đang Hắc Hoàng Đế nhân vật thiết lập sụp đổ trong lúc mấu chốt này, đẩy ra ba vị có đức độ hoa hạ thủ hộ thần, đây không phải đang đánh nàng Diêu Mộc Hy mà sao? Hiện tại Lâm Lạc rốt cục trở về, chỉ cần sau đó giải thích rõ ràng hắn lâm trận bỏ chạy nguyên nhân, sau đó giải thích rõ ràng tham ô mấy ngàn điểm năng lượng sự tình. Nàng tin tưởng dựa vào nàng vận hành, nhất định khả năng giúp đỡ Lâm Lạc một lần nữa vãn hồi trước đó thanh danh. Nếu như hắn bởi vì một bút kia hơn 100 tỷ đại ngạch đầu tư mà thiếu khuyết tiền vốn, nàng cũng nguyện ý lấy Diêu gia danh nghĩa đối với hắn tiến hành đầu tư. Dù sao, Lâm Lạc nơi đó có thiên sư lệnh, nếu như nàng thật phải lập gia đình, cũng sẽ không gả cho cái kia thay đổi thất thường, lòng tham không đáy Lưu Vũ, ngược lại là cô nhi Lâm Lạc, ngược lại càng lợi cho Diêu gia phát triển. Có lẽ, gả cho Lâm Lạc cũng là một tốt lựa chọn đi. Diêu Mộc Hy trong đôi mắt đẹp trong vắt có thần, trong lòng âm thầm tính toán nói hắn thông thiên thực lực tăng thêm ta Diêu gia bối cảnh, nhất định có thể tại cái này sắp đến loạn thế thành lập một phen công lao sự nghiệp, thậm chí, nếu như hắn nguyện ý ở rể ta Diêu gia, ta có thể nói động trong gia tộc người, cho hắn 2 tỷ lễ hỏi. Đồng thời, dốc hết toàn tộc chi lực duy trì hắn. Ngay tại nàng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Kinh Hồng Cơ đã tới gần trong chiến trường, đồng thời mở ra run âm phát sóng trực tiếp. Mà phát sóng trực tiếp tiêu đề rõ ràng là Hắc Hoàng Đế trở về, lực sắn hỏa trời. Diêu Mộc Hy làm tân tấn nổi tiếng internet phát sóng trực tiếp, tăng thêm Diêu gia nâng lên, còn có gần nhất phát hiện Hắc Hoàng Đế marketing thành công. Nàng run âm hào khoảng chừng 5 triệu fan hâm mộ, tăng thêm hiện tại toàn bộ hoa hạ người bình thường đều bị giam trong nhà, bởi vì cự nhân đại lượng xuất hiện mà căn bản không dám vào ngủ, toàn bộ đều đang cày điện thoại, chờ đợi phía quan phương tin tức. Bọn hắn vừa nhìn thấy cái này bắt mắt tiêu đề, lập tức điên cuồng tràn vào phát sóng trực tiếp, mới không đến 2 giây liền có hơn 1000 người xem. Mà phát sóng trực tiếp thị giác bên trong, rõ ràng là Lâm Lạc mới vừa từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào mễ lạc cự nhân trên thi thể. Úp Nhĩ Phu biến thân cự nhân sắt thép, tức giận một quyền đem hắn nện vào trong đại lâu. Lập tức, khu bình luận trực tiếp nổ. Ta dựa vào, vừa mới tiến đến cứ như vậy nổ tung sao? Hắc Hoàng Đế trực tiếp bị cự nhân hành hung làm sao hắn biến mất mấy ngày, như thế kéo, không thể nào. Hắc Hoàng Đế tham ô nhiều như vậy năng lượng, kết quả là cái này. Con SSS cấp thiên phú, thật sự là cho chúng ta hàng thành mất mặt ta. Mấy ngàn điểm năng lượng đưa cho ta, ta đã sớm đánh nổ cự nhân này, ai, ta hi hi à, ngươi thật sự là hồ đồ à, cái này Hắc Hoàng Đế có tiếng không có miếng à, khẳng định là có tiền liền trầm mê hưởng thụ lấy, ngươi đừng phát sóng trực tiếp hắn, cho ngươi rơi phân à. Mà thời gian thực quan sát phát sóng trực tiếp Diêu Mộc Hy sắc mặt cũng là đại biến. Cự nhân mạnh bao nhiêu, nàng so với người bình thường rõ ràng hơn. Toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn cầu đều không có truyền ra bao nhiêu siêu phàm giác tỉnh giả đơn giết cự nhân sự tích. Húng chi trong phát sóng trực tiếp loại này thiết giáp cự nhân, rõ ràng cũng so phổ thông cự nhân cường đại hơn rất nhiều. Nàng ngược lại không lo lắng cho mình rơi phấn, mà là sợ Lâm Lạc bởi vì chủ quan, không có tính ra rõ ràng thực lực của đối phương, bị trực tiếp đánh chết. Diêu Mộc Hy cũng không có phát hiện tâm tình của mình chuyển biến, nàng ngay từ đầu nghĩ là hy vọng dựa vào Lâm Lạc một lần nữa thu hoạch được đại lượng lưu lượng, nhưng là bây giờ thấy một màn này, lòng của nàng lại vì một trong gốc. Nàng vừa mới chuẩn bị liên hệ chính mình thế thân, để nàng vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lâm Lạc, liền gặp được phát sóng trực tiếp ở trong Lâm Lạc nhẹ nhàng từ trong khói dày đặc bay ra, nhìn tụi hồ lông tóc không thương. Mà lúc này Diêu Mộc Hy phát sóng trực tiếp nhân số đã vượt qua 3000 người, các loại bình luận đang điên cuồng rẽ phở. Đây là Tiền Giang Tân Thành trung ương thương vụ khu.
Hắc hoàng đế vậy mà lại xuất hiện. Vừa xuất hiện liền đơn đấu cự nhân sao? Thực như a. Lễ phép hỏi một chút, dưới chân hắn cự nhân chính là hắn giết sao? Trên lầu ngươi tới chậm, Hắc hoàng đế đã ăn cự nhân một quyền, hiện tại không biết là bị nội thương hay là thật lông tóc không thương qua. Không hổ là Hắc hoàng đế a, vậy mà ăn cự nhân một quyền, không có việc gì. Trên người hắn pháp bảo rất đẹp a, nhìn ra là kim cương cấp trang bị, thế nhưng là nghề nghiệp của hắn giống như không phải pháp sư a. Chẳng lẽ còn có thể thay đổi nghề nghiệp của mình, không hiểu liền hỏi, Hắc hoàng đế trên đầu vầng sáng màu bạc là cái gì? Còn có loại trang bị này sao? Dẫn chương trình, trước tiểu hoàng sa có thể chứ? Mọi người ở đây nhao nhao kích động lên thời điểm, một cái cự đại gia niên hoa ạn nhỉm, đột nhiên che khuất một nửa phát sóng trực tiếp video. Hắc hoàng đế đang cùng đầu kia cự nhân nói cái gì? Dẫn chương trình ta cho ngươi soát một cái gia niên hoa, ngươi xích lại gần một chút phát sóng trực tiếp a, ta nghe không được hắn đang nói cái gì, xin hỏi bảng nhất đại ca, ngươi để dẫn chương trình xích lại gần một chút, là muốn dẫn chương trình mệnh sao? 113 chương 384 cuồng bạo miểu sát. Ha ha ha, ta cũng muốn nghe Hắc hoàng đế đang cùng cự nhân nói cái gì. Ngay tại nhìn phát sóng trực tiếp người cảm thấy đáng tiếc, bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không được Hắc hoàng đế nói cái gì thời điểm, liền chợt nghe một thanh âm rõ ràng vang lên. Ngươi thức tỉnh cự nhân chi lực là khải chi cự nhân đi, chắc không được tổn thương thấp như vậy. Câu này cực độ trang bức tại phát sóng trực tiếp vừa ra tới, trong nháy mắt phát sóng trực tiếp bình luận liền nổ tung. Một đống lớn soát các loại lễ vật đại ca xuất hiện, mà vừa rồi vừa tiến đến liền soát ra niên hoa cái kia bảng nhất đại ca, càng là không nói hai lời, trực tiếp liên tục soát đi lên ra niên hoa, dẫn đến trong phát sóng trực tiếp có một nửa tầm mắt đều bị ngăn cản. Ngoa tạo, chịu xong một quyền còn dám nói như vậy, là thật châu bê a. Đại ca, ngươi đến cùng là thật mạnh như vậy, hay là biết tại phát sóng trực tiếp cho nên gượng chống lấy a? Ngươi lừa gạt một chút chúng ta có thể, không cần ngay cả mình đều lừa gạt ta, đợt này trang bức ta chỉ có thể cho 82 phân, bởi vì còn lại 18 phân, ta muốn lấy 666 hình thức cho ngươi. Bằng nhất đại ca, đừng dẹp phơ ớt, lùi, thảo mánh thảo, ta thấy không rõ Hắc hoàng đế tốt ta, cái này mẹ nó so kia cái gì hoa hạ thủ hộ thần giang thần thông còn có thể chăng a? Không hổ là toàn cầu đệ nhất cái 40 cấp người. Ta cho dẫn chương trình soát một khung máy bay, phiền phức dẫn chương trình giúp ta đem tiền chuyển cho Hắc hoàng đế, thay ta chuyển cáo hắn, đánh cho ta bạo cái thằng chó này chết cự nhân. Ngay tại phát sóng trực tiếp tất cả mọi người xôi trào không thôi thời điểm, trong video Khải Chi cự nhân bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hung hăng một quyền lần nữa như lưu tình truy lạc bình thường đánh tới hướng Lâm Lạc. Hắn tráng kiện lại bao vây lấy thiết giáp năm đấm, bị Lâm Lạc cả người còn lớn hơn, mà lại phía trên còn rất dài ra to lớn màu bạc gai nhọn, lần này cho người cảm giác gáp bách 10 phần. Không có người cảm thấy mình có thể bị một quyền này trúng mục tiêu sau còn có thể sống sót. Mà trong phát sóng trực tiếp Hắc hoàng đế đối mặt một quyền này, vậy mà vẫn không có tránh né ý tứ, ngay tại phần lớn người cho là hắn là khoác lác, căn bản trốn không thoát thời điểm. Hắc hoàng đế biểu lộ bình tĩnh mở miệng ta nói, dừng lại. Khải Chi cự nhân cái này kinh khủng thiết quyền tại cách hắn không đến một mét lúc, vậy mà trực tiếp ngừng. Nếu không phải tất cả mọi người biết cự nhân là giết người như ngoé dị tộc, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi đây là đang phối hợp Hắc hoàng đế diễn kịch. Mà lúc này, khoảng cách phát sóng không đến 20 giây. Phát sóng trực tiếp nhân số đã trực tiếp vượt qua 10.000, xông lên lôi cuốn. Bắt đầu từ tất cả còn lại tại phát sóng trực tiếp cùng cự nhân tập kích có liên quan trong phát sóng trực tiếp, giết đi ra. Vô số người bắt đầu buôn tẩu bẩm báo, gọi mình bằng hữu đến xem Diêu Mộc Hy phát sóng trực tiếp, liên đối fan hâm mộ của nàng số cũng bắt đầu phi tốc lên cao. Giống như là Giang Thần Thông, Bắc Thần Xuyên, Lạc Khuynh Thành mặc dù đồng dạng có thể đánh giết cự nhân, nhưng bọn hắn đều là có một tiểu đội người tại bên cạnh phối hợp, mặc dù đập cũng rất đẹp trai, nhưng là luận trang bức liền cùng Hắc hoàng đế kém cách xa vạn dặm. Luôn xuất pháp tùy a. Gia Châu phát nổ. Hắc hoàng đế mới vừa rồi bị đánh trúng, chẳng lẽ không phải trốn không thoát, mà là không muốn tránh, vì thử một chút đối phương tổn thương sao? Ta nguyện xưng Hắc hoàng đế là mạnh nhất. Vương giả trở về a, trên lầu khoa trương, Hắc hoàng đế bây giờ còn không có đánh giết đầu này Khải Chi cự nhân đâu, cự nhân này xem xét lực phòng ngự liền rất mạnh, Hắc hoàng đế có thể hay không giết hắn đều là cái vấn đề. Mặt khác cho ngươi phổ cập khoa học một chút, Hắc hoàng đế có thể là hoàn thành tam chuyển tăng cường hắn phụ trợ năng lực đi, phải biết cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, một người không có khả năng sức chiến đấu lại mạnh, phụ trợ năng lực lại mạnh. Chờ chút đánh nhau sức chiến đấu kéo hông coi như lung túng, lý tính phân tích một chút, ta cảm thấy hay là Giang Thần Thông lợi hại, chỉ cần Giang Thần Thông tam chuyển, khẳng định so Hắc hoàng đế lợi hại. Bởi vì Hắc hoàng đế thiên phú là nhất khí hóa tam thanh, rõ ràng là phát triển toàn diện, các phương diện đều không nổi bật, có lẽ tiền kỳ vẫn được, hậu kỳ khẳng định không sánh bằng loại kia khả năng đặc biệt một phương diện người. Mà Giang Thần Thông thiên phú là liên tiếp vị lai, có thể triệu hoán tương lai chính mình làm thế thân, chỉ cần chịu hoa năng lượng, liều mạng, tuyệt đối so với Hắc hoàng đế mạnh hơn nhiều. Theo bình luận bên trong các loại Hắc hoàng đế fan hâm mộ, cùng anti fan lẫn nhau đối với phun, phát sóng trực tiếp nhân số đảo mắt đã đến 20.000 mà lúc này, Khải Chi cự nhân thiết quyền bên trên bỗng nhiên lôi quang sáng lên, chiếu sáng bóng đêm. Tất cả trong phát sóng trực tiếp người chỉ cảm thấy màn hình bỗng nhiên sáng lên, tiếp lấy Khải Chi cự nhân nắm đấm liền lại đập trúng Lâm Lạc, tới đồng thời, một viên màu xanh quân đội đạn đạo, cũng lấy một cái mắt thường khó mà bắt tốc độ đập trúng cự nhân đầu. Oeng! Lôi quang vừa biến mất, trứng mắt bạo tạc ánh lửa lại phát sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Khải Chi cự nhân một quyền đánh trúng Hắc hoàng đế, kết quả là chính hắn đầu nổ tung? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có hay không sâu lớn để giải thích một chút, các huynh đệ phá án. Ta gấp 10 lần nhanh quay chậm ghi âm đằng sau phát hiện, Hắc hoàng đế vậy mà chống rông biến ra một viên gió đông đạn đạo. Liên tờ mờ giờ không hợp thói thường. Hắn chẳng lẽ mang theo trong người kho đạn sao? Hắc hoàng đế thật thích khách biến pháp sư, 40 cấp tam chuyển có thể đổi nghề nghiệp sao? Ta còn cảm giác hắn dùng kiếm đẹp trai một chút, truyền luật cũ sư cảm giác hắn già bị đánh, có phải hay không nhanh nhẹn biến thấp? Trong xương khói nồng đậm, Lâm Lạc một ngựa đi đầu vào ra. Tiếp lấy Khải Chi cự nhân cũng theo sát phía sau, bắt đầu nổi điên bình thường đuổi theo hắn phát động công kích.
chỉ là nhìn hắn thương thế đã vô cùng nghiêm trọng, không chỉ có đầu bộ ngực thiết giáp toàn bộ phá toái, cả khuôn mặt đều trở nên cháy đen, trong đó một con mắt đều biến thành một cái lỗ máu. Tại Khải Chi cự nhân phát cuồng công kích đến, Lâm Lạc hời hợt trên không trung bay tới bay lui toàn bộ tránh qua, tránh né. Ta dựa vào, gió đông đạn đạo chúng mục tiêu đầu đều đánh không chết. Khải Chi cự nhân là thật cứng rắn à, Hắc Hoàng đế một phát trúng mục tiêu Khải Chi cự nhân, kết quả tiến vào CD kỳ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Xem ra hắn chiêu này gió đông đạn đạo CD rất dài a. Bất quá cái này cũng thật hợp lý. Ngay tại trong phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan bắt đầu chào phúng Hắc Hoàng đế sẽ chỉ chạy trốn thời điểm, Lâm Lạc đột nhiên lại nói làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị một câu tốt, cũng kém không nhiều chơi chán chơi chán. Không thể không nói, Hắc Hoàng đế thực lực chẳng ra sao cả, trang bức là thật lợi hại a. Tôn Diễu giảm dữ. Hắc Hoàng đế vừa rồi đều không dùng thực lực, liền đem cự nhân đánh thành dạng này. Khoác lác còn phải nhìn Hắc Hoàng đế a. Mà lúc này Lâm Lạc đã tại mọi người không cách nào thấy rõ tình huống dưới, điệp ra đệ tứ trọng tâm linh chi quang, Nguyên Hoa. Cũng có thể nói là nhất khắc chế Khải Chi cự nhân khủng bố lực phòng ngự siêu cấp thật thương trạng thái. So sánh trên không trung bay tới bay lui, để cho người ta nhìn không rõ ràng Lâm Lạc. Ngược lại là Khải Chi cự nhân tạo thành thanh thế càng thêm to lớn, chỉ nghe hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng giống. Ngươi dám trêu đồ ta? Ta chính là Đặc La Á Đế quốc tử Kinh Hoa công vân gia tộc người thừa kế Úc Nhĩ Phu, đế quốc tường sắt. Giai đoạn 2 biến thân. Lời còn chưa dứt, trên người hắn tất cả thiết giáp vỡ ra, vô số lôi quang màu vàng từ đó tuôn ra, hắn hình thể cũng từ 15m trực tiếp tiêu thăng đến 20m trở lên. Trong phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan, tốc độ viết chữ cực nhanh, lúc này lần nữa không chế được tiết tấu. Chết cười ra, vừa trang bức xong kết quả cự nhân bạo phát, Hắc Hoàng đế ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Không hợp tối thượng, Hắc Hoàng đế ngươi là thay địch nhân trang bức sao? Loại này có thể hai lần biến thân cự nhân còn chưa từng thấy a, trang vô cùng tàn nhẫn nhất bức, chịu độc nhất đánh. Nói chính là Hắc Hoàng đế a. Ngay tại hạn tỷ fan điên cuồng mang tiết tấu thời điểm, phát sóng trực tiếp trong video Khải Chi cự nhân nhị đoạn sau khi biến thân lôi quang bỗng nhiên khắp nơi tán loạn, lập tức mơ hồ tầm mắt mọi người. Nhưng là sau một khắc, đầy trời cuồng bạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt xé nát lôi quang. Đợi đến tất cả cuồng bạo quang ảnh biến mất, đã trở nên càng cao to hơn uy mãnh Khải Chi cự nhân, lúc này lại quỷ dị quỳ một gối xuống trên mặt đất. Chỉ gặp hắn toàn thân khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết kiếm, những cái kia bao trùm tại trên làn da thiết giáp giống như là giấy một dạng. Trong đó sâu nhất vết kiếm là cổ phần gãy chỗ đạo kia, kém chút đem hắn toàn bộ đầu lâu to lớn đều muốn cắt đi. Mà bị án tỷ fan phun Hắc Hoàng đế lúc này tay thuận nắm song kiếm, lặng lặng lơ lửng tại vị này cự nhân đỉnh đầu, phảng phất là một vị từ trên trời giáng xuống, chế tài tội ác thần minh bình thường. Giờ khắc này, tất cả trong phát sóng trực tiếp án tỷ fan đều tập thể ngậm miệng. 117 chương 385 thiên không sinh ta vạn cổ nhân tộc như đêm tối. Một giây không đến, liền chính diện dây lần thứ hai biến thân Khải Chi cự nhân ai đến nói cho ta biết, ta đây là không phải đang nằm mơ, vị nào đại ca phát một cái quay chậm video ta à, ta căn bản cái gì đều không có thấy rõ à, Khải Chi cự nhân chết như thế nào? Vừa rồi cái kia màu xanh chính là kiếm quang. Làm sao cùng ta thích khách kỹ năng không giống với à, chẳng lẽ ta kỹ năng là giả sao? Trên lầu ngươi có phải hay không đốc, Hắc Hoàng đế SSS cấp thiên phú khẳng định là ẩn tàng trước nghiệp à, cùng ngươi cái kia phổ thông thích khách có thể giống nhau sao? Vô địch, 10 ngày không thấy, Hắc Hoàng đế mạnh hơn à, lúc trước hắn giết hư không vương trùng thời điểm, hay là một trận huyết chiến đâu? Hiện tại một giây liền dây bột Hắc Hoàng đế toàn cầu xếp hạng 73. Ta dựa vào, thật lợi hại, một chút vượt qua 100 vạn người giết tiến vào top 100. Thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là vô địch a. Chiếu tình thế này xuống dưới, vượt qua toàn cầu giết chóc điểm tích lũy đệ nhất hoàng kim ý chí cũng chỉ là vấn đề thời gian a, ta nhìn thấy lôi quang, lại có cự nhân đến đưa đồ ăn. Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp phát sóng không đến 1 phút đồng hồ, lúc này đã lên hot search up, trong phát sóng trực tiếp người xem trực tiếp đột phá 100. Không không không, mà lại cái số này còn tại liên tục không ngừng tiêu thăng. Đặc biệt là nhìn thấy Hắc Hoàng đế miểu sát Khải Chi cự nhân, tất cả mọi người như điên bắt đầu khen thưởng, các loại gia niên hoa máy bay khinh khí cầu rẻ phở, các loại tiểu lễ vật đều là điên cuồng nhân với 99. Một màn này thực sự quá cho hả giận, quá làm cho người ta hả giận. Thậm chí rất nhiều thường ngày một mao tiền không mạo xưng người, đều cố ý nạp tiền liền vì khen thưởng Hắc Hoàng đế, đương nhiên bọn hắn lúc này nhiệt huyết sông lên đầu, cũng không có nghĩ đến cái này hảo là Diêu Mục Hy. Không đến 1 phút đồng hồ phát sóng trực tiếp thời gian bên trong, Diêu Mục Hy liền trực tiếp nhận được vượt qua 100. Không 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 nhân dân tệ khen thưởng. Mà tại nàng phát sóng trực tiếp đi ra trước đó trong vài phút. Tối nay 11 giờ, toàn bộ Hoa Hạ lấy Thiên Kinh gặp tập kích làm điểm xuất phát, tiếp lấy từng cái thành phố lớn lục tục ngoe xuất hiện đại lượng cự nhân. Dĩ vãng trong 10 ngày cự nhân mặc dù do người, nhưng là xuất hiện số lượng cùng tần suất cũng không tính là cao, duy chỉ có hôm nay xuất hiện số lượng một chút nhiều gấp mấy chục lần, mặc dù phần lớn đều là 10 mét trở xuống phổ thông cự nhân, nhưng là cũng thực sự quá do người. Trên mạng các loại khủng hoảng luôn luận cùng cự nhân tập kích lầu cư dân video, phản phất mọc lên như nấm bình thường xuất hiện, căn bản cấm đều cấm không hết. Dù âm nhân viên công tác đều ngớ ngẩn, bọn hắn xóa bỏ video tốc độ, còn theo không kịp video xuất hiện tốc độ. Bọn hắn xóa một đầu, liền xuất hiện 10 đầu trăm đầu. Toàn bộ Hoa Hạ người đều thấp thỏm lo âu, thật sâu cảm nhận được bị cự nhân chi phối sợ hãi. Nhân loại giờ khắc này, triệt để đã mất đi đỉnh chuỗi thực vật kiêu ngạo. Ngay tại các đại phát sóng trực tiếp đều là cự nhân tại ăn người, tại phá hư thời điểm, duy chỉ có Diêu Mục Hy trong phát sóng trực tiếp Hắc Hoàng đế tại bạo sát cự nhân, cái này phảng phất là một vệt ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ Hoa Hạ. Khi tất cả người đều coi là Hắc Hoàng đế miểu sát Khải Chi cự nhân đã là đỉnh phong thời điểm, vừa mới xuất hiện ở cự nhân vậy mà biến song sau lưng, chỉ là nhìn Hắc Hoàng đế hai mắt liền vội vàng quay người chạy trốn. Bất quá cái này hình thể đồng dạng cao tới 15 cự nhân, vừa mới chuyển thân chạy trốn liền bị một đạo màu xanh sáng tỏ kiếm khí trực tiếp chém dụng đầu lâu. Hắn không người thân thể bởi vì quán tính mà tiếp tục hướng phía trước chạy hai bước, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất.
làm cho toàn cầu vô số người sợ hãi cường đại cự nhân, làm cho ngũ đại quốc đều đau đầu quái vật to lớn, tại Hắc Hoàng đế trước mặt phảng phất chính là trong phó bản cấp thấp nhất quái vật, bị trực tiếp một kiếm chém chết. Trong phát sóng trực tiếp 150. Không mắt thấy một màn này người xem, lần nữa chấn kinh. Đặc biệt là phía sau vừa mới tiến người tới, càng là cùng nhau trợn tròn mắt. Làm sao chính mình không học thức, một câu họa tạo đi thiên hạ à, cự nhân là người bình thường ác ngộng, Hắc Hoàng đế là cự nhân ác ngộng à. Quá mạnh. Một ánh mắt liền để cự nhân sợ tè ra quần, trời không sinh ta Hắc Hoàng đế, vạn cổ nhân tộc như đêm tối. Ta tuyên bố trận chiến này qua đi, Hắc Hoàng đế trực tiếp phong thần. Thực lực này không miểu sát ba vị hoa hạ thủ hộ thần. An Tỳ Phan tiếp tục phun a, làm sao không phun ra? Chỉ thực lực này, Hắc Hoàng đế cần năng lượng, ta tiền cho vay hắn mua, ta nghe nói cục chấp pháp ngoại xuất nhiệm vụ, là có thể thanh lý năng lượng, Hắc Hoàng đế uy mãnh như thế kỹ năng, khẳng định tiêu hao đại lượng năng lượng a. Mấy ngàn điểm ta hoài nghi đều không đủ hắn dùng, còn nói xấu hắn tham ô, rõ ràng là thật sự có cần tốt ta. Hắc hắc, đoạn thời gian trước các ngươi đều tại phun Hắc Hoàng đế thời điểm, ta một câu không nói, đã thắng 99.9% người. Trên bảng đại ca đừng soát lễ vật, đều nhìn không thấy a. Lúc này, phát sóng trực tiếp nhân số 286.519. Phát sóng trực tiếp tính gộp lại thời gian 2 phút đồng hồ. Diêu Mộc Hy thu đến khen thưởng mức tính gộp lại 352.112 nhân dân tệ. 117 chương 386 các phương chú ý. Trong video Hắc Hoàng đế tại đánh chết cái thứ 3 cự nhân sau, thân ảnh lơ lửng giữa không trung lặng lặng trôi nổi vài giây đồng hồ, tiếp lấy một đạo lôi quang bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống ở trên người hắn. Đại lượng nhiệt độ cao hơi nước phảng phất mê vụ bình thường, nhanh chóng tràn đầy tất cả khu phố. Khi lôi quang biến mất, tầm mắt một lần nữa trở tối, một cái chừng 40m trở lên, tầng 10 trở lên cao mới cự nhân xuất hiện. Mà cái này so vừa rồi hai cái cao trọn vẹn gấp 2 mới cự nhân xuất hiện đằng sau, cũng không có lập tức hoạt động, mà là an tĩnh đứng tại chỗ, giống như là ngây dại bình thường. Hắc Hoàng đế lại không biết tung tích, cũng không có tại sương mù tiêu tán đằng sau xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hắc Hoàng đế bởi vì quá mạnh bị sét đánh. Cự nhân này là thế nào xuất hiện, ta không có gặp bản thể của hắn a, ta đã biết, khẳng định là Hắc Hoàng đế bị những cái kia hèn hạ dị tộc đánh lén. Nghe nói cự nhân biến thân thời điểm đạo kia lôi quang lực sát thương to lớn, Hắc Hoàng đế không phải là bị đánh chết đi, ta dựa vào, không đến mức đi. Hắc Hoàng đế bị cự nhân một quyền đánh trúng đều vô sự a? Không cần a. Tây đầy mang. Cự nhân công kích là vật lý tổn thương, cái này sét đánh rõ ràng là ma pháp tổn thương, Hắc Hoàng đế khả năng phòng ngự ma pháp lực không cao. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là không chết, chỉ là bị đánh bị thương cự nhân này so bên cạnh tầng 10 lâu còn cao, thật là đáng sợ đi, nghe nói cự nhân thực lực cùng bọn hắn thân cao có quan hệ a. Ngay tại trong phát sóng trực tiếp tất cả người xem đều tại nhau nhau suy đoán không ngớt thời điểm, cái này một cái dị thường cao lớn cự nhân đột nhiên động. Chỉ là hắn cũng không có đi phá hư chung quanh công trình kiến trúc, mà là trực tiếp bắt đầu ngược sắt còn lại cự nhân. Cự nhân này điên rồi. Trước hết giết Hắc Hoàng đế, lại giết đồng tộc, chờ chút, sẽ có hay không có một loại khả năng cự nhân này là Hắc Hoàng đế biến. Dù sao lúc đó lôi là rơi vào trên người hắn, cùng cự nhân biến thân lúc phi thường giống a. Hơn nữa lúc ấy Hắc Hoàng đế bên người cũng không có dị tộc xuất hiện a, ngươi kiểu nói này xác thực a, cự nhân này khuôn mặt nhìn, xác thực có mấy phần Hắc Hoàng đế đẹp trai. Hắc Hoàng đế biến thân có thể để cự nhân sao? Ta cảm thấy phải gọi áo đập mạng. Đây cũng là hắn giết cự nhân đằng sau lấy được chiến lợi phẩm đi, có thể hay không Hắc Hoàng đế nhưng thật ra là tộc người khổng lồ. Ta cảm thấy hẳn là xin mời ban ngành liên quan điều tra một chút hắn. Hắn là tộc người khổng lồ, còn giết chính mình đồng tộc. Người tốt nghiệp tiểu học sao? Theo Diêu Mục Hy bên này phát sóng trực tiếp tiếp tục, càng ngày càng nhiều người chú ý đến Hắc Hoàng đế. Hiện tại toàn Hoa Hạ đều tại bởi vì cự nhân diện tích lớn xuất hiện mà lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, người của quân đội còn có siêu phàm bộ đội bắt đầu đều tại cùng cự nhân đẫm máu chém giết. Đội chấp pháp người mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cũng đều bị điều động đi ra, thậm chí phía quan phương đã đối với những thủ hạ kia có đại lượng siêu phàm giác tỉnh giả thế lực, phát ra cưỡng chế điều động mệnh lệnh. Nhưng mà, bất luận là ai đối mặt cự nhân đều tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, chỉ có Hắc Hoàng đế ở chỗ này giết lung tung. Nhưng phàm là hơi hiểu một chút cự nhân chỗ cường đại người, đi vào Diêu Mục Hy trong phát sóng trực tiếp đều trầm mặc. Bọn hắn cảm giác mình cùng Hắc Hoàng đế, đơn giản không cùng một đẳng cấp. Mà khi phát sóng trực tiếp bắt đầu đến sau 3 phút, phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt đến 50 vạn người trở lên. Giờ khắc này, không chỉ có là toàn bộ Hoa Hạ đều biết Hắc Hoàng đế tại đơn phương ngược sát cự nhân, ngay cả toàn cầu mấy cái cường quốc cũng đều đồng thời chú ý đến cái này cùng mọi người rõ ràng phong cách vẽ khác biệt siêu phàm giác tỉnh giả. 42 bắt giác nha lộ. Cái này Hắc Hoàng đế làm sao lại mạnh như vậy? Ngay cả hai lần biến thân khải chi cự nhân lực phòng ngự cao như vậy, đều sẽ bị miểu sát. Lúc này thân ở Ma Đô cung bản võ tàng nhìn xem trong phát sóng trực tiếp hình ảnh sắc mặt tái xanh. Đầu này thế giới tuyến bên trên tất cả mọi người, bao quát phía quan phương đều đối với cự nhân tộc hiểu rõ không coi là nhiều. Nhưng hắn xuyên qua đi còn lại trong thế giới song song, mấy cái đều đã vượt qua sói cấp tai hại, mặc dù đều tại tự liệt chi tranh bên trong bị cự nhân chi quốc đánh bại, nhưng lại dùng máu đại giới đạt được đại lượng tình báo. Cự nhân chi quốc đã là lần thứ 2 tham gia tự liệt chi tranh, cho nên trong bọn họ cao thủ, rất nhiều đều đã đạt đến 40 cấp trở lên, đây chính là vì cái gì làm tinh những cái kia đỉnh tiêm siêu phàm giác tỉnh giả, cơ bản đánh không lại cự nhân tộc cao thủ nguyên nhân. Mà sở dĩ Lam Tinh lần thứ nhất tự liệt chi tranh liền xứng đôi đến cự nhân chi quốc, là bởi vì khoa học kỹ thuật so cự nhân chi quốc dẫn trước, mà khoa học kỹ thuật cũng bị tính tới Lam Tinh tổng thể thực lực ở trong đi. Nói cách khác, cự nhân chi quốc mặc dù lực lượng siêu phàm càng mạnh, nhưng bọn hắn tổng thể thực lực đúng là cùng Lam Tinh tổng thể thực lực chênh lệch không nhiều. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, người bình thường nếu như là B cấp trở xuống thiên phú, thì thức tỉnh là phổ thông cự nhân, thân cao tại 3m đến 10m, có được bình thường trí lực. A cấp S cấp thiên phú thì thức tỉnh là ngạc chi cự nhân, xa lực cự nhân, nữ cự nhân bên trong một loại.
SS cấp thiên phú thức tỉnh khải chi cự nhân tiến kích đích cự nhân thú chi cự nhân. SS cấp thiên phú thức tỉnh là chiến chủ ý cự nhân siêu đại hình cự nhân bên trong một loại, chỉ có thủy tổ cự nhân tương đối thần bí, tình báo không nhiều. Mà chín đại cự nhân bên trong khải chi cự nhân lực phòng ngự mạnh nhất, giai đoạn 2 biến thân thậm chí có thể ngạnh kháng phổ thông đạn đạo, đẳng cấp chí ít tại 50 cấp trở lên. 50 cấp là khái niệm gì? Hiện tại Lam Tinh toàn cầu 40 cấp đều không có mấy cái. Hắc Hoàng Đế một kiếm miểu sát 50 cấp trở lên lực phòng ngự mạnh nhất khải chi cự nhân, đây là người làm sự tình. Cung bản võ tàng vừa nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy một tia may mắn, may mắn chính mình nghe không Hải đại sư nói, không có tại sau khi trở về lập tức đi tìm Hắc Hoàng Đế phiền phức. Trong lòng của hắn tạm thời dập tắt đi tìm Hắc Hoàng Đế suy nghĩ, ngược lại bắt đầu tính toán như thế nào tại trận này tự liệt chi tranh bên trong thu hoạch được lớn nhất tích lợi. Giết chóc điểm tích lũy phi thường chân quý, thiên kim khó đổi, chỉ cần 1000 điểm tích lũy liền có thể hối đoái một kiện nhân cấp thần khí, mà giết một vị SS cấp cự nhân liền có thể thu hoạch được 1000 điểm tích lũy, nếu như ngươi có bản lĩnh này lời nói. Sát thai hại bên trong xuất hiện quái vật, có thể thu hoạch được 400% điểm kinh nghiệm, nhưng là dùng vũ khí nóng đánh giết thì không tính. Mà tại tự liệt chi tranh bên trong, nếu như ngươi sử dụng vũ khí hiện đại giết chết cự nhân, đồng dạng có thể thu hoạch được giết chóc điểm tích lũy, nhưng là muốn đúng ngươi sẽ không thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm. Cho nên, nếu như là ngươi nhấn xuống đạn đạo phát xạ khóa, cái kia một viên này đạn đạo nổ chết cự nhân đạt được giết chóc điểm tích lũy thì toàn bộ về ngươi. Hắc Hoàng Đế giết cự nhân tốc độ nhìn xác thực rất nhanh, nhưng là nếu như ta có thể từ còn lại thế giới song song xinh đẹp quốc nơi đó lấy tới đầu đạn hạt nhân, liền có thể duy nhất một lần siêu việt hắn, đương nhiên nếu như có thể dùng đạn hạt nhân triệt để giết chết Hắc Hoàng Đế thì tốt hơn. Hoa Hạ có loại người này tại, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng ta phục quốc đại kế. Cung bản võ tàng nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong điên cuồng giết chóc Hắc Hoàng Đế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hàn quang, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. 87 miểu sát hai vị cự nhân, hay là loại này hình thể? Thực lực này so Kakata còn lợi hại hơn đi. Cái này tờ mờ giờ thật hay giả? Giang Ngạn Thanh nhìn xem trong phát sóng trực tiếp Hắc Hoàng Đế treo lên đánh cự nhân hình ảnh, con mắt đều trừng lớn. Trong mắt hắn, Hoa Hạ bây giờ mạnh nhất khẳng định là Kaka hắn Giang Thần Thông. Dù sao, Kaka hắn không chỉ có là trời sinh SSS cấp giác tỉnh giả, càng thu được Giang gia cùng phía quan phương toàn lực bồi dưỡng. Thế thân Giang vị lai tất cả thuộc tính, tại đại lượng tài nguyên đắp lên bên dưới, đều đạt đến đỉnh phong 1000 điểm, tất cả năng lực toàn bộ mát cấp LV10. Tăng thêm Giang Thần Thông mấy ngày nay điên cuồng thăng cấp, chỉ thiếu chút nữa liền đạt muốn tới 40 cấp. Hắn một thân kim cương cấp trở lên cao cường hóa trang bị, phối hợp còn lại bắt đầu siêu phàm người của bộ đội, thành công săn giết qua nhiều lần cự nhân, tại toàn cầu trên bảng xếp hạng đứng hàng trước 30. Nhưng là, coi như hắn anh ruột tới, cũng không dám một mình đối mặt nhiều như vậy cự nhân a, chớ nói chi là miểu sát bọn hắn. Chương 387 sông thần thông. Xem ra muốn một lần nữa tính ra Lâm Lạc giá trị. Giang Ngạn Thanh vốn cho là Hắc Hoàng Đế chỉ là so phổ thông SSS cấp giác tỉnh giả mạnh một chút, dựa vào hắn bối cảnh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nắm, thậm chí nếu như đối phương hiểu chuyện tình một chút, khả năng đều sẽ trực tiếp quy hế hắn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không biết tên quan trạch, rất lắm mồm sừng liền nâng lên một vòng dáng tươi cười chờ hắn giết hết những cự nhân này, liền đi tiếp xúc một chút hắn đi. Nếu hắn thực lực vượt qua ta dự phán, vậy ta cũng hơi thêm một chút thẻ đánh bạc tốt. Giang Ngạn Thanh vốn trong lòng dự định lợi dụng đối phương một mình tham ô đại lượng năng lượng, còn có tại đội chấp pháp toàn bộ ra chiến trường thời khắc mấu chốt biến mất thất trách hai chuyện này tới dọa hắn. Sau đó để hắn giao ra nhân cấp thần khí, thuận tiện đem hắn mời chào đến về sau Tuyết Tàng đứng lên, trở thành Giang gia tư nhân lực lượng vũ trang. Bất quá bây giờ Hắc Hoàng Đế biểu hiện ra sức chiến đấu, vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn quyết định chủ động giúp Hắc Hoàng Đế xử lý hai chuyện này mang tới ảnh hưởng, sau đó lấy 100 triệu giá cả mua xuống người của đối phương cấp thần khí, thuận tiện lấy khách khanh danh nghĩa mời chào hắn gia nhập Giang gia. Giang Ngạn Thanh thầm nghĩ Hắc Hoàng Đế, dạng này ngươi liền không có cự tuyệt ta lý do đi. 44 chiến chủ ý cự nhân phối hợp vương tộc hệ thống, sắc thực sức chiến đấu khủng bố a, đáng tiếc lực phòng ngự liền muốn so khải chi cự nhân yếu nhiều. Dư thái kiếp pháp bảo màu xanh lam ở dưới bóng đêm, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn từ trong một vùng phế tích chậm rãi bay ra, tất cả cản đường đá vụn đều bị một cỗ lực lượng vô hình tự động đưa đẩy mở. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đại lượng ánh lửa đem nửa bầu trời đều thỉnh thoảng nhuộm thành ban ngày bình thường sáng tỏ. Ánh lửa lập loè sát na, rõ ràng có thể trông thấy đông đảo dị thường cao lớn thân ảnh đen kịt, ngay tại chậm rãi tiến lên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang liên tiếp vang lên, đại lượng cao lầu tại sụp đổ, đại địa đều đang run rẩy bên trong phát ra gào thét. Hắn là người trung sinh, tự nhiên sớm biết đây hết thảy, nhưng là tâm hắn biết loại ảnh hưởng này lịch sử phát triển sự kiện lớn, dòng thời gian tuyệt đối sẽ bị sửa đổi, đem tin tức này sớm truyền cho quốc gia không có ý nghĩa. Mà lại, quốc gia nhân tài đông đúc, sớm đã có cao nhân suy tính ra lần này thiên kinh kiếp số, chỉ là không cách nào suy tính ra chính xác vị trí, lần này cự nhân tập kích, mặc dù khẳng định sẽ có tổn thất, nhưng đã bị quốc gia khống chế tại một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hắn có thể làm duy nhất sự tình, chính là ở chỗ này chém giết người vương tộc, chặt đứt những cự nhân này rút lui con đường, không để cho Hoa Hạ quân đội cùng bình dân hy sinh vô ích. Dư Thái Kiếp đương nhiên lòng có cảm giác, túi đầu lấy điện thoại di động ra, phát hiện là đồng đội phát tới tin tức. Sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, vội vàng mở ra Zoom âm phát sóng trực tiếp, vừa hay nhìn thấy Hắc Hoàng Đế tại đơn giết cự nhân, không khỏi khẽ mỉm cười nói xem ra ngươi đã vượt qua tâm ma kiếp, vậy ta đầu tư không coi là thua lỗ. Hắn tại Lâm Lạc nơi đó còn sót lại chuẩn bị ở sau, là phối hợp chính hắn thiên phú, chế tạo ra một kiện duy nhất một lần thánh cấp đạo cụ, tên là Thác Vị Thời Không. Món này đạo cụ có thể nghịch chuyển trong phạm vi 10 thước thời gian, để phạm vi bên trong sinh mạng thể ngọn lửa tinh thần trở lại 1 phút đồng hồ trước đó, lại gỡ ra tất cả mặt trái hiệu quả. Tâm ma kiếp nguy hiểm chỗ, không ở chỗ nhục thân, ở chỗ một người tồn tại bản chất, ngọn lửa tinh thần. Cho nên hắn thiết kế món này đạo cụ, nói là để thời gian trở lại 1 phút đồng hồ trước đó, trên thực tế ảnh hưởng đến chỉ có người ngọn lửa tinh thần trạng thái. Nói cách khác nếu như ngươi tại trong vòng 1 phút này chịu vết thương chí mạng, ngươi phát động món này đạo cụ, ngươi vết thương chí mạng vẫn tồn tại như cũ.
Dư Thái Kiếp làm trời sinh SSS cấp siêu phàm giác tỉnh giả, đương nhiên minh bạch tâm ma kiếp thất bại hậu quả, cũng không chỉ để cho người ta tính tình đại biến, càng có thể sẽ cho người bị thiên ngoại tinh thần sinh mệnh chiếm cứ nhục thân. Cho nên, hắn món này đạo cụ phát động điều kiện, chính là lâm lạc ngọn lửa tinh thần suy yếu đến cực hạn lúc phát động. 87. Ngay tại khoảng cách Dư Thái Kiếp mười mấy cây số bên ngoài một tòa cao lầu chi đỉnh, đang đứng bảy cái chiều cao không đồng nhất bóng người. Mà đại lượng làn da huyết hồng siêu đại hình cự nhân chính toàn thân bốc hơi nóng, hướng phía phương hướng của bọn hắn, chậm rãi đi tới. Những nơi đi qua tất cả nhà lầu cùng kiến trúc đều bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Ngay tại bảy người vẻ mặt nghiêm túc thời điểm, một người trong đó đột nhiên thấp giọng nói Giang đại nhân, Hắc hoàng đế xuất hiện. Mà lại đơn giết một cái có thể nhị đoạn biến thân khải chi cự nhân cùng một cái tiến kích đích cự nhân đứng tại bảy người ở giữa Giang thần thông, tóc đen tại trong gió đêm tùy ý luân vũ, gương mặt nhìn cùng đệ đệ của hắn Giang Ngạn Thanh giống nhau đến bảy phần, chỉ là lúc này nhíu mày, khí chất rõ ràng càng thêm uy nghiêm mà thâm trầm. Hắn nghe vậy đằng sau, lập tức đưa tay cầm qua đồng đội Tiên Bách Minh trong tay điện thoại. Chỉ gặp trên màn hình, chính phát hình Hắc hoàng đế tại đơn giết cự nhân. Thấy cảnh này, Giang thần thông sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn xuất thân hiền hách, lại là trời sinh SSS cấp giác tỉnh giả, mặc dù mặt ngoài đối xử mọi người ôn hòa, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu trên thực tế cao ngạo rất, căn bản chướng mắt còn lại siêu phàm giác tỉnh giả. Hắc hoàng đế hắn thấy, cũng bất quá là một tốt vận người thôi. Thật không nghĩ đến, thực lực của người này vậy mà tạm thời siêu việt hắn. Khải chi cự nhân lực phòng ngự vô địch, tiến kích đích cự nhân có được biết trước năng lực, Hắc hoàng đế đến cùng là thế nào giết? Đây chính là tam chuyển đằng sau có lực lượng sao? Mà Hắc hoàng đế giết coi như xong, còn mở ra phát sóng trực tiếp, quả thực là tại công nhiên khiêu khích hắn. Liên hệ trung ương điện thị đại người, cũng cho ta mở phát sóng trực tiếp. Giang Thần Thông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh. Cái này, Tiên Bách Minh tại chỗ xấu hổ chứng đều phạm vào. Hắn rất muốn nói xin nhờ, chúng ta lại không thực lực đơn giết siêu đại hình cự nhân, thậm chí nhiều như vậy siêu đại hình cự nhân cùng lúc xuất hiện, chúng ta cũng không dám tới gần. Cái này phát sóng trực tiếp nếu như mở, đánh không lại chẳng phải là mất mặt ném về tận nhà. Giang Thần Thông phát giác được sự do dự của hắn, lập tức lạnh lùng nói ngươi có phải hay không hoài nghi ta làm không được Hắc hoàng đế trình độ. Chương 388 kinh khủng thể lực tiêu hao. Tiên Bách Minh ngay sau đó không dám nhiều lời, chỉ có thể gượng cười nói Giang đại nhân, ta lập tức liên hệ trung ương điện thị đài, chỉ là người đài truyền hình chạy tới cần thời gian, mà lại nơi này quá nguy hiểm. Ngay nhìn, hừ, ngươi để cho ngươi thế thân bắt ta điện thoại phát sóng trực tiếp đập ta, sau đó để trung ương điện thị đài cho ta thời gian thực tiếp sóng. Mặt khác các ngươi đều ở lại nơi này, hôm nay ta một người xuất kích. Giang Thần Thông quay đầu đi, nhìn về phía cự nhân đột kích phương hướng, ánh mắt âm trầm nói ta liền để các ngươi nhìn xem, thực lực chân chính của ta. Giang đại nhân, thế nhưng là phía trên ra lệnh cho chúng ta nhất định phải đi theo ngươi à? Một vị khác đồng đội nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên can nói ngài thế nhưng là thiên kim thân thể, cần gì phải cùng Hắc hoàng đế loại tiểu nhân vật này phân cao thấp. Nếu như ngài có cái không hay xảy ra, chúng ta làm sao cùng mặt trên bàn giao à? Các ngươi đi theo ta. Bình thường coi như xong, hôm nay đi theo ta, không phải cho ta cản trở sao? Ta còn phải phân tâm bảo hộ các ngươi. Giang Thần Thông quát lớn một tiếng sau, liền đem điện thoại di động của mình giải tỏa về sau đưa cho Tiền Bách Minh, không thể nghi ngờ nói để cho ngươi thế thân đi theo ta đập. Hắn sau khi nói xong, bên người trực tiếp xuất hiện một đạo cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc bóng người, rõ ràng là hắn thế thân Giang Vị Lai. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp không hẹn mà cùng từ mười mấy tầng cao trên lầu chót nhảy xuống. Thiên phú của hắn liên tiếp Vị Lai có thể mượn tương lai lực lượng của mình, đương nhiên cũng có thể mượn tam chuyển lực lượng, chỉ là nếu như mượn vượt qua chính mình trước mắt cấp độ lực lượng, liền sẽ mãi mãi giảm bất điểm năng lượng hạn mức cao nhất, cho nên hắn vẫn luôn không có thử qua. Nếu Hắc hoàng đế tam chuyển mạnh như vậy, hắn cũng nhất định có thể săn giết những cự nhân này. Tiên Bách Minh cúi đầu nhìn thoáng qua dưới nhà cao tầng, Giang Thần Thông cùng Giang Vị Lai đã biến thành hai cái điểm đen. Hắn ngay sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ triệu hoán ra chính mình thế thân Cuồng Phong Yêu, để hắn đuổi theo khư khư cố chấp Giang Thần Thông. Ngay tại Hắc hoàng đế phát sóng trực tiếp triệt để bạo tạc, nhân số đạt tới 50 vạn thời điểm. Các phương cao thủ cũng lần lượt học theo, mở ra săn giết cự nhân phát sóng trực tiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn săn giết trên cơ bản đều là phổ thông cự nhân, mà lại là nhiều người vây giết. 88 giống. Lâm Lạc biến thân cự nhân đằng sau, lại liên tục đánh giết mấy cái khắp nơi phá hư cự nhân, mà lúc này hắn quái dị hành vi cũng rốt cục bị còn lại mấy cái cự nhân phát hiện. Đáng chết, ngươi là ai? Tại sao muốn giết đồng tộc? Một cái tương tự bá vương long, đầu to chi trước ngắn nhỏ ngạc chi cự nhân, một mặt hoảng sợ nhìn xem cao hơn hắn trọn vẹn 7-8 lần lạ lẫm cự nhân. Loại này kinh khủng độ cao, đơn giản cùng hắn không phải một cái chủng loại. Cự nhân biến thân đằng sau độ cao trừ chủng loại hạn chế bên ngoài, cũng cùng biến thân người bản thể tố chất thân thể có quan hệ. 40 mấy mét là khái niệm gì? Đều nhanh muốn đuổi kịp phổ thông siêu đại hình cự nhân a. Trừ siêu đại hình cự nhân cùng thủy tổ cự nhân bên ngoài, bọn hắn đặc La Á đế quốc bên trong biến thân đằng sau cao nhất vương tộc, cũng liền khoảng 30 mét. Giờ khắc này, vị này cự nhân trong lòng rõ ràng cảm nhận được, Lam Tinh người bình thường đối mặt bọn hắn lúc sợ hãi. Không có sai. Cự nhân làm cho Lam Tinh người bình thường sợ hãi, mà Lâm Lạc làm cho tất cả cự nhân sợ hãi. Lâm Lạc không có trả lời hắn vấn đề, trực tiếp tại hắn lâm vào kinh ngạc thời điểm, một cái nhảy vọt trực tiếp một cước đem hắn đầu khi bóng đá bay ra ngoài. Cái này đáng thương ngạc chi cự nhân đầu khổng lồ, trực tiếp đằng không bay lên, đụng phải đối diện một tòa trong đại lâu, ném ra một cái cự đại chỗ trống. Mà lúc này Diêu Mộc Hy trong phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt đến không hợp thói thường 400,000 người, tốt cấp pháp. Hạ giận a. So Hoa Hạ Nam Túc có thể manh liệt nhiều. Ha ha ha. Một cước miểu sát, một cước giẫm bạo. Vô địch a. Hắc hoàng đế trực tiếp động chân liền đem cự nhân đánh chết, Hắc hoàng đế ngươi có thể tới ta chỗ này cứu ta sao? Ta tờ mở giờ dưới lầu có hai cái cự nhân thật là dọa người a. May mắn ta ở là lầu 8. Ta nghe được lầu dưới người đang kêu cứu mạng. Ta thật là sợ, ta cư xá bên ngoài cũng xuất hiện cự nhân, còn có tiếng súng đang vang lên.
ta hiện tại cũng không dám đưa di động âm lượng điều quá lớn. Ha ha, ta chỗ này không có gặp cự nhân. Trong thôn rất an tĩnh. Trước mắt phát sóng trực tiếp nhân số 521.509. Phát sóng trực tiếp tính gộp lại thời gian 2 phút đồng hồ 19 giây. Diêu Mộc Hi thu đến khen thưởng mức tính gộp lại 1.020098 nhân dân tệ. 41. Lâm Lạc lúc này khống chế to lớn tiến kích cự nhân, rõ ràng cảm thấy thể lực kịch liệt tiêu hao, điều khiển cự nhân trạng thái dưới, tiêu hao thể lực là 3000%. Mà hắn lúc này trên thân còn điệp ra lấy ngũ trọng tâm linh chi quang. Trong đó tâm linh chi quang siêu dung hợp, thể lực tiêu hao tốc độ gia tăng thành 400%. Tâm linh chi quang, xâm lược như lửa cùng tâm linh chi quang, nguyệt hoa, thể lực tiêu hao tốc độ đồng đều gia tăng thành 700%. Tâm linh chi quang, hy vọng cùng tâm linh chi quang, tọa nguyện thể lực tốc độ thì đồng đều gia tăng thành 200%. 6 loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mạnh thì có mạnh không hợp tối thượng, nhưng là thể lực tiêu hao tốc độ lại gia tăng đến 2352000, cũng chính là hơn 2 vạn lần thể lực tiêu hao. Nếu như là không có cự nhân thân thể trạng thái, dựa vào hắn kinh khủng tố chất thân thể còn có thể kiên trì, nhưng là hiện tại hắn còn phải gánh chịu một bộ phận 40 mấy thước cao cự nhân thân thể trọng lượng. Cái này kỳ thật cũng là cự nhân vì cái gì ưa thích đánh lén nguyên nhân, bởi vì đại đa số cự nhân chiến đấu thể lực tiêu hao quá lớn, cũng không thể tiếp tục tác chiến. 9 đại cự nhân bên trong siêu đại hình cự nhân mặc dù cao lớn, nhưng là tốc độ di chuyển thong thả không hợp thói thường, cũng là bởi vì thể trọng quá nặng, vận động dữ dội tiêu hao quá lớn, người ở bên trong căn bản chèo chống không được. Lâm Lạc nếu không có dự trữ lấy hy vọng chi lực, tại liên tục không ngừng chuyển hóa làm thể lực, cũng khó có thể chống đỡ quá lâu. Cái này một thân lực lượng hủy thiên diệt địa, thoạt nhìn là tuyệt vời như thế, đáng tiếc phía sau gánh vác lại làm cho người vô pháp tiếp nhận. Đổi bất cứ người nào đến đồng thời mở ra ngũ trọng tâm linh chi quang, lại biến thân là cự nhân, đừng nói chiến đấu, liên động một chút đều làm không được, là thời điểm dùng một chiêu kia, không phải vậy ngươi hy vọng chi lực lập tức liền phải dùng lấy hết, ngươi dựa vào chính mình chịu không được bao nhiêu loại gánh vác này. Lâm Lạc ngay tại có chút thở dốc thời điểm, bên tai vang lên tương lai thanh âm của mình, mà lúc này khoảng cách biến thân kết thúc còn kém 32 giây. Hắn trước giải trừ tâm linh chi quang, xâm lược như lửa cùng tâm linh chi quang, nguyệt hoa gia chỉ trạng thái, bởi vì hắn hiện tại sức chiến đấu đã đầy đủ hung mãnh, không cần thiết lãng phí dư thừa thể lực. Sau đó tiếp lấy lại mở ra tâm linh chi quang, hy vọng bên trong SSS cấp năng lực vạn gia đăng hỏa. Cưỡng ép mượn phương viên 10 cây số bên trong nhân tộc 011 lực lượng tinh thần, chuyển hóa làm hy vọng chi lực. Nếu như đối phương hưởng ứng ngươi kêu gọi, thì có thể mượn càng nhiều. Tại năng lực này tiếp tục thời gian bên trong, sinh sinh bất tức cùng hy vọng ân tứ hiệu quả đột phá cực hạn, thu hoạch được 300% hiệu quả. Mỗi giây tiêu hao 400 điểm hy vọng chi lực. 40. Năng lực này để Lâm Lạc chỉ cần bên người 10 cây số bên trong có đại lượng nhân tộc, liền có thể cưỡng ép rút ra đối phương chút ít lực lượng tinh thần, chuyển hóa làm thu hoạch được hy vọng chi lực, không còn cần lo lắng hy vọng chi lực dự trữ không đủ không nhiễu. Chẳng khác gì là từ cần sớm tràn ngập điện mới có thể thời khắc mấu chốt sử dụng sạc dự phòng, thăng cấp làm bên người 10 cây số có nhân tộc, liền có thể trực tiếp cưỡng ép mạo xương một đợt điện. Chương 389 toàn diện cùng tiên kinh chiến trường thay đổi bất ngờ. Đương nhiên, trạng thái này tiêu hao cũng là dị thường lớn, mỗi giây cần tiêu hao 400 điểm hy vọng chi lực. Đồng thời, cái này mượn cũng là có cực hạn, chỉ có thể rút ra phạm vi bên trong mỗi người một bộ phận rất nhỏ tinh thần lực. Nếu như đối phương phản kháng ý chí mãnh liệt, cái kia có thể mượn đến thì càng ít. Một khi 10 cây số nhân tộc đều mượn xong, cái kia vạn gia đăng hỏa năng lực liền đã mất đi hiệu quả, hy vọng chi lực cũng sẽ đình chỉ thu hồi được. Cho nên, năng lực này có thể tiếp tục bao lâu? Liên nhìn 10 cây số bên trong nhân tộc số lượng có bao nhiêu, cùng bọn hắn có nguyện ý hay không chủ động cho ngươi mượn lực lượng tinh thần. Vạn gia đăng hỏa phát động trong nháy mắt, Lâm Lạc trong óc rõ ràng cảm ứng được phương viên 10 cây số bên trong tinh thần của mọi người chi hỏa. Có người yếu ớt như ánh nến, cũng có người hơi sáng tỏ một chút, phản phất là thịnh vượng đống lửa. Bất quá mảnh này địa khu thuộc về thương vụ khu, xung quanh khu dân cư không coi là nhiều, ước chừng chỉ có khoảng 1 vạn người. Sau một khắc, những người này ngọn lửa tinh thần bên trong, nhao nhao bị cưỡng ép phân ra một bộ phận. Nếu có người lúc này có thể trông thấy ngọn lửa tinh thần, liền sẽ phát hiện thiên ti vạn lũ ánh ánh quang mang, chính như trăm sông vào biển bình thường tràn vào Lâm Lạc thể nội. Nguyên bản tiêu hao hết thể lực, tại cuồng bạo hy vọng chi lực con chú, trực tiếp về tới thời kỳ đỉnh phong. Hy vọng chi lực chính là dầu cũ là lực lượng, đã có thể chuyển hóa làm phẩm chất cao năng lượng, cũng có thể chuyển hóa làm thể lực pháp lực chờ chút hết thể không đồng loại hình lực lượng. Chỉ cần hy vọng chi lực đầy đủ, Lâm Lạc liền có thể một mực bảo trì công suất toàn bộ triển khai trạng thái. Nghiêng đầu, chiến chủ ý cự nhân phát hiện ngươi. Lâm Lạc nghe được thanh âm này, theo bản năng quay đầu đi, tiếp lấy trong lòng báo động phát sinh, một đạo tiếng gió bén nhọn từ vang lên bên tai. Chỉ gặp một cây một bạc thô to mũi tên trong nháy mắt từ trước mắt hắn bay qua, trực tiếp bắn vào bên cạnh hắn một tòa cao lầu bên trong. Hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm mét bên ngoài hai tòa trong lầu ở giữa, một vị toàn thân bóng loáng màu bạc áo giáp bao khỏa cự nhân, đang tay cầm một tấm màu bạc đại cung, hướng phía hắn xem ra. Ngươi là ai? Tại sao muốn tàn sát đồng tộc? Chẳng lẽ ngươi là đế quốc khác người sao? Ngươi không biết hiện tại là tự liệt chi tranh sao? Á đương thao túng chiến chủ y cự nhân, đưa tay ngưng tụ ra một căn khác mũi tên màu bạc, đối với Lâm Lạc lớn tiếng chất vấn. Cự nhân chi quốc lục đại đế quốc ở giữa đồng dạng có rất nhiều tranh chấp, nhưng là tại đối mặt văn minh khác nhau ở giữa tự liệt chi tranh lúc, đã sớm lẫn nhau ước định đình chỉ nội chiến. Lâm Lạc không để ý đến hắn chất vấn, mà là tiện tay vươn vào trong đại lâu, đem vừa rồi một cây kia mũi tên màu bạc rút ra. Á Dương thấy cảnh này, ngay sau đó trực tiếp bắn ra trong tay mũi tên, mà cơ hồ là đồng thời, Lâm Lạc cũng toàn thân phát lực, đem trong tay mũi tên cuồng bạo ném mạnh ra ngoài. Hai cây mũi tên màu bạc đồng thời đâm rách bóng đêm, phát ra to lớn tiếng rít, vậy mà trực tiếp đụng vào nhau. Mà Á Dương dựa vào cung tiễn tên bắn ra mũi tên, lại bị Lâm Lạc tiện tay ném mạnh đi ra mũi tên, trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lực lượng này chênh lệch to lớn, để Á Dương sắc mặt biến hóa, sau một khắc Lâm Lạc ném mạnh ra mũi tên, đã giống như một đạo chân trời xẹt qua màu bạc lưu tinh,
trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Đây cũng là tất cả cự nhân bản thể cất giấu vị trí. Chiến chủ ý cự nhân tại ngắn ngủi cứng ngắc đằng sau, vậy mà lần nữa giơ lên trong tay cung tiễn, cái này rõ ràng trái với cự nhân biến thân lệ cũ. Nhưng mà, đây chỉ có Lâm Lạc một nửa cao cự nhân, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, một cái cự đại bóng ma liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh, 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 không thể tưởng tượng nổi nhanh. Á Dương biểu thị chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự nhân có thể chạy nhanh như vậy. Mẹ nhà hắn, hình thể lớn như vậy hẳn là động tác muộn chậm mới đúng a. Ngươi cũng không cần lo lắng thể lực tiêu hao sao? Trong óc hắn vừa hiện lên những ý niệm này, chiến chủ ý cự nhân liền bị Lâm Lạc hai tay ôm lấy đầu, sau đó một cái lên gối, trực tiếp phá vỡ đầu. Chiến chủ ý cự nhân bản thể có thể không tại cự nhân thân thể bên trong, bản thể hắn vị trí giấu ở bên trái đường cái dưới mặt đất trong đường cống ngầm. Lâm Lạc bên tai rõ ràng vang lên, tương lai chính mình gửi tới nhắc nhở, thế là tại một đầu gối đem chiến chủ ý cự nhân đầu đụng nát sau, lập tức phảng phất biết trước bình thường, tránh qua, tránh né trên người đối phương đâm ra một bạc gai nhọn. Sau đó hắn thân ảnh hướng bên trái một bước nhảy ra, hung hăng nâng lên chân phải, phảng phất kình thiên trụ bình thường, trực tiếp đạp vỡ đại địa, thật sâu đâm vào trong lòng đất. Tại cứng rắn đất xi măng bên trong, hắn phảng phất giẫm lên một đoàn mềm nhũn đồ vật, vật kia không có lực phản kháng chút nào, liền bị hắn một cước trực tiếp bẹp một tiếng giẫm nát. Người đánh chết một vị SSS cấp cự nhân, thu được 20.000 phân giết chóc điểm tích lũy, tính gộp lại hết thảy thu hoạch được 22.160 giết chóc điểm tích lũy, tự liệt chi tranh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trong xếp hạng lên cao 41 tên, trước mắt toàn cầu xếp hạng thứ 28 tên. Ngay tại cái này thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, Lâm Lạc phía sau cổ bị sọ xuyên đầu bị đụng nát, nhưng như cũ có thể phản kháng chiến chủ ý cự nhân, mới hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực, động tác cứng ngắc đứng tại chỗ, cuối cùng mới vô lực ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng to lớn trầm đục. Đánh chết một đầu này chiến chủ ý cự nhân sau, Lâm Lạc rất nhanh lại đem dư thừa dưới hai cái rác rưởi cự nhân đánh giết. Đến tận đây, từ Lâm Lạc xuất hiện không đến 3 phút thời gian bên trong, Đặc La Á Đế quốc phái tới đốc chiến Á Đương cùng phụ trách tiến công hàng thành Úc Nhị Phu 11 vị chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt. Lâm Lạc giết hết phụ cận cự nhân sau, hắn khống chế cao 40m khổng lồ cự nhân đứng ở nguyên địa, trực tiếp toàn thân tản ra đại lượng hơi nước, chủ động giải trừ biến thân. Hợp tác vui vẻ, có cơ hội gặp lại. Lâm Lạc nghe được bên tai dần dần biến mất thanh âm, trong lòng biết là tiến kích cự nhân câu thông tương lai lực lượng ngay tại biến mất. Theo gào thét gió đêm, đem đẩy trời nhiệt độ cao hơi nước thổi tan. Hắn thân mang huyền thanh sắc vũ y, đỉnh đầu vầng sáng màu bạc, trên mặt đen kịt sừng châu mặt nạ đã biến mất. Hắn lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía thành thị địa phương còn lại. Những cự nhân này thật sự là quá yếu, một cái có thể đánh đều không có. Lâm Lạc trong lòng cảm khái có lẽ không phải bọn hắn quá yếu, mà là đột phá tâm ma kiếp đằng sau ta thực sự quá mạnh, không nghĩ tới ngay cả những này cường đại cự nhân cũng ở trước mặt ta không chịu được một kích như vậy, mà cái này còn không phải cực hạn của ta. Các loại đợt này tai nạn kết thúc, chính là ta chân chính hoàn thành tam chuyển nghề nghiệp thăng hoa, sau đó đem thiên phú và nghề nghiệp triệt để ngưng tụ như một, lĩnh ngộ thuộc về ta chuyên môn thăng hoa thời khắc, thật sự là chờ mong a. Hàng thành đêm yên tĩnh, lúc này bị rối loạn cùng huyên náo đánh vỡ. Từ chỗ cao nhìn lại, có thể thấy rõ ràng thỉnh thoảng có ánh lửa sáng lên. Nghiêng hai lắng nghe, hàng thành từng cái địa phương, chuyện chính đến các loại tiếng súng pháo cùng quái dị tiếng gào thét. Hắn biết, tối nay chiến đấu còn chưa kết thúc, đông đảo phổ thông cự nhân ngay tại thừa cơ bốn chỗ làm loạn. Những này phổ thông cự nhân không có ý định trở về chính bọn hắn thế giới, là cự nhân chi quốc phát khởi tự sát thức tập kích. Bọn hắn chuyên chọn loại kia không có quân nhân bảo vệ lầu cư dân, leo đến trên lầu sau trực tiếp lấy tay cắm vào trong cửa sổ móc bù hộ, móc đến liền trực tiếp cầm ra đến ném vào trong mồm. Đối với những này phổ thông cự nhân tới nói, hoàn toàn ôm giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời, giết ba cái trở lên kiếm lời máu tâm thái. Bọn hắn mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển trình độ phi thường rất lại phía sau, nhưng là trong lòng bọn họ tất thắng đấu chí cùng quyết tâm. Xa xa so làm tinh những chuyện lặt vặt này tại hòa bình thịnh thế bên trong người càng cường liệt. Lúc này, Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp nhân số 997.825. Phát sóng trực tiếp tính gộp lại thời gian 2 phút đồng hồ 58 giây. Diêu Mục Hy nhận được khen thưởng mức tính gộp lại 219.990 nhân dân tệ. 120 oanh. 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 Phía trước thứ 3 thứ 4 pháo binh ngay cả lập tức dừng lại công kích, cho Giang Thần Thông thiếu tướng nhường đường. Không cần tạo thành nội thương, Thiên Xu doanh cùng Thiên Tuyển doanh tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Giang Thần Thông thiếu tướng. Không cần khoảng cách cự nhân quá gần, để phòng xuất hiện biến cố. Gió đông ba đường đạn xe đạn đạo đình chỉ phát xạ, diệt 20 chiến cơ xoay quanh trở lệnh, tạm thời đình chỉ công kích. Vây quanh chỗ này hung ác nhất chiến trường đông đảo Hoa Hạ hiện đại võ lực, bởi vì Giang Thần Thông đột nhiên xuất kích, mà bị ép toàn diện tiến vào chờ lệnh trạng thái. Chương 391 phút. Đối với cái này, hai hại ứng đối tổng cục bên trong đã nhao nhao lật trời. Giang Thần Thông đến cùng đang làm cái gì máy bay? Quân lệnh đều không coi vào đâu. Lần này mệnh lệnh là tất cả bắt đầu siêu phàm bộ đội đều ở phía xa chờ lệnh, do hiện đại hỏa lực phương trận đến một hơi tiêu diệt địch nhân, trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, đây là biểu hiện cá nhân hắn chủ nghĩa anh hùng thời điểm sao? Biết hắn cái này náo cho bất luận kết quả như thế nào, sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất sao? Chúng ta cố ý sơ tán rồi đại lượng của chúng, nhưng là chúng ta nhất định phải đối bọn hắn tài sản phụ trách ra. Hắn mỗi lãng phí một giây đồng hồ, liền có bấy nhiêu cao lầu bị phá hủy. Ai đến đối với một bút này đến trễ chiến cơ tạo thành tổn thất phụ trách? Trương Hiến Tiên cục trưởng tức giận vỗ bàn, hướng phía ngồi phía dưới hơn 10 vị tham dự hội nghị thành viên gầm thét lên. Đại đa số người kỳ thật lòng dạ biết rõ, hắn mặt ngoài là đang hỏi tất cả mọi người, trên thực tế là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Hỏi chỉ là trong mọi người vị kia Giang gia thành viên Giang Phong Cẩm. Hắn kiêng kỵ Giang gia thế lực, không dám mang quá rõ ràng, chỉ có thể dạng này quanh co lòng vòng, ngấm ngầm hại người. Lão Trương, ngươi cũng tuổi đã cao, gặp được sự tình đừng kích động như vậy. Qua tuổi ngũ tuần Giang Phong Cẩm, chờ hắn mắng xong đằng sau khí định thần nhàn ho khan một tiếng, chậm rãi nói Tiểu Giang đã đánh qua báo cáo, chỉ cần cho hắn một phút đồng hồ thời gian là được.
Chúng ta đã làm tốt sơ tán làm việc, một phút đồng hồ đối với cục diện chiến đấu sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà lại, hắn lần này nếu như có thể ngàn quân bên trong, một mình chém giết vài đầu loại này hiếm thấy siêu đại hình cự nhân, như vậy chúng ta Hoa Hạ tại trong phạm vi toàn cầu đều sẽ có to lớn thanh danh. Đồng thời, đối với chúng ta Hoa Hạ sĩ khí cũng sẽ có phi thường to lớn tăng lên. Hắn đưa điện thoại di động nhẹ nhàng để lên bàn, phía trên chính phát hình Hắc Hoàng Đế phát sóng trực tiếp, lúc này trong phát sóng trực tiếp đã có 2 triệu người quan sát, mà lại nhân số còn tại điên cuồng lên cao. Giang Phong Cẩm nói: "Ngươi nhìn, ngay cả đội chấp pháp người đều có thể đơn giết cự nhân, chúng ta Hoa Hạ thủ hộ thần nếu như không phải cũng phát sóng trực tiếp đuổi theo, vậy chẳng phải là muốn bị người chê cười?" Mặt khác, chuyện này đã báo cáo cho Trung Bộ Chiến khu Tổng Tư lệnh Dương Kiếm Hoa, ngươi cũng đừng có quản chuyện này, an tâm đi xử lý Thiên Kinh Bộ phát sói cấp thai hại đi. Trương Hiến Thiên hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi nói nhẹ nhõm, vậy cái này một phút đồng hồ mang tới tổn thất kinh tế làm sao bây giờ? Ngươi cân nhắc qua sao?" Giang Phong Cẩm chậm rãi nói: "Cái này thuộc về thiên tai, liền cùng Hồng Thủy tiến đến lúc, cần để cho một bộ phận người hy sinh chính mình ra viên đến làm vỡ đê địa phương, là giống nhau đạo lý. Trước có quốc mới có nhà, là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ sĩ khí quan trọng hơn, vẫn là bọn hắn một chút cực nhỏ lợi nhỏ quan trọng hơn. Phòng ở không có có thể lại mua, xây lại. Nếu như chúng ta sĩ khí thấp, đó mới là thật phiền phức." Trương Hiến Tiên bị hắn lại nói á khẩu không trả lời được, hắn biết rõ Giang Phong Cẩm lời nói đường hoàng, trên thực tế đã bao hàm tư tâm, nhưng là người khác vi ngôn nhẹ, lại có cái gì tư cách cùng năng lực thay người bình thường minh bất bình đâu? Hắc Hoàng Đế giết cự nhân không phải một dạng có thể tăng lên sĩ khí sao? Ngươi nhất định phải người ra, thời khắc mấu chốt này đi giết cự nhân cùng người ta đoạt cái này thanh danh. Nhưng là tiếp tục biện luận đã không có ý nghĩa, chẳng tốn thời gian đi xử lý Thiên Kinh Bộ phát sói cấp tai hại. 115. Ngay tại Diêu Mục Hy mở ra phát sóng trực tiếp 3 phần sau, hắn phát sóng trực tiếp nhân số lần nữa hiện ra bạo tạc thức tăng lên, tại ngắn ngủi trong vòng 5 giây, trực tiếp từ 4 triệu phi thăng tới 10 triệu người quan sát. Cùng lúc đó, một cái khác phát sóng trực tiếp cũng tại lên một lượt hot search, thậm chí nhiệt độ vậy mà lấn át nàng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp này tiêu đề là: "Hoa Hạ thủ hộ thần Giang thần thông pháp lực vô biên, đơn thương độc mã lấy địch tướng thủ cấp." Nhìn tiêu đề này, rõ ràng là cùng Hắc Hoàng Đế trở về, lực sắn hòa trời. Là chống đối, mà nên có người điểm tiến phát sóng trực tiếp sau, liền lập tức phát hiện phát sóng trực tiếp này lại là trung ương điện thị đài phía quan phương phát sóng trực tiếp, Hắc Hoàng Đế bên kia đã kết thúc, bên này vừa vẫn bắt đầu, không có khe hở dính liền a. Hôm nay nhìn thoải mái a. Hoa, Giang thiếu rất đẹp a. Lao nô tới chấm 2 giây, còn xin thiếu gia thứ tội, Hắc Hoàng Đế đều giết mười mấy cái cự nhân, Giang thần thông không được giết 30 con trở lên. Ta dựa vào, video này bên trong cự nhân độ cao so Hắc Hoàng Đế giết còn cao không biết bao nhiêu a. Không hổ là Hoa Hạ thủ hộ thần, thật mãnh liệt. Bởi vì phía quan phương phát sóng trực tiếp tăng thêm run âm phía sau thao tác, phát sóng trực tiếp này quan sát nhân số, rõ ràng so Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp tăng trưởng càng nhanh, ngắn ngủi 3 giây liền có hơn 7 triệu người đang quan sát. Lúc này, trong phát sóng trực tiếp, Giang Thần Thông cùng hắn thế thân Giang Vị Lai, tại một đường chạy vội bên dưới, đã tiếp cận siêu đại hình cự nhân 7. Ở phía xa nhìn lên cảm giác còn không rõ lộ ra, bây giờ hắn cách tới gần, mới phát hiện cái này siêu đại hình cự nhân mang cho người ta cảm giác áp bách, lớn đến khủng khiếp. Mỗi một cái siêu đại hình cự nhân đều tối thiểu có hơn 100 mét cao, mấy chục trên trăm con nối thành một mảnh, chậm rãi hướng ngươi đi tới. Tựa như là mấy chục dãy 20 tầng trở lên cao lầu tại chiều ngươi vượt trên tới cảm giác. Người bình thường thật sự là nhìn một chút đều muốn cảm thấy vô biên tuyệt vọng, căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Theo Giang Thần Thông cùng siêu đại hình cự nhân khoảng cách lại lần nữa kéo vào, dưới chân hắn địa chấn cảm giác càng là rõ ràng, thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn hành động. Vô tốc điều chi dự, hắn không chút do dự đổi một kiện kim cương cấp trang bị. Mà hắn thế thân Giang Vị Lai thì là trực tiếp tại một cỗ lực lượng vô hình bên dưới, lăng không bay lên. Hai người đồng thời lên không, rất nhanh liền từ hai cái siêu đại hình cự nhân giữa hai chân trong khe hở xuyên qua. Quả nhiên, những này siêu đại hình cự nhân cùng nước ngoài trong tư liệu viết giống nhau như lúc, mặc dù hình thể dị thường khổng lồ, nhưng là tốc độ lại là siêu cấp chậm chạp. Giang Thần Thông lấy lại bình tĩnh, tại cẩn thận quan sát mấy giây sau, rất nhanh liền từ một cái siêu đại hình cự nhân bắp chân bộ dâng lên, hướng phía đầu của hắn bay đi. Khi hắn cùng Giang Vị Lai từ một cái siêu đại hình cự nhân trước mắt bay qua thời điểm, cái này một cái siêu đại hình cự nhân vậy mà căn bản không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Quá tốt rồi. Siêu đại hình cự nhân sẽ chỉ theo cố định lộ tuyến tiến lên, bọn hắn quả nhiên không có coi ta là chuyện. Sau đó chỉ cần giết chết mấy cái sau, ta phát sóng trực tiếp coi như thành công. Giang Thần Thông trong lòng kích động, người bình thường sẽ chỉ lấy cự nhân độ cao đến thô sơ giản lược phán đoán cự nhân thực lực, cũng không rõ ràng chín đại cự nhân ở giữa thực lực thê độ xếp hạng. Hắn đơn giết siêu đại hình cự nhân mang tới ảnh hưởng cùng nhân khí, tuyệt đối so với Hắc Hoàng Đế giết những cái kia thấp bé cự nhân lớn rất nhiều, quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Người bình thường nhìn thấy lớn như vậy cự nhân đã sớm sợ hãi, kỳ thật siêu đại hình cự nhân trong mắt của ta bất quá là hồ giấy, trừ bọn hắn biến thân thời điểm muốn trốn xa một chút, trên thực tế chỉ là máu me đầy đầu số lượng nhiều một chút di động siêu cấp binh thôi. Giang Thần Thông cảm thấy mình thật sự là quá cẩn thận, có lẽ ngay cả sử dụng mượn vượt qua 40 cấp lực lượng cũng không cần thiết. Hắn cùng Giang Vị Lai hai người bay thẳng đến một cái siêu đại hình cự nhân phần gãy chỗ, một đường vậy mà không có nhận chút nào ngăn cản. Cái này nhẹ nhõm trình độ, để Giang Thần Thông thậm chí sinh ra một loại một mình hắn liền diệt cái này trên trăm con siêu đại hình cự nhân ảo giác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ có lẽ thật là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới Hoa Hạ chưa bao giờ xuất hiện qua siêu đại hình cự nhân luận trình độ linh hoạt, thật còn không bằng cổng cảnh khải chi cự nhân. Hắn cảm thấy toàn cầu bảng xếp hạng thứ nhất đã tại hướng hắn ngoắc. Chương 391 toàn bộ mạng trầm mặc. Mà lúc này phát sóng trực tiếp người xem cũng không phải đồ đần, tựa hồ cũng nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Cái này siêu đại hình cự nhân nhìn xem dọa người, làm sao Giang thiếu bay qua, không thèm để ý hắn nha. Chẳng lẽ là xem thường Giang thiếu thực lực? Cái này không khoa học, ca nghe nói cự nhân nhược điểm ở gáy chỗ,
Giang Thiếu làm sao không có chút nào ngăn trở liền bay đến chỗ này? Nếu quả thật đơn giản như vậy, đây chẳng phải là nói chỉ cần biết bay siêu phàm giác tỉnh giả, mang lên đầy đủ tương đương thuốc nổ liền có thể nhẹ nhõm đánh giết siêu đại hình cự nhân, làm sao cảm giác siêu đại hình cự nhân còn không bằng Hắc Hoàng Đế giết cái kia mấy cái a? Mặc dù bọn hắn thấp một chút, nhưng là không đến mức như thế ngốc a. Các ngươi những này anti fan, các ngươi có bản lĩnh chính mình đi lên giết siêu đại hình cự nhân a? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cùng Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp khác biệt, Giang Thần Thông trong phát sóng trực tiếp là có chuyên nghiệp phía quan phương người chủ trì tại không tràng. Lúc này người chủ trì phát hiện bình luận có chút mặt trái, lập tức mở miệng nói ra: các vị người xem, siêu đại hình cự nhân mạnh tại số lượng nhiều cùng hình thể to lớn, hắn cứ như vậy một cước dẫm qua đến, xin hỏi các hạ lại nên như thế nào ứng đối? Giang Thiếu chính là bởi vì có năng lực phi hành, tăng thêm thuộc tính cao phi thường linh hoạt, mới có thể tìm được cơ hội lẫn vào trong đó. Nếu như siêu đại hình cự nhân thật có dễ giết như vậy, vậy xin hỏi vì cái gì quốc gia sẽ không làm gì được hắn, chỉ có thể phái ra Giang Thiếu đâu? Ngay tại trong phát sóng trực tiếp đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Giang Thần Thông đã chuẩn bị động thủ, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Giang Vị Lai đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cây trường dài 5 mét khủng bố trường thương xuất hiện trong tay hắn. Rõ ràng là đến từ tương lai thánh cấp vũ khí cực hạn phá ma thương, mà lại là cường hóa đến cực hạn 35 vô địch thần binh lợi khí. Đương nhiên, món này trang bị chỉ có sức chiến đấu, mà không thể lấy ra giao dịch, mà lại tồn tại thời gian bên trong chỉ là duy trì liền cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Bình thường thời điểm, Giang Vị Lai nhiều nhất liền triệu hồi ra kim cương cấp thật mạnh hóa vũ khí, mà lúc này tình huống hung hiểm, hắn cũng biết sự mạnh mẽ của kẻ địch, cho nên vừa lên đến liền sử xuất át chủ bài. Đệ tử Trung ương Điện thị Đài nổi danh người chủ trì Dương Phàm Phi thường biết được bắt thời cơ, lúc này lập tức thời gian thực giảng giải Giang Thiếu đem nghề nghiệp là nhị chuyển chiến sĩ loại chuyển kỳ nghề nghiệp Long Thành Phi Tương. Chiến sĩ loại nghề nghiệp mặc dù trung dung, nhưng là phi thường bằng diện, có thể ứng đối bất kỳ tình huống gì mà Giang Thiếu đem nhị chuyển nghề nghiệp Long Thành Phi Tương, càng là đền bù chiến sĩ loại nghề nghiệp các phương diện năng lực không đột xuất thiếu hụt, tại lực bộc phát phương diện đạt được kinh khủng tăng lên, đặc biệt là hắn thế thân Giang Vị Lai càng là một cái yêu nghiệt, không chỉ có được triệu hoán tương lai lực lượng nghịch thiên năng lực, còn đồng dạng có được Giang Thần Thông nhị chuyển nghề nghiệp tất cả lực lượng. Các ngươi nhìn hắn trong tay triệu hoán binh khí, đây chính là đến từ tương lai thật mạnh hóa 35 thánh cấp vũ khí cực hàn phá ma thương. Phải biết hiện tại toàn cầu trong phòng đấu giá xuất hiện thánh cấp đạo cụ, cộng lại hết thảy đều không có vượt qua 5 kiện, chớ nói chi là thật mạnh hóa. Tuyệt đối là đương kim mạnh nhất trên thế giới vũ khí. Giang Vị Lai triệu hoán đi ra từ tương lai trường thương sau, không chút do dự liền liên tục phát động 3 loại chuyến trường. Chuyến trường, thảo phạt dị đoan, đối với tất cả trừ nhân tộc bên ngoài dị tộc tạo thành 30% ngoài định mức chân thực tổn thương. Chuyến trường, bảo gia vệ quốc, một bầu nhiệt huyết bình loạn thế, trường thương trong tay định Giang Sơn. Sử dụng thương loại vũ khí lúc thu hoạch được xuất thần nhập hóa kỹ xảo chiến đấu, trong lòng tồn lấy bảo vệ ý niệm lúc liền có thể kích phát tiềm lực, trong thời gian ngắn lực công kích tăng lên 50%. Chuyến trường, khát uống dị tộc máu, mỗi một lần đối với dị tộc tạo thành tổn thương lúc đều sẽ làm ngươi lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, tốc độ công kích tăng lên 10%, có thể điệp ra tầng 10. Nhị chuyển kỹ năng LV80 liệt thạch xuyên vân. Giang Vị Lai nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cực hàn phá ma thương trong nháy mắt giống như một đạo thiểm điện màu lam hung hăng đâm vào siêu đại hình cự nhân phần gáy. Tiếp lấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thương bộc phát, trực tiếp đem một đầu này cự nhân phần gãy chỗ đập huyết nục văng tung tóe. Giờ khắc này, phía quan phương trong phát sóng trực tiếp hơn ngàn vạn người xem, lập tức sôi trào. Hắc Hoàng Đế công kích mặc dù hung mãnh, nhưng là tốc độ công kích thực sự quá nhanh, mà lại quá mức phiêu miểu không dấu vết, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, liền phát hiện cự nhân đã chết. Giang Vị Lai công kích thì phải bắn nổ nhiều, phảng phất tay cầm lôi điện đánh xuống, ngược lại càng làm cho người bình thường càng có thể nhìn hiểu. Giang Thiếu gia quá mạnh. Xin hỏi trên đùi còn thiếu vật trang sức sao? Lão nô thu thập một chút hành lý liền đến tiên kinh tìm ngài. Lợi hại a, không hổ là hoa hạ thủ hộ thần, kỹ năng này biểu hiện lực kéo căng. Tốt man a, nếu như nói Hắc Hoàng Đế kiếm khí giống Lý Bạch, Giang Thiếu thương pháp tựa như hạng vũ bình thường bá đạo a, muốn ta nói, dùng kiếm đều là nương môn. Thật đàn ông còn phải là giống ta Giang Thiếu dạng này dùng thương mới đẹp trai. Siêu đại hình cự nhân phần gãy bị Giang Vị Lai một thương trúng mục tiêu đằng sau, đột nhiên toát ra đại lượng nhiệt độ cao hơi nước. Giang Thần Thông thấy cảnh này lập tức nhíu mày, chấn động hai cánh lui về sau đi. Mà Giang Vị Lai thì cũng không có lui lại, mà là trực tiếp toàn thân nổi lên một kiện hư ảo áo giáp màu vàng nóng. Cái này áo giáp màu vàng nóng vừa xuất hiện, trong hư không liền phát ra một tiếng long ngâm, lập tức đem tất cả nhiệt độ cao hơi nước ngăn cản ở ngoài. Thánh cấp toàn thân giáp canh kim long văn khải 35. Canh kim long văn khải tự mang năng lực long nở gờ hộ thể chú. Theo hơi nước biến mất, để Giang Thần Thông cùng phát sóng trực tiếp 19 triệu người trầm mặc một màn xuất hiện. Siêu đại hình cự nhân phần gãy chỗ vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà một đầu này cự nhân hành động cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng, tiếp tục máy móc chậm rãi đi về phía trước, phản phất Giang Vị Lai vừa rồi công kích chỉ là cho hắn gãi ngứa bình thường. Trung ương điện thị đài người chủ trì Dương Phàm cái khó ló cái khôn nói siêu đại hình cự nhân mạnh nhất địa phương ngay tại ở năng lực khôi phục, vừa rồi Giang Thiếu đem nhất định là vì thăm dò một chút, sau đó hắn khẳng định phải xuất ra toàn lực. Nghe được câu này phát sóng trực tiếp người xem, tài tình tự ổn định một chút. Không phải vậy hoa hạ thủ hộ thần một kích toàn lực, kết quả cự nhân không có 2 giây liền triệt để khôi phục, cái này nói ra, không khiến người ta cười đến rụng răng. Đáng tiếc bất luận Dương Phàm giải thích thế nào, lúc này ở vào hiện trường Giang Thần Thông lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, chính mình thế thân Giang Vị Lai vừa rồi đã dùng thông thường trạng thái dưới toàn lực. Nếu như muốn buộc phát ra vượt qua vừa rồi một kích thực lực, cũng chỉ có thể sử dụng vĩnh cửu giảm xuống thế thân năng lượng hạn mức cao nhất một chiêu kia. Chắc không được cái này siêu đại hình cự nhân không công kích ta, lại là nhìn như vậy không dậy nổi ta sao? Giang Thần Thông lòng tự trọng tại thời khắc này, thật sâu bị thương tổn tới. Dựa vào cái gì Hắc Hoàng Đế liền có thể đơn giết cự nhân, hắn lại không được.
Kỳ thật, cái này cũng không thể trách hắn. Lực chiến đấu của hắn tại đối mặt dị tộc thời điểm là tuyệt đối khủng bố, coi như phổ thông khoáng cấp 40 quái vật ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối là muốn bị miểu sát. Đáng tiếc, cái này một chút siêu đại hình cự nhân mỗi một vị đều là 50 cấp trở lên, lại lĩnh ngộ tam chuyển lực lượng, đồng thời đang khôi phục năng lực phương diện đặc biệt cường đại, cho nên mới tạo thành trước mắt một màn này. Ngay tại Giang Thần Thông thất thần thời điểm, sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo kịch liệt tiếng gió. Mà Giang Vị Lai giống như hồ lòng có cảm giác, vội vàng xoay người một thương hướng phía Giang Thần Thông phía sau bóng ma khổng lồ ném mạnh đi qua. Giống, không tốt. Giang Thần Thông lúc này rốt cục phản ứng lại, nhưng là đã chậm. Hắn chỉ cảm thấy một đạo bóng ma khổng lồ bao phủ hắn, tiếp lấy hắn tại toàn thân đau nhức kịch liệt bên trong mắt tối sầm lại. Trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện trên không trung cự nhân, một chảo đánh bay ra ngoài. 115 chương 392 cùng cấm trực tiếp. Mà cái này một cái cự nhân cũng bị Giang Vị Lai ném mạnh ra cực hàn phá ma thương đâm trúng bả vai, phát ra một tiếng kêu rên sau, như bị thương giống như dã thú nhảy đến siêu đại hình cự nhân vai rộng trên vai, tiếp lấy nhảy lên biến mất tại trước mắt hắn, đáng chết. Giang Vị Lai không còn kịp suy tư nữa vì cái gì cái này không trung sẽ xuất hiện ngạc chi cự nhân, trực tiếp một cái lặn hướng xuống bay đi. Dương Phàm lúc này nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp một màn này, mẹ nhà hắn người đều choáng váng. Cái này khiến hắn giải thích thế nào? Thường ngày giết cự nhân vậy cũng là ghi âm, biên tập tốt. Đem Hoa Hạ thủ hộ thần cùng Bắc Đấu bộ đội đánh giết cự nhân lúc, đẹp trai đoạn ngắn kéo đến cùng một chỗ, xấu mặt chật vật đoạn ngắn liền xóa bỏ. Hiện tại ngươi bị cự nhân đánh lén, trực tiếp đánh bay, đập video người kia cũng là đồ đần, còn không tranh thủ thời gian gãy mất phát sóng trực tiếp. Vạn nhất, hắn giải thích không tốt, Giang gia không được đánh chết hắn. Ngay tại Dương Phàm hồn thân đổ mồ hôi lạnh thời điểm, hắn chợt nhìn thấy trong phát sóng trực tiếp nhanh chóng xẹt qua một câu bình luận, vội vàng thần lai nhất bút nói mọi người không cần khẩn trương. Hắc Hoàng đế cũng bị cự nhân một quyền đánh bay qua. Đây nhất định là Giang Thần Thông vì thử một chút cự nhân tổn thương. Bất quá trong phát sóng trực tiếp người, hiển nhiên có một ít người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hắc Hoàng đế đó là thật ngu bức, Giang Thần Thông rõ ràng là bị đánh lén không có kịp phản ứng, có thể giống nhau sao? Mà lại Hắc Hoàng đế là hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện, Giang Thần Thông đều muốn chính mình thế thân đi cứu hắn, các ngươi những này ạn tỷ fan liền cho đi. Các ngươi chính là ghen ghét ta Giang thiếu gia. Cự nhân không đả thương được Hắc Hoàng đế, khẳng định cũng không đả thương được ta Giang thiếu gia, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, xem xét tổn thương, cơ hồ là không. Nốc trệ một lát người mở bức, thất thần phía dưới bị đánh lén. Các ngươi nhìn kỹ Giang Thần Thông biểu lộ có được hay không? Rõ ràng là ngây dại a. Hắc Hoàng đế đâu? Một mực là nhẹ nhõm ung dung biểu lộ, có thể giống nhau sao? Kẻ có tiền vô não phấn thật nhiều a. Mà lúc này Thiên Kinh trên chiến trường, Trung Bộ chiến khu tổng tư lệnh Dương Kiếm Hoa, đồng dạng tại thời gian thực chú ý cuộc chiến đấu này. Hắn vốn là muốn mệnh lệnh đám máy bay chiến đấu trực tiếp đánh nổ, nhưng là bởi vì Giang gia hướng hắn tạo áp lực, cho nên cho bọn hắn một phút đồng hồ thời gian. Mà bây giờ đã qua 45 giây, Giang Thần Thông không chỉ có không có đánh giết siêu đại hình cự nhân, ngược lại bị một kích đánh sinh tử chưa biết. Ngay tại trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ thời điểm, người Giang gia lại gọi điện thoại tới. Lập tức để hai vị khác Hoa Hạ thủ hộ thần sao Bắc Cực Xuyên, là Quynh Thành, còn có Bắc Đấu siêu phàm bộ đội bên trong SSS cấp cao thủ đi cứu Giang Thần Thông. Bất luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải cứu hắn. Dương Kiếm Hoa cười lạnh một tiếng, sau khi cúp điện thoại vừa mới chuẩn bị liên hệ Bắc Đấu bộ đội kết thúc trận này náo kịch, đồng thời để trung ương điện thị đài phát sóng trực tiếp dừng lại. Liên chợt phát hiện, trong phát sóng trực tiếp Giang Thần Thông vậy mà nhìn như không bị thương chút nào một lần nữa bay trở về đến không trung. Các ngươi thật dẫn lửa ta. Lão hổ không phát uy, coi ta là con mèo bệnh. Giang Vị Lai cùng ta hợp thể, đột phá cực hạn, siêu việt tương lai, tâm linh chi quang, vô hạ. Giang Thần Thông trong lòng biết hiện tại là tại phát sóng trực tiếp ở trong, cố nén tức giận trong lòng, cố gắng duy trì phong độ. Mà hắn thế thân Giang Vị Lai đã biến thành một đạo quang mang màu vàng, trực tiếp đem hắn bao khỏa. Đợi cho quang mang tán đi, Giang Thần Thông người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương, phảng phất một vị vô địch chiến thần, đón gió sừng sững trong hư không. Đây chính là hắn thế thân Giang Vị Lai năng lực, lấy mỗi giây vĩnh cửu hạ xuống 2 điểm năng lượng hạn mức cao nhất đại giới, tăng thêm đại lượng năng lượng tiêu hao, sớm thu hoạch được vượt qua trước mắt cực hạn tương lai lực lượng. Giờ khắc này, Giang Thần Thông mặc dù mới 39 cấp, lại nhảy qua tâm ma kiếp cửa này, trực tiếp thu được tâm linh chi quang lực lượng. Hắn cảm nhận được thể nội hoàn toàn mới lực lượng, lập tức lần nữa khôi phục lòng tin cùng đấu trí. Nguyên lai đây chính là tam chuyển lực lượng sao? Thế thân cùng ta vậy mà có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp lại cùng nhau, chắc không được Hắc Hoàng đế ngươi có thể đơn giết cự nhân, bất quá bây giờ ta đồng dạng có thể làm được. Giang Thần Thông thoáng thích ứng một chút thể nội lực lượng kinh khủng sau, hắn ánh mắt lạnh như băng, lập tức nhìn về phía trốn ở siêu đại hình cự nhân trên bờ vai ngạc chi cự nhân, gầm thét một tiếng tới nhận lãnh cái chết. 120 Diêu phóng viên, ngươi tốt, ta là Bắc Đấu siêu phàm bộ đội Vương Quốc Huy, đây là ta giấy chứng nhận. Hiện tại xin ngài lập tức đóng lại phát sóng trực tiếp, chuyện kế tiếp dính đến cơ mật quân sự. Vương Quốc Huy lấy ra chính mình giấy chứng nhận, đối với Diêu Mục Hy một mặt nghiêm túc nói. Diêu Mục Hy nhíu đôi mi thanh tú, tại xác nhận thân phận của đối phương sau, lúc này chỉ có thể liên hệ chính mình thế thân đóng lại phát sóng trực tiếp. Bất quá dù sao hiện tại chiến đấu đã tạm thời kết thúc, Hắc Hoàng đế nhân khí không chỉ có một lần nữa trở về, mà lại càng thêm rõ ràng càng thêm bốc lửa. Nàng cũng không biết Vương Quốc Huy sở dĩ muốn để nàng đóng lại phát sóng trực tiếp, hoàn toàn là bởi vì Giang Ngạn Thanh đã dẫn người đi qua mời chào Lâm Lạc. Sau đó đâu, hình ảnh này khẳng định là không nên phát sóng trực tiếp. Lúc này trung ương thương vụ khu, Lâm Lạc đã trên không trung quay người chuẩn bị đi chợ giúp còn lại địa khu, có Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp gia trì. Hắn tiến vào hàng thành trung tâm thành phố nhân khẩu dày đặc khu vực sau, vạn gia đăng hỏa tuyệt đối có thể cho hắn cung cấp hoàn mỹ bay liên tục. Ngay tại hắn vừa bay ra một khoảng cách thời điểm, một đầu nổi đồng bền giữa không trung thân dài 5 mét trở lên ma quỷ to lớn cá bỗng nhiên ngăn cản hắn. Mà tại ma quỷ trên thân cá thì đứng đấy một vị người trẻ tuổi xa lạ, cùng hai vị khí chất túc sắt trầm mặc hộ vệ, đối phương xem xét chính là đến đây vì hắn. Lâm đội trưởng nghe đại danh đã lâu,
hôm nay gặp mặt phong thái quả nhiên so trong phát sóng trực tiếp càng tăng lên a. Giang Ngạn Thanh cười cao giọng nói ra. Lâm Lạc nhíu mày, bất động thần sắc hướng phía đối phương chậm rãi nhích tới gần. Đối phương dưới chân ma quỷ cá thế thân năng lượng phi thường cao, tại SSS cấp bên trong cũng không tính yếu, mà lại phía sau hắn hai vị hộ vệ khí chất phi thường giống là người trong quân, thậm chí là trong đó tinh nhuệ. Người trẻ tuổi này xác suất lớn có phía quan phương bối cảnh, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Hắn quyết định trước nghe một chút người trẻ tuổi kia tìm hắn có chuyện gì. Dù sao bây giờ đóng quân hàng thành quân đội không có bị điệu hổ Lý Sơn, tăng thêm hắn phái ra thiên mệnh người đi trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn thế cục còn có thể khống. Các hạ là ai? Không biết bây giờ ngăn lại ta có gì muốn làm? Lâm Lạc nhàn nhạt hỏi. Tại hạ Giang Ngạn Thành, là Thiên Kinh Giang nhà người. Giang Ngạn Thanh phong độ nhẹ nhàng nói, ta tới đây là bởi vì thưởng thức tài hoa của ngươi, cố ý đến hàng thành đưa ngươi một trận tạo hóa, Thiên Kinh Giang nhà. Đưa ta một trận tạo hóa. Lâm Lạc trong lòng hơi có chút tiếc lặng, thậm chí có chút muốn cười. Người trẻ tuổi này khẩu khí lớn đến kinh người, cũng không biết hắn trong hồ lô im lìm thuốc gì. Hắn bây giờ thực lực có 102 toàn cầu, tài phú nhiều không cách nào tưởng tượng, càng âm thầm khống chế miễn điện, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương muốn đưa hắn cái gì. Coi như hắn đến từ Thiên Kinh hảo tộc Giang nhà, lại có thể cho hắn cái gì đâu? Trừ phi đem Giang gia gia chủ vị trí đưa cho hắn, hắn còn có thể nhấc lên một chút hứng thú. Giang Ngạn Thanh lúc này cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp tiếp tục nói, ngươi đoạn thời gian trước một mình tham ô vượt mức năng lượng, hàng thành đội chấp pháp cục trưởng báo cáo ngươi dính líu đối với hắn phi thường thực dụng siêu phàm năng lực, tăng thêm trong 10 ngày này cả nước chế độ quân nhân, đội chấp pháp đều tại hiệp trợ quân đội, ngươi lại mất tích. Hắn nói một hơi những này đằng sau, hắn lại phát hiện Lâm Lạc sắc mặt vậy mà không có biến hóa chút nào, tựa hồ căn bản không thèm để ý những này. Giang Ngạn Thanh sắc mặt lúc này nghiêm túc, nhìn như hảo tâm khuyến cáo nói, Lâm huynh, ba chuyện này đối với ngươi mà nói phi thường chí mạng, nếu như ngươi xử lý không tốt, thậm chí có thể muốn được đưa vào đi giẫm máy may. Trước hai chuyện có lẽ ngươi còn có thể lấy công chuộc tội không tính là gì, nhưng là một chuyện cuối cùng, cùng chế độ quân nhân loại này thời kỳ đặc thù phụ lên câu, ngươi biến mất 10 ngày hậu quả này thực sự quá nghiêm trọng. À, Lâm Lạc nhíu mày, giả vờ giả vịt phối hợp hỏi một câu, vậy xin hỏi ta phải làm gì đâu? Chương 393 cự tuyệt cùng ngăn cản. Đối với ngươi mà nói, bất luận là muốn xử lý trên xã hội mặt trái dư luận hay là xử lý thất trách 10 ngày, đều là chuyện rất khó, nhưng là đối với chúng ta Giang gia tới nói chỉ cần nguyện ý xuất thủ, tốn hao một chút đền bù, vẫn như cũ có thể giúp ngươi bãi bình. Giang Ngạn Thanh lúc này rốt cục mỉm cười lộ ra đuôi cáo. Hắn làm Giang gia dòng chính, cũng không phải bại gia tử, cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, mà là nhận qua khắc nghiệt giáo dục chân chính học bá cùng tinh anh. Hắn am hiểu sâu đàm phán cùng lôi kéo kỹ xảo, nhất định phải trước che giấu mình bên này ý đồ. Sau đó thông qua chèn ép chế tạo lo nghĩ, đến làm cho đối phương bối rối, mất lớn tất vong, lúc này là hắn có thể tiến quân thần tốc, nhất cử hoàn thành kế hoạch của mình. Kỳ thật, những chuyện này đối với Lâm Lạc tới nói phi thường khó giải quyết, nhưng là đối với hắn Giang gia tới nói chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng nói như vậy, nhất định phải nói hắn Giang gia cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Dạng này mới có thể để cho Lâm Lạc sinh ra lòng ấy nấy, đối với hắn và Giang gia cảm động đến rơi nước mắt, tiến tới nguyện ý bị hắn mời chào, cái này ngốc sâu vậy mà muốn dùng những chuyện nhỏ nhặt này mời chào ngươi, cần hắn hỗ trợ sao? Còn muốn dùng 100 triệu liền mua đi người của ngươi cấp thần khí, đuổi ăn mày đâu? Để lao hắc đưa hắn một cỗ xe ben, nhanh đi dị giới chuyển thế đi. Người này giả cười bộ dáng nhìn xem cũng làm người ta nổi nóng, nếu không phải ta không có tay dài, cao thấp đến tự mình cho hắn hai bàn tay. Ngay tại Lâm Lạc khoảng cách đối phương không đủ 25m thời điểm, bàng bạch tiện tiện thanh âm vang lên, cũng làm cho hắn một chút liền thăm dò ý nghĩ của đối phương. Vậy ta trước hết cảm ơn ngươi. Lâm Lạc cũng không vạch trần hắn, mà là tiếp tục nói ra, bất quá bây giờ hàng thành người bình thường đều trong nước sôi lửa bỏng, ta còn phải đi hỗ trợ, chờ ta rông nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Giang Ngạn Thanh không nghĩ tới Lâm Lạc nói một câu như vậy không có dinh dưỡng lời nói sau, liền chuẩn bị rời đi, lập tức có chút gấp, vội vàng đưa tay làm ra động tác ngăn trở nói, Lâm Minh, ngươi đừng đợi à, hàng thành có quân đội đóng quân, những người bình thường kia an nguy ngươi không cần lo lắng, ngươi trên thân này sự tình mới quan trọng hơn a, cái này lộn là quan tâm hắn sự tình của riêng mình đi. Lần này cự nhân tập kích nhật ký tương lai ở trong dự đoán sẽ đi 200 không trở lên người bình thường, thật sự là người bình thường mệnh cũng không phải là mệnh a. Còn không cần lo lắng đâu, liền không hợp tối thượng. Giang thiếu không phải nói muốn đưa ta một trận tạo hóa sao? Ta còn lo lắng cái gì đâu? Lâm Lạc cố ý một mặt ngây thơ mà hỏi. Hắn hôm nay thật không biết xấu hổ bộ dáng, để Giang Ngạn Thanh đều không còn gì để nói. Con mẹ nó ngươi coi như ta thật đưa ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại không trả bất cứ giá nào. Yên tâm thoải mái tiếp nhận. Mà lại, ta liền thổi cái châu, muốn giúp ngươi có thể, nhưng là khẳng định là muốn ngươi trả giá đắt đến trao đổi đó a, ngươi làm sao còn thật coi ta miễn phí giúp ngươi? Ta Giang gia là làm từ thiện sao? Ngươi tốt xấu cũng là một cường giả, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Cường giả tôn nghiêm đâu? Hắn hít sâu một hơi, nói với chính mình muốn ẩn nhẫn, ngay sau đó chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở giúp ngươi xử lý những chuyện này, chúng ta Giang gia cũng là muốn bỏ ra năng lượng rất lớn, nếu như là ta có thể giúp ngươi, ta tuyệt đối không yêu cầu Lâm huynh bất kỳ hồi báo, nhưng là Giang gia dù sao không phải ta một người, ngươi cứ nói đi. À, Lâm Lạc biểu lộ có chút lãnh đạm xuống tới, cái kia Giang gia là nhìn chúng ta cái gì đâu? Giang Ngạn Thanh nhìn xem hắn bức này lãnh đạm biểu lộ, trong lòng càng tức hơn. Giang gia năng vừa ý ngươi là của ngươi chịu phục, ngươi còn dám cho ta sĩ diện. Ngươi cho rằng ngươi SSS cấp rất ngu bức. Bắt đầu siêu phàm trong bộ đội SSS cấp chiến sĩ tinh nhuệ, không phải cùng dạng cho hắn làm hộ vệ. Mà lại, chỉ cần Giang gia nguyện ý, hoàn toàn có thể lại cứng rắn sinh sinh khai ra mấy vị SSS cấp giác tỉnh giả. Hắn ngay sau đó không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp tỏ rõ ý đồ nói một câu. Giang gia thay ngươi bãi bình tất cả ảnh hưởng dư luận cùng chính trị ảnh hưởng, ngươi ưa thích làm đội chấp pháp đội trưởng, Giang gia thay ngươi thăng chức làm Thiên Kinh chấp pháp đội trưởng làm trao đổi, ngươi trở thành Giang gia cả đời khách khanh, nghe theo Giang gia an bài.
về sau toàn lực phụ tá ca ca của ta Giang Thần Thông. Đồng thời, Giang gia cũng sẽ không khi dễ ngươi, lấy 200 triệu nhân dân tệ giá cả thu trong tay ngươi nhân cấp thần khí cùng nhân cấp thần khí quay lẻ quyển thứ này lưu tại trong tay ngươi, đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với ca ca ta có vô cùng trọng yếu tác dụng, thậm chí quan hệ đến Hoa Hạ an nguy. Nhất định phải lập tức chuyển giao cho ta. Ta cam đoan quốc gia cũng sẽ nhớ ngươi một phần công lao. Chờ ngày mai hỗn loạn kết thúc, Thiên Kinh phía quan phương liền sẽ cho ngươi ban phát giấy chứng nhận thành tích, chết cười ngươi mà ra. 200 triệu thu hai kiện nhân cấp thần khí. Thật sự là nằm mơ ban ngày cũng không dám làm như vậy a, khi nhân cấp thần khí là ven đường rau cải trắng đâu. Hiện tại trên thị trường mặc dù theo phẩm chất cao trang bị gia tăng, các loại hi hữu trang bị giá cả bắt đầu hạ xuống, nhưng là một kiện tốt một chút kim cương cấp đạo cụ vẫn như cũ có thể bán được 100 triệu. Về phần xuất hiện tại thị trường cái kia mấy món thánh cấp đạo cụ, mỗi một kiện bán đi giá cả đều là 1 tỷ nhân dân tệ phía trên. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là thánh cấp phổ thông cấp bậc đạo cụ. Nhân cấp thần khí phẩm chất là thánh cấp cực phẩm, so thánh cấp phổ thông trọn vẹn cao 2 cái cấp độ, huống chi nhân cấp thần khí sở dĩ cùng thánh cấp cực phẩm đạo cụ tách ra, đó là bởi vì chỉ có thánh cấp cực phẩm đạo cụ khi lấy được nhân đạo khí vận rót vào, hoặc là đạt được văn minh lý lẽ ra chỉ tình huống dưới, mới có thể trở thành nhân đạo đỉnh phong nhân cấp thần khí. Nhân cấp thần khí chính là so thánh cấp cực phẩm càng hiếm hoi hơn chân quý đạo cụ. Khác đạo cụ là thánh cấp cấp phẩm, là bởi vì bọn chúng phẩm chất chỉ có thánh cấp cực phẩm. Mà nhân cấp thần khí phẩm chất là thánh cấp cực phẩm, là bởi vì nó vật liệu bản chất là thánh cấp cấp bậc, hạn chế cực hạn của nó chỉ có thể được bầu thành thánh cấp cực phẩm. Trả cho chúng ta ban phát giấy chứng nhận thành tích, cho là chúng ta rất hiếm có sao? Giang gia hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta tạm thời không có gia nhập Giang gia dự định, cũng không có bán nhân cấp thần khí dự định, hàng thành người bình thường còn đang chờ ta đi cứu, như vậy cáo tử. Lâm Lạc không muốn lại cùng hắn nhiều dây dưa, ngay sau đó liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Ngay tại hắn vừa bay ra không xa, hai đạo khí tức thâm trầm SSS cấp thế thân đồng thời xuất hiện trên không trung, ngăn ở trước người hắn. Các ngươi có ý tứ gì? Là không để cho ta đi? Lâm Lạc quay đầu, ngữ khí bất thiện hỏi. 112 chương 394 thỏa hiệp. Các ngươi tranh thủ thời gian thu hồi thế thân. Sao có thể đối với chúng ta như vậy Hoa Hạ anh hùng? Lập tức cho Lâm huynh xin lỗi. Giang Ngạn Thanh lúc này trong lòng mặc dù đang mắng Lâm Lạc cho thể diện mà không cần, nhưng lại vẫn như cũ mặt lạnh lấy, làm bộ hướng sau lưng hai vị hộ vệ quát lớn một câu. Hắn hôm nay có thể nói là muốn đem người tốt làm đến cùng. Có lỗi với Lâm đội trưởng, vừa rồi có nhiều mạo phạm, phía sau hắn hai vị hộ vệ cũng lập tức phối hợp diễn lên đùa giỡn đến, túi đầu xin lỗi đạo. Chỉ là bọn hắn thế thân vẫn không có thu hồi đi ý tứ. Hai tôn to như thiết tháp SSS cấp bậc thế thân, vẫn như cũ bất động thanh sắc ngăn ở Lâm Lạc trước người. Còn không thu hồi các ngươi thế thân, ta Giang Ngạn Thanh lời nói cũng không dùng được sao? Giang Ngạn Thanh làm bộ sắc mặt nổi nóng đạo. Mà hết thể này, bởi vì bàng bạch tồn tại. Lâm Lạc lòng dạ biết rõ bọn hắn là tại một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Có lỗi với Giang thiếu gia. Kỳ thật chúng ta lần này là quân lệnh tại thần, nhất định phải Lâm đội trưởng đem nhân cấp thần khí chuyển giao cho chúng ta, đây quan hệ đến quốc gia chúng ta lợi ích. Giang Ngạn Thanh phía sau một vị hộ vệ giải quyết việc trung đạo. Một vị khác hộ vệ lúc này cũng mở miệng nói, có nhân tài của đất nước có nhà, hiện tại Lâm đội trưởng cũng là nhân viên chính phủ, tin tưởng ngươi nhất định có thể lý giải. Lúc đầu quốc gia là cần ngươi trực tiếp nộp lên nhân cấp thần khí, dù sao ngươi sinh ở Hoa Hạ, là Hoa Hạ nuôi dưỡng ngươi, ngươi hết thảy kỳ thật đều thuộc về quốc gia. Nhưng là Giang thiếu gia biểu thị nguyện ý xuất ra 100 triệu bồi thường ngươi, thật sự là quá trạch tâm nhân hậu. Giang Ngạn Thanh lúc này cũng phối hợp, làm ra vụng trộm làm việc tốt bị vạch trần biểu tình ngượng ngùng, chất phác nói ta cũng là bội phục Lâm đội trưởng nhân cách, không muốn để cho Lâm đội trưởng ăn thiệt thòi thôi, các ngươi cũng không cần cố ý nói ra được, Lâm đội trưởng, ngươi người có thể đi, nhưng là còn xin đem nhân cấp thần khí giao cho chúng ta, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Hai vị hộ vệ trăm miệng một lời. Giang Ngạn Thanh thì là làm ra một bộ kẹp ở giữa dáng vẻ đắn đo, chỉ có thể khuyên nhủ Lâm Minh, bọn hắn đều là người quân đội, ta cũng ngăn không được a, nếu không như vậy đi, ta tư nhân lại thêm 50 triệu nhân dân tệ cho ngươi, hy vọng có thể đền bù tổn thất của ngươi. Ngoài ra chúng ta Giang gia cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, luôn mồm vì quốc gia, mẹ nhà hắn kết quả là cũng là vì Giang gia ích lợi của mình. Bọn hắn căn bản không có nhận được quân lệnh. Thật sự là tức chết Bạch gia ta. Lâm Lạc nhìn xem bọn hắn tinh diệu diễn kỹ, kém chút nhịn không được muốn cho bọn hắn vỗ tay. Ba người này, một người gia tộc quyền thế dòng chính, hai cái quân nhân. Nhưng là bàn về diễn kỹ, đơn giản so với cái kia Lưu Lượng tiểu sinh, cái gì hiệu à, phàm à, khôn à tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tốt. Nếu là vì ích lợi của quốc gia, vậy ta đã không còn gì để nói. Lâm Lạc trên mặt cũng làm bộ do dự một chút sau, mới cắn răng nói ra. Các ngươi ưa thích diễn kịch, ta liền cũng cùng các ngươi diễn một diễn. Hắn sau khi nói xong liền từ không gian thủy tinh ở trong lấy ra văn minh người tiền phong cờ xí đồ dọn cùng nhân cấp thần khí quay lại quyển, cùng một chỗ giao cho Giang Ngạn Thanh. Giang Ngạn Thanh ngay sau đó sắc mặt kích động nhận lấy, sau đó cũng sảng khoái đúng hẹn đem 150 triệu nhân dân tệ gọi cho Lâm Lạc. Giang thiếu, nếu như không có sự tình khác lời nói, ta liền đi trước. Lâm Lạc cố ý làm ra đau lòng biểu lộ đạo. Tốt. Giang Ngạn Thanh phất phất tay, hai tôn SSS cấp thế thân lập tức cho hắn nhường ra con đường. Lâm Lạc hoàn thành giao dịch sau, ngay sau đó không nói hai lời, bay thẳng rời trung ương thương vụ khu. Giang thiếu, lần này không có đem Hắc Hoàng Đế mời chào thành công, có thể sẽ gây nên trong lòng của hắn đối với chúng ta Giang gia oán hận. Giang Ngạn Thanh sau lưng một vị hộ vệ trầm giọng nói, không có việc gì. Hắn là hiện tại vừa trở về, không biết hắn phạm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giang Ngạn Thanh ánh mắt thâm thúy nói, như vậy đi, ngươi đi liên hệ trong gia tộc, để thủy quân tăng lớn trên mạng dư luận, mặt khác lập tức trong phái người của kỳ ủy đến thẩm tra hắn phạm vào sự tình, chờ hắn không chịu được nổi, chúng ta lại đứng ra thay hắn giải quyết hết phiền phức, vừa vặn đem hắn thu nhập Giang gia, chỉ là đến lúc đó liền sẽ không cho hắn khách khanh đãi ngộ. Ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn nổ đâu? Giang Ngạn Thanh nhìn xem Lâm Lạc rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng giống,
liền vội vàng bắt đầu lần nữa kiểm tra Lâm Lạc cho hắn đạo cụ. Hắn xem xét liền phát hiện hai kiện đạo cụ đúng là thật, chỉ là nói cô giới thiệu phía dưới cùng nhất, lại có một đầu cổ quái nhắc nhở, đạo cụ này bởi vì quá chân quý, chỉ có thể ở trước mặt giao dịch, không thể thông qua cửa sổ trò chơi tiến hành giao dịch. Giang Ngạn Thanh cùng hắn hai vị hộ vệ đều không có gặp qua nhân cấp thần khí, đương nhiên sẽ không hoài nghi một câu nói kia có vấn đề. Hắn ngay lập tức nói ta trước tiên đem tin vui này chuyển về trong gia tộc, sau đó chúng ta đêm nay liền lập tức trở về Thiên Kinh, ta muốn tự tay đem cái này hai kiện đạo cụ giao cho ca ca ta trong tay. 57 tốt. Diêu phóng viên, ngươi có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp. Vương Quốc Huy nhận được Giang Ngạn Thanh điện thoại sau, lập tức đối với Diêu Mộc Hy nói ra. Diêu Mộc Hy cũng không có nhiều nghe ngóng bí mật trong đó, chỉ là nhẹ gật đầu sau liền bắt đầu liên hệ chính mình thế thân kinh hồng cơ, để nàng đuổi theo Lâm Lạc, đồng thời chính nàng cũng cùng Vương Tiểu Trung vội vàng xuống lầu, chuẩn bị chuyển di quay chụp trận địa. Trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, đêm nay chiến đấu còn chưa kết thúc, hàng trong thành bạo động vừa mới bắt đầu. Lâm Lạc, nàng một bên xuống lầu một bên tiếp lên điện thoại. Ta phái một vị cao thủ tùy hành bảo hộ các ngươi, thuận tiện cũng sẽ nói cho các ngươi biết ta tiến lên phương hướng. Tốt. Diêu Mộc Hy trực tiếp đồng ý, sau đó lại quan tâm nói người quân đội tìm người không có việc lớn gì đi. Yên tâm, ta có thể xử lý tốt tốt tốt. Diêu Mộc Hy nghe được Lâm Lạc nhanh như vậy liền cúp điện thoại, giống như nhiều nói với nàng một câu đều muốn mệnh của hắn một dạng. Nàng lúc này thần sắc có chút không vui, thầm nghĩ trong lòng hừ, bản tiểu thư khó được quan tâm như vậy một người nam nhân, ngươi vậy mà đối với ta lãnh đạm như vậy. Các loại chuyện này sự tình sau khi kết thúc, không hung hăng làm thịt ngươi một trận ta cũng không tin Diêu. Ngay tại hai người thuận thông đạo an toàn đi vào lầu một thời điểm, một vị làn da ngăm đen nam tử thao lấy một ngụm không quá lưu loát tiếng phổ thông nói này, hai vị phóng viên, ta là Thiên Mệnh Tuân Diệu, sau đó do ta bảo vệ hai vị. 113 đi. Đi sân bay. Để Vương Quốc Huy trên đường cùng chúng ta tụ hợp. Giang Ngạn Thanh lúc này lòng chỉ muốn về, mang theo hai vị bắt đấu cao thủ, đứng tại hắn thế thân ma quỷ lĩnh chủ ngư trên lưng, nhanh chóng biến mất tại một mảnh hỗn độn trung ương thương vụ khu. Ba người bọn họ trên đường đi ngựa không ngừng vó chạy tới Tiêu Sơn cơ tràng, về phần trên đường đi gặp phải cự nhân tập kích người bình thường tình huống, bọn hắn trực tiếp làm như không thấy. Hiện tại đối với Giang Ngạn Thanh tới nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem hai kiện nhân cấp thần khí giao cho ca ca hắn. Có cái này hai kiện phóng nhãn toàn cầu đều độc nhất vô nhị nhân cấp thần khí, ca ca hắn Giang thần thông nhất định có thể đột phá SSS cấp cực hạn, đạt tới một cái kia không biết lĩnh vực chí cao. Đến lúc đó, Giang gia nhất định cũng có thể đi theo lại lên một tầng nữa, cứu mạng a. Mẹ ta bị cự nhân bắt lấy, có người hay không cứu lấy chúng ta? Một tòa lầu cư dân bên trong, một thiếu niên thê lương thanh âm đất lở bầu trời đêm. Một cái cao 3 mét phổ thông cự nhân chính chui vào nhà của hắn, một tay lấy mẹ của hắn gắt gao bắt lấy. Mà cả tòa lầu cư dân bên trong những người khác không chỉ có không dám cứu, thậm chí ngay cả phát ra thanh âm cũng không dám, sợ rước lấy cự nhân lực chú ý bọn hắn, thậm chí trong lòng âm u hy vọng cự nhân ăn no rồi về sau, liền sẽ không tới tìm hắn bọn họ. Từ đạo hữu, không chết bần đạo. Đây chính là nhân tính. Chương 395 cảm tạ phóng lên trời quà tặng. Một đầu này cao 3 mét cự nhân đem thiếu niên mẫu thân trực tiếp cắn đứt đầu lâu, sau đó mấy ngụm nhét vào trong miệng, tiếp lấy túi đầu xoay người đuổi theo thiếu niên từ lầu cư dân bên trong chạy ra. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, thiếu niên nước mắt nước mũi chảy mặt mũi tràn đầy đều là. Hắn kêu khóc lấy chạy hướng cư xá bên ngoài, hắn nhớ kỹ nơi đó còn trông coi mặc cơm lê màu đỏ chính phủ nhân viên công tác. Nhưng mà, khi hắn liều mạng chạy đến cổng khu cư xá thời điểm, lại phát hiện cổng khu cư xá đã bị phong kín, mà chính phủ nhân viên công tác không phải tung tích. Hô hô mặt thiếu niên sắc trắng bệnh, quay người tuyệt vọng nhìn về phía hướng hắn chạy tới cự nhân. Giang Ngạn Thanh lúc này vừa vặn từ đỉnh đầu hắn bay qua, nhưng là hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Người bình thường chết sống, ngay cả lãng phí hắn một giây tư cách đều không có. Nhưng là sau một khắc, hắn thế thân tựa hồ bỗng nhiên đã mất đi phi hành lực lượng, trực tiếp một đầu ngã chồng ngã xuống, tại rơi xuống trong quá trình càng là trực tiếp biến mất. Không tốt. Bảo hộ Giang thiếu gia. Hai vị khác bắt đầu quân nhân phát hiện không đúng, lập tức phát ra gầm thét, liền muốn triệu hồi ra thế thân, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền đồng thời biến sắc. Chỉ vì bọn hắn vậy mà đồng thời triệu hoán thất bại. Ngay tại ba người cái này ngạc nhiên sát na, bọn hắn đã từ trên bầu trời phảng phất bị bắn trúng chim nhạn, thẳng tắp ném tới trên mặt đất. Mà theo lẽ thường tới nói, bọn hắn đều đã thu được một bộ phận trong phó bản thuộc tính lực lượng, lúc này coi như từ cao 10 mét không ngã xuống, cũng không trở thành ngã thương. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Ba người vậy mà phảng phất người bình thường, trực tiếp té gãy chân, mà Giang Ngạn Thanh thảm hại hơn, hai cái chân đều té gãy. Lúc đầu ngay tại truy đuổi thiếu niên cự nhân, chợt thấy từ trên trời mà rơi tổ ba người, lập tức đứng tại chỗ ngẩn người. Tiếp lấy, một đầu này cự nhân con mắt lập tức liền phát sáng lên, bọn hắn đối với trong thân thể năng lượng phản ứng phi thường mẫn cảm, hắn một chút liền nhìn ra ba người này bất phàm. Bất quá, hắn cũng không phải đồ đần, cường đại như vậy nhân loại, không phải hắn cái này cao 3 mét phổ thông cự nhân có thể nuốt trôi. Giang Ngạn Thanh rơi trên mặt đất, lập tức hét thảm lên, hắn lúc này vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hai chân đau nhức kịch liệt. Mà đổi thành bên ngoài hai vị quân nhân mặc dù cũng thương không nhẹ, lại bởi vì ý chí cứng cỏi mà không có lên tiếng, chỉ là bọn hắn thấy rõ 4 mét bên ngoài cự nhân sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn hắn lần nữa nếm thử triệu hoán thế thân, lại phát hiện vẫn như cũ thất bại, mà lại không chỉ có như vậy, bọn hắn ngay cả tự thân từ trong phó bản lấy được lực lượng siêu phàm cũng đã biến mất, thậm chí ngay cả không gian thủy tinh đều không mở được. Ba Trạch chỉ là cự nhân chi quốc phi thường phổ thông một vị chiến sĩ, thiên phú của hắn chỉ có E cấp, thức tỉnh cự nhân chi lực cũng vô cùng yếu. Hắn đang cùng phụ mẫu tỷ tỷ cáo biệt đằng sau, đi theo đế quốc quân viễn chinh, mang theo lòng quyết muốn chết đi vào thế giới xa lạ này. Hắn lúc đầu cảm thấy mình sinh mệnh vinh quang nhất một khắc, chính là đang ăn rơi những cái kia vô lực phản kháng nhỏ yếu dị tộc nhân đằng sau, bị chạy tới còn lại dị tộc nhân giết chết tại mảnh này tha hương. Kết quả, không nghĩ tới cái này thượng thiên vậy mà đưa tới cho hắn ba vị cường đại dị tộc nhân. Mà lại,
nhìn người kia quỷ khóc sói gào dáng vẻ, tựa hồ những người này cũng không có mạnh như vậy, hắn tại ngắn ngủi do dự sau, bắt đầu chậm rãi tới gần. Cự nhân, lực lượng của ta vì cái gì không có? Giang Ngạn Thanh sắc mặt tái nhợt, một mặt là mất đi lực lượng siêu phàm ở bức, một bên là cự nhân tới gần. Giờ khắc này, hắn vậy mà nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm thấy bóng ma tử vong, Đồng Lôi, Hạ Thanh, các ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian bảo hộ ta ạ? Giang Ngạn Thanh thất kinh hô. Đồng Lôi cùng Hạ Thanh liếc mắt nhìn nhau, cắn răng một cái gian nan kéo lấy chân gậy đứng lên, sau đó canh giữ ở cự nhân trước đó. Ba Trạch tại ngắn ngủi trần chờ sau, lập công cùng ăn người song trọng dục vọng lập tức khống chế thân thể của hắn, hắn đang phát ra một tiếng giống giận trầm thấp sau, vọt thẳng tới. Đồng Lôi cùng Hạ Thanh đã mất đi lực lượng siêu phàm tăng thêm chân gãy sau, sức chiến đấu phi thường có hạn, rất nhanh liền bị bắt lại. Cảm tạ thượng thiên quà tặng, cảm tạ cự nhân chi tổ ban ân. Ba Trạch chỉ cảm thấy chính mình vận khí thật sự là quá tốt, liền tranh thủ không ngừng dãy rủa Đồng Lôi nhét vào trong miệng. Nhưng là, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút không đối, bởi vì hắn tựa hồ một hơi ăn hai người. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ba Trạch cũng không tính thông minh, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lại lập tức đem Hạ Thanh cũng nhét vào trong miệng của mình. Thấy cảnh này, Giang Ngạn Thanh sắc mặt triệt để đã mất đi huyết sắc. Hắn chỉ có thể gian nan dùng hai tay trên mặt đất bò sát lấy, muốn rời xa mảnh này địa phương như ác ngộng. Nhưng là, hắn tốc độ bò nào có cự nhân nhanh, rất nhanh liền bị Ba Trạch một tay bắt lấy chân gãy xách lên. Giang Ngạn Thanh nhìn xem cự nhân kinh khủng khuôn mặt tươi cười, cảm nhận được chân gãy truyền đến đau nhức kịch liệt, lập tức kêu thảm nói cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta? Ba Trạch đang chuẩn bị tiếp tục ăn, cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên không động được, tựa hồ quỷ áp sàng bình thường. Mà trong bụng của hắn tựa hồ còn vô cùng đói khát cùng trống rỗng, theo lý mà nói, hắn hết thể mới hơn 3 mét một điểm thân cao, ăn hai người về sau, bụng hẳn là ôm tăng mới đối. Chớ ăn ta à? Ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta đúng không? Giang Ngạn Thanh lúc này thoáng tỉnh táo một chút, ánh mắt của hắn vừa vặn liếc về trốn ở bên cạnh vị kia run lẩy bẩy thiếu niên. Hắn cái khó lo cái khôn nói người buông tha cho ta, ta chính là Thiên Kinh Giang nhà người, ta có thể cho ngươi cung cấp 100 người bình thường cho ngươi ăn. Không, ta có thể cung cấp 1000 người bình thường cho ngươi ăn. Chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Nhìn thấy bên kia thiếu niên sao? Hắn so với tuổi trẻ, thịt của hắn so ta non, ngươi ăn trước hắn, ngươi thả ta xuống, chúng ta điều kiện tốt nói, một trận báo hòa ngừng lại no bụng ngươi phần rõ à? Đúng lúc này, cư xá bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét lớn mật. Vậy mà làm tổn thương ta Giang thiếu gia. Ngươi dị tộc này chết cho ta. Vương Quốc Huy, mau tới cứu ta. Giang Ngạn Thanh vừa giống xong, liền bị bỗng nhiên có thể động Ba Trạch ăn một miếng xuống dưới. Không. Vương Quốc Huy muốn rách cả mí mắt, hắn vừa chạy tới muốn cùng Giang Ngạn Thanh tụ hợp, kết quả là thấy được cái này khiến hắn không dám tin một màn. Một đầu cao 3 mét phổ thông cự nhân, làm sao có thể giết SSS cấp thiên phú Giang Ngạn Thanh? Đồng Lôi cùng Hạ Thanh đâu? Bọn hắn không phải cùng Giang thiếu gia ở một chỗ sao? Có hai vị bắt đấu siêu phàm bộ đội tinh anh bảo hộ, làm sao lại chết ở loại địa phương này? Từng cái vấn đề từ trong đầu hắn dâng lên. Hắn cuối cùng hít sâu một hơi, mệnh lệnh chính mình SSS cấp thế thân hoàng gia võ sĩ trực tiếp động thủ giết một cái kia cự nhân. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, có lẽ còn có thể cứu Giang Ngạn Thanh. Ngay tại một thân kim giáp hoàng gia võ sĩ chém xuống một kiếm Ba Trạch đầu sau, Vương Quốc Huy cũng rốt cục chạy tới, hắn vội vàng liền muốn đi cắt ra cự nhân bụng. Nhưng là sau một khắc, một trận kịch liệt bạo tạc đột nhiên từ chết đi cự nhân thân thể nội bạo phát. Hoàng gia võ sĩ tay mắt lênh lẹ, dùng trong tay hộ thuẫn đỡ được dư âm nổ mạnh. Đợi đến bạo tạc kết thúc, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống tàn chi thì nát, trong đó Giang Ngạn Thanh nửa cái đầu chính chậm rãi lăn đến Vương Quốc Huy dưới chân. Chết không nhắm mắt. Hắn đến chết cũng không tin chính mình đường đường một vị SSS cấp siêu phàm giác tỉnh giả. Làm sao lại chết tại cái này trong xó xỉnh, sẽ chết tại một vị như vậy phổ thông nhỏ yếu 3 mét cự nhân trong tay. 111 chương 396 huyết kiếm lời cùng sông thần thông hiền uy. Không. Vương Quốc Huy sắc mặt tái xanh, phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng gào đau thương. Mà đứng tại phía sau hắn, núp ở trong góc thiếu niên, lại trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Chí ít, hắn còn sống. Mà giết mâu thân hắn hung thủ, cũng đã chết. 55. Ngay tại phen này động tác mau lẹ 20 giây trước đó. Lâm Lạc trên thân điệp ra tứ trọng tâm linh chi quang, lặng yên không tiếng động đi theo Giang Ngạn Thanh đám người sau lưng. Có lẽ tại vượt qua tâm ma kiếp trước đó, hắn sẽ còn do dự cùng lo lắng, nhưng là hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết. Hắn lúc này trên thân điệp ra tứ trọng tâm linh chi quang, phân biệt là siêu dung hợp, như nguyện, hy vọng, ẩn giả. Đợi đến Giang Ngạn Thanh cùng một đầu cự nhân gặp thoáng qua lúc, cái này một cái thiên chi tiêu tử, một cái cự nhân chi quốc chiến sĩ thông thường, hai cái vốn nên không có chút nào gặp nhau người. Giữa bọn họ với nhau bánh răng vận mệnh, bị Lâm Lạc chuyển động. Ta nói, siêu phàm chi lực lập tức biến mất, chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, nhìn xem phía trước hưng phấn Giang Ngạn Thanh, ở trong lòng thầm nghĩ. SSS cấp tâm linh chi quang, như nguyện cùng tâm linh chi quang, hy vọng, đồng thời phát động. Hai loại vượt qua nhị chuyển cấp độ lực lượng tổ hợp lại với nhau, trong nháy mắt đối với Giang Ngạn Thanh ba người tạo thành hàng duy đả kích. Bọn hắn mặc dù ba người đều là SSS cấp siêu phàm giác tỉnh giả, nhưng là tại Lâm Lạc một câu bên dưới, liền trực tiếp bị đánh rơi phàm trần. Tiếp lấy các loại Ba Trạch một ngụm đem đến từ bắt đấu siêu phàm bộ đội Đồng Lôi ăn hết lúc, ở vào trạng thái ẩn thân Lâm Lạc cũng trực tiếp đi vào theo. Mà Lâm Lộ nhìn thấy Đồng Lôi bị ăn tiến Ba Trạch trong mồm, hắn lập tức sử dụng S cấp không gian thiên phú xuân nhật chi cốc, đem hắn làm choáng đằng sau ném vào trong đó. Lúc này mới có Ba Trạch rõ ràng ăn hai người, lại cảm giác cái gì cũng chưa ăn cảm giác cổ quái. Đồng Lôi cùng Hạ Thanh hai người, hắn chuẩn bị thử trước một chút có thể hay không thu phục, giết làm thành SSS cấp thiên phú Vương Chi Ngọc có chút đáng tiếc. Mà sau đó Ba Trạch bắt lấy Giang Ngạn Thanh không có lập tức ăn hết, cũng là bởi vì Lâm Lạc tại trong bụng hắn âm thầm thao túng hết thảy, cũng không phải là Ba Trạch đang do dự suy nghĩ. Hết thảy chờ đến Vương Quốc Huy đến, chính mắt thấy Giang Ngạn Thanh cái chết, Lâm Lạc đem cự nhân dẫn bạo, sự tình liền thành một cái chết không đối chứng bế hoàn.
Mặc dù trong đó cũng có một chút chi tiết vấn đề, bất quá đều không ảnh hưởng toàn cục. Ta nói, nơi đây còn sót lại tất cả tin tức đều sẽ được vĩnh viễn xóa đi, không người có thể gặp, không người có thể biết. Ở vào trạng thái ẩn thân lâm lạc, lợi dụng tâm linh chi quang lực lượng xóa đi tất cả còn sót lại vết tích, mới hài lòng rời đi. Về phần hắn cuối cùng làm một bước này, thì là vì phòng ngừa có chút đặc thù thế thân, có thể thăm dò nơi này tin tức, tiến tới truy tung đến hắn, gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao hiện tại hay là hòa bình niên đại, giết Giang gia con trai trưởng, tuyệt đối sẽ gây nên Hoa Hạ cao tầng chấn động, mà lực lượng của hắn còn chưa đủ mà đối kháng toàn bộ cơ quan quốc gia. Chuyến này, không chỉ có chơi miễn phí 150 triệu, còn có hai cái SSS cấp bậc miễn phí sức lao động cùng một cái SSS cấp thiên phú, đơn giản kiếm lợi máu. Giang Ngạn Thanh thật sự là hắn đưa tài đồng tử. Lâm Lạc phát hiện chính mình từ khi vượt qua tâm ma kiếp đằng sau, vận khí đơn giản tốt bay lên. Thật sự là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ga đáng thương Giang Ngạn Thanh thậm chí đến chết cũng không biết. Lâm Lạc cho hắn hai kiện nhân cấp thần khí đều là tâm linh chi quang, như nguyện chế tác được, hào nhoáng bên ngoài đồ vật. Không có khả năng giao dịch chính là vì phòng ngừa bị tại chỗ chọc thủng. Theo Lâm Lạc rời đi, hắn bên tai cũng vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc. Người SSS cấp thiên phú lược đoạt phát động, xin mời tại mục tiêu điểm thuộc tính, thiên phú hiệu quả, kỹ năng hiệu quả, linh hồn chi lực bốn loại bên trong, lựa chọn một loại tiến hành lược đoạt. SSS cấp thiên phú lược đoạt phát động, thành công đem mục tiêu thiên phú chế tác là Vương Chi Ngọc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được SSS cấp thiên phú, Hải Chi gào thét. Đây cũng là Lâm Lạc kế thần khế chi tử đằng sau, lấy được mai thứ 2 SSS cấp Vương Chi Ngọc. 110 giang thiếu đem, 1 phút đồng hồ thời gian lập tức liền muốn tới, còn xin lập tức rời đi khu vực kia, đám máy bay chiến đấu đem đối với ngươi coi trước vị trí tiến hành địa thảm thức quanh tạc. Giang Thần Thông nghe được trong thai nghe truyền đến thanh âm, lập tức thiết sắc tái nhợt. Hiện tại trong phát sóng trực tiếp dòng giá 40 triệu người đang nhìn hắn, mà lại hắn vừa mới bắt đầu sử dụng tam chuyển tâm linh chi quang, vô hạn lực lượng, liền muốn hắn xám xịt đảo tẩu. Làm sao có thể? Lại cho ta cuối cùng 30 giây, ta nhất định có thể giết những cự nhân này. Giang Thần Thông sau khi nói xong, trực tiếp đem thai nghe hai xuống, từ không trung ném ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi đánh lén hắn ngạc chi cự nhân biến mất địa phương, cuối cùng vẫn là quyết định nắm chặt thời gian trước hết giết một cái siêu đại hình cự nhân. 30 giây thời gian là hắn cho mình ranh giới cuối cùng, nếu như tiếp tục mang xuống, coi như siêu đại hình cự nhân đi chậm nữa, cũng muốn đột phá đến đạo thứ nhất giây cảnh giới bên ngoài đi, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn, liền xem như hắn đều rất khó gánh chịu. Nhị chuyển kỹ năng quán xuyên thương khung LV40, mượn tương lai chi lực, cưỡng ép tăng lên đến quán xuyên thương khung LV100. Giang Thần Thông thân mang kim giáp, thần uy lâm liệt, cầm đến từ tương lai thánh cấp thần binh lợi khí, thi triển ra xa xa siêu việt hắn hiện tại kỹ năng đẳng cấp lực lượng. Trong tay hắn cực hàn phá ma thương trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng lưu quang màu lam, vậy mà trực tiếp một kích xuyên thủng siêu đại hình cự nhân cổ, đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Xuyên thấu qua lỗ máu cự đại, có thể rõ ràng trông thấy một đầu khắc rách nát cảnh tượng. Thành công. Ta kỹ năng này mặc dù lực phá hoại không bằng trước đó kỹ năng liệt thạch xuyên vân, nhưng là lực xuyên thấu lại mạnh không biết bao nhiêu lần, tăng thêm ta hiện tại tam chuyển lực lượng, một kích miểu sát bản thể của ngươi, ngươi không phải năng lực khôi phục rất mạnh sao? Ta nhìn ngươi bây giờ như thế nào phục sinh? Giang Thần Thông nhìn xem đống máu cửa hang, khinh thường cười lạnh một tiếng, bất quá bây giờ mỗi giây tiêu hao thực sự khủng bố, mà lại khoảng cách ước định 30 giây thời gian còn thừa không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây. Lúc này trong phát sóng trực tiếp trọn vẹn 70 triệu Hoa Hạ người xem, thấy cảnh này lập tức kích động lên. Chắc không được quân đội muốn phái ra Giang thiếu gia, sức chiến đấu này đơn giản vô địch. Một thương này xuống dưới, siêu đại hình cự nhân đều trực tiếp trên thân một cái lỗ máu, ta hoài nghi coi như Khải Chi cự nhân tới, cũng là bị miểu sát. Ta nguyên lai Giang thiếu gia một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn hiện tại lấy ra át chủ bài, quả nhiên chiến lược khủng bố. Ta liền nói Hoa Hạ thủ hộ thần làm sao có thể yếu như vậy, các ngươi nói Giang Thần Thông cùng Hắc Hoàng đế ai lợi hại a? Một cái miểu sát lớn như vậy cự nhân, một cái đơn giết nhiều cái cự nhân, ta cảm thấy hay là Giang Thần Thông lợi hại hơn, dù sao một cái ở trên trời kinh chiến trường, một cái chỉ là tại hàng thành chiến trường. Hắc Hoàng đế nếu như so Giang Thần Thông lợi hại, khẳng định bị quốc gia điều đi thiên kinh, mà lại, các ngươi nhìn, hai người một cái là Hoa Hạ thủ hộ thần, một cái chỉ là một cái bình thường thành thị chấp pháp đội trưởng. Trên lệch kỳ thật phi thường lớn, không tin ngươi nhìn Hắc Hoàng đế giết cự nhân đều như thế thấp bé, mới 5 tầng lầu cao, khẳng định rất yếu. Ta Giang thiếu gia thế nhưng là trực tiếp miểu sát cao lớn như vậy cự nhân, đều có tầng 30 lầu cao đi. Giang Thần Thông lúc này chính xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi giết một đầu khác siêu đại hình cự nhân. Tại phát sóng trực tiếp mấy chục triệu người thị giác bên trong, phía sau hắn cự nhân kia chỗ cổ lỗ máu bên trong, đột nhiên sinh ra vô số mầm thịt, sau đó nhanh chóng chuyển tiếp cùng một chỗ. Tiếp lấy đại lượng màu trắng nhiệt độ cao hơi nước bỗng nhiên bừng lên, che đậy tầm mắt mọi người. Chương 397 áo lam người thần bí. Ân. Giang Thần Thông vừa bay ra một khoảng cách, bỗng nhiên lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại lượng nhiệt độ cao hơi nước chính hướng hắn đập vào mặt. Hắn lúc này cũng phát hiện một kiện để hắn khó mà tin được sự tình. Đó chính là không có thu đến giết chóc điểm tích lũy ra tăng tiếng nhắc nhở, cái này đại biểu một đầu này siêu đại hình cự nhân vậy mà không có chết. Không có khả năng a, nước ngoài tư liệu biểu hiện siêu đại hình cự nhân nhược điểm cũng ở phía sau chỗ cổ a. Giang Thần Thông vốn cho là mình thi triển ra siêu việt nhị chuyển lực lượng, nhất định có thể lập tức thay đổi chiến cuộc, kết quả không nghĩ tới cái này đều đem đối phương giấu ở chỗ cổ bản thể trực tiếp hủy diệt, lại còn giết không chết đối phương. Hắn cũng không biết, đổi một cái còn lại siêu đại hình cự nhân, bị hắn một kích này xác thực khẳng định chết cũng không thể chết lại. Nhưng là cái này một chút siêu đại hình cự nhân bị vương tộc xóa đi lý trí, đã biến thành duy nhất một lần công cụ chiến tranh, sẽ chỉ nghe theo vương tộc mệnh lệnh, hủy diệt hết thảy. Những này siêu đại hình cự nhân đã không có nhược điểm, bởi vì bọn họ bản thể đã triệt để bị cự nhân thân thể hòa tan, rốt cuộc biến không trở về. Chẳng đánh giết bọn hắn, chỉ có triệt để hủy diệt bọn hắn 100 mét cao bao nhiêu thân thể khổng lồ mới được.
Ngay tại Giang Thần Thông ngạc nhiên trong chớp nhoáng này, một đạo kinh khủng tiếng xé gió bỗng nhiên từ sau lưng của hắn vang lên. Hắn phản xạ có điều kiện chấn động cánh, tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Nhưng là ngay tại hắn thấy rõ ràng đột kích cự nhân màu bạc thời điểm, một cái cự đại bóng ma từ sau lưng của hắn nhảy lên một cái, há miệng to như chậu máu, một chút đem hắn cắn vào trong mồm. Hắn vậy mà tại một sát na này, bị xa lạ chiến chủ y cự nhân cùng lần thứ nhất đánh lén hắn ngạc chi cự nhân giáp công, lại có ngu xuẩn siêu phàm giác tỉnh giả tới đưa, thật sự là buồn cười đến từ vương tộc bảo la biến thân thành ngạc chi cự nhân, đem Giang Thần Thông một ngụm nuốt vào sau, đứng tại siêu đại hình cự nhân trên bờ vai cặc cặc cười quái dị. Hắn mặc dù đồng dạng là ngạc chi cự nhân, nhưng là hình thể rõ ràng so mễ lạc sau khi biến thân dáng vẻ cao lớn rất nhiều. Tiện nghi ngươi một thân màu bạc bóng loáng áo giáp bao khỏa chiến chủ y cự nhân, một tay cầm một cây trường tiên màu bạc, tay kia thì vịn siêu đại hình cự nhân đầu, nửa quỳ tại đối phương vai rộng trên vai. Một cái kia đồ chơi muốn giết chết sao? Ngạc chi cự nhân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bay ở không trung cuồng phong yêu, trầm thấp đặt câu hỏi. Không cần, nó quá yếu, đối với chúng ta kế hoạch không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đuổi đi là được. Chiến chủ y cự nhân chiến đứng dậy đến, phát ra khàn giọng nữ. Lúc này trong phát sóng trực tiếp quan sát nhân số đã tại phía quan phương nâng lên bên dưới từ 40 triệu, lần nữa nhảy lên đạt đến hơn 100 triệu người quan sát. Trực tiếp phá run âm thành lập từng ấy năm tới nay như vậy, một cái phát sóng trực tiếp quan sát nhân số lịch sử ghi chép. Chỉ là lúc này trong phát sóng trực tiếp Giang Thần Thông bị cự nhân một ngụm nuốt vào, cùng phát sóng trực tiếp này tiêu đề hoa hạ thủ hộ thần Giang Thần Thông pháp lực vô biên, đơn thương độc mã lấy địch tướng thủ cấp, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tương thị người chủ trì Dương Phàm trong lòng, lúc này thật sự là đem Giang Thần Thông, hiện trường đập phát sóng trực tiếp người tổ tông 18 đời toàn bộ đều mang một lần. Đến cùng được hay không a? Đại ca, hắn thả rằng đi cho người ta Hắc Hoàng Đế phát sóng trực tiếp làm chủ cầm, cũng không muốn ở chỗ này hơn 100 triệu người trong phát sóng trực tiếp. Đơn giản mất mặt ném về tận nhà a, cái này khiến hắn giải thích thế nào? Vừa rồi hắn còn có thể giúp Giang Thần Thông biện một chút, tẩy một chút, nhưng là hiện tại Giang Thần Thông người đều không có, còn giải thích cái khôn chút đấy. Điều kỳ quái nhất chính là, phát sóng trực tiếp vì cái gì còn không đóng lại? Hiện trường phát sóng trực tiếp người kia cùng Giang Thần Thông có thù sao? Bất quá trong phát sóng trực tiếp người, đều là tính tình nóng nảy, không chỉ có sẽ không cho Giang Thần Thông mặt mũi, càng không có bao nhiêu người sẽ lo lắng vị này hoa hạ thủ hộ thần an nguy. Ta làm người đại gia, không biết phát sóng trực tiếp này sẽ có người ngoại quốc nhìn sao? Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, lại đồ ăn lại mê. Ta vừa rồi cố ý tra xét toàn cầu giết chóc bảng xếp hạng điểm tích lũy, Giang Thần Thông xếp hạng căn bản không động tới, cái này nói rõ hắn không chỉ có không giết chết cự nhân, ngược lại chính mình bại, những cái kia Giang gia hiếu từ đâu? Tiếp tục đi ra cùng ta đối tuyến a. Còn cùng ta kéo Hắc Hoàng Đế không bằng Giang Thần Thông đâu, lật xe đi. Giang Thần Thông ngay cả ngạc chi cự nhân đều đánh không lại. Mà lại ta nhìn những cự nhân này mặc dù cao lớn, nhưng là căn bản không phản kháng, ta bên trên ta cũng được không? Chết cười ra. Đây chính là các ngươi hoa hạ thủ hộ thần, còn không bằng ta Phao Thái Quốc siêu phàm giác tỉnh giả đâu. Quá kéo. Íp địa chỉ, Phao Thái Quốc. Dương Phàm lúc này mồ hôi lạnh ứa ra cưỡng ép giải thích nói các vị người nhà, Giang thiếu đem lần này là bị ba vị cự nhân giáp công, Hắc Hoàng Đế thì mỗi một lần đều đối mặt chính là đơn độc cự nhân. Xin đừng nên tại trong phát sóng trực tiếp kéo dẫm. Ta tin tưởng Giang thiếu đem nhất định sẽ không chết. Ngay tại trong phát sóng trực tiếp người xem trở mặt thời điểm, phát sóng trực tiếp bên trong ngạc chi cự nhân mới từ cự nhân trên bờ vai nhảy lên một cái, muốn đuổi đi cuồng phong quái, bụng dưới của hắn đột nhiên đâm ra một cây trường thương màu xanh lam. Tiếp lấy một cái thanh âm nổi giận, nương theo lấy từng tiếng càng tiếng long âm, từ cự nhân trong bụng vang lên thánh cấp cực hạn phá ma thương tự mang kỹ năng băng phong long âm cực hạn cường hóa 35, cái gì? Cái này cũng chưa chết. Bảo La cảm nhận được cự nhân thân thể tổn thương, cùng lan tràn đi ra hàn khí, lập tức quyết định giải trừ biến thân, từ cự nhân thân thể bên trong đi ra ngoài. A a a a a. Không thể tha thứ. Hôm nay các người đều phải chết. Giang Thần Thông có chút chật vật từ ngạc chi cự nhân trong bụng giết ra đến sau, phát hiện Bảo La đã từ ngạc chi cự nhân chỗ cổ tách ra, lập tức hai mắt đỏ bừng giết tới. Mà lúc này khoảng cách trước định cuối cùng 30 giây thời gian. Còn thừa lại 8 giây. Ha ha, muốn giết ta? Sớm đâu. Bảo La thoát ly cự nhân thân thể sau từ không trung hướng xuống tự do rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn từ không trung đuổi giết hắn mà đến Giang Thần Thông, không khỏi cười lạnh một tiếng tổ hợp biến thân, hai lần biến thân ngạc chi cự nhân, dã thú cự nhân. Giang Thần Thông vừa tới gần đối phương, một đạo chướng mắt lôi quang trực tiếp từ trên người đối phương nổ tung, không tốt. Còn có thể biến thân, hắn lập tức từ không gian thủy tinh bên trong móc ra một kiện, duy nhất một lần kim cương cấp đạo cụ phòng ngự lam sát thủy bà cháo. Một cái to lớn lợi chảo đúng lúc này trực tiếp từ lôi quang bên trong rối ra, một chút đem cái này làm sắc cầu hình vòng bảo hộ bóp nát, hung hăng chụp vào dấu ở trong đó Giang Thần Thông. Giang Thần Thông vừa dùng trong tay binh khí ngăn lại một chảo này, một cây màu bạc mũi tên khổng lồ liền trong nháy mắt đi tới sau lưng của hắn, mà hắn đã tới không kịp trốn tránh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cao tốc phi hành ngân mũi tên khổng lồ vậy mà ngắn ngủi đỉnh trệ tại không trung. Giang Thần Thông vội vàng nhanh chóng né tránh, hắn chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia toàn thân bóng loáng ngân giáp chiến chủ y cự nhân, chính dương cung cải tên tiếp tục hướng phía hắn bên này nhắm chuẩn. Ngươi là Giang Thần Thông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái hơi kinh ngạc giọng nam bỗng nhiên trên không trung vang lên. Giang Thần Thông thuận phương hướng của thanh âm hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một cái xa lạ mặc pháp bào màu xanh lam thanh niên anh tuấn đang xuất hiện tại hắn cách đó không xa, một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Hai đối hai sao? Có ý tứ. Jenny, cái này mang theo cánh tiểu tử giao cho ta, ta muốn để hắn biết làm đau ta hậu quả. Cái kia người áo lam liền làm phiền ngươi. Lúc này Bảo La đã biến thân làm một cái to lớn mọc ra đầu người mãnh cầm, chính chấn động cánh lơ lửng giữa không trung. Chiến chủ y cự nhân không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đem cung tiễn phương hướng nhắm ngay mới xuất hiện thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đã vang lên đám máy bay chiến đấu tới gần âm khiếu.
Hắn lập tức đánh gãy còn muốn nói điều gì Giang Thần Thông, ngữ khí hấp tấp nói có chuyện sau đó lại nói, hiện tại lập tức đi ngay. Còn muốn chạy? Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Bảo La chấn động cánh cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chảo hướng phía Giang Thần Thông chụp tới. Mà chiến chủ ý cự nhân cũng trực tiếp lần nữa bắn ra một tiễn. 114 vì mọi người nhìn dễ chịu, mỗi ngày lao dư đều là 4500 chữ trở lên đổi mới số lượng, các vị nghĩa phụ, có dành cho cái ngũ tinh khen ngợi hoặc là yêu phát điện đi. Chương 398 ngươi có phải hay không cùng ta có thủ? Đi. Không nên phản kháng, thanh niên áo lam trực tiếp thân ảnh lóe lên, đi vào Giang Thần Thông bên người, đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên áo lam này chính là vừa giải quyết vương tộc cổ chủ Tạ Dư Thái Kiếp. Hắn vốn cho rằng đám máy bay chiến đấu oanh tạc sẽ như lúc đầu trong lịch sử bình thường đúng hạn mà tới, kết quả phát hiện đợi lâu 30 giây đều không có bắt đầu. Hắn nắm giữ một bộ phận lực lượng thời gian, cho nên đối với thời gian phi thường mẫn cảm, chuyện trọng yếu như vậy hắn càng sẽ không nhớ lầm. Dư Thái Kiếp cuối cùng chỉ có thể tiến về siêu đại hình cự nhân bảy bên trong, xem xét xảy ra chuyện gì, kết quả là gặp bị vây đánh Giang Thần Thông. Ngay tại hai người biến mất đằng sau, trung ương phát thanh đài truyền hình trong phát sóng trực tiếp quan sát nhân số đã đạt đến kinh người 170 triệu người. Liền cái này, cứ như vậy chạy, được hay không a, ta dựa vào, còn không bằng trực tiếp dùng đạn đạo đâu, ta quần đều thoát, liền cho chúng ta nhìn cái đồ chơi này. Đánh nửa ngày, xem xét chiến tích là không, lãng phí chúng ta thời gian, nếu không phải Hắc Hoàng Đế phát sóng trực tiếp đóng, ai đến xem cái này hố cha đồ chơi. Còn ngàn quân bên trong lấy địch thủ cấp đâu, ngàn quân bên trong mất mặt xấu hổ đi. Bị cự nhân giễu cợt, kết quả là chạy như vậy. Cái kia cứu Giang Thần Thông chính là ai vậy? Ta cảm giác so Giang Thần Thông đẹp trai nhiều a. Sau một khắc, trong phát sóng trực tiếp liền vang lên đạn đạo âm thanh gào thét, tiếp lấy đầy màn hình đều bị kịch liệt ánh lửa che mất. 3 giây sau, theo cùng Phong Yêu Tử vòng cùng Giang Thần Thông điện thoại bị nổ tung dư ba phá hủy, phát sóng trực tiếp bình phong đen. Dương Phạm lập tức hiện ra ở trung ương đài truyền hình nhiều năm chủ trì kinh nghiệm, lập tức cứu chàng nói chư vị, Giang thiếu tương mặc dù cũng không có đánh giết cự nhân, nhưng lại cho chúng ta chiến sĩ cung cấp quý giá cùng cự nhân đơn binh tác chiến kinh nghiệm. Mặt khác, đó cũng không phải nói Giang thiếu tương không đủ mạnh, mà là địch nhân thực sự quá bất hợp lý. Hắn nhìn xem đầy màn hình tiếng mắng, chỉ có thể tiếp tục mặt dày nói Hắc Hoàng Đế không phải cũng chưa từng giết loại này siêu đại hình cự nhân thôi, mọi người muốn lý tính một chút, không cần kéo dẫm. Nhưng mà trong phát sóng trực tiếp khán giả cũng không mua chướng, chỉ là hư thanh một mảnh. Nhưng là Hắc Hoàng Đế thế nhưng là miểu sát chiến chủ ý cự nhân cùng ngạc chi cự nhân a, Giang Thần Thông đâu? Không chỉ có không giết chết cái này đặc biệt lớn hình cự nhân, ngược lại bị ngạc chi cự nhân ăn một miếng bên dưới, kém chút bị chiến chủ ý cự nhân đánh lén trúng mục tiêu, nếu không phải người thần bí kia xuất hiện, hắn khả năng đều lạnh, xin hỏi trung ương điện thị đài phát sóng trực tiếp thả cái ý này nghĩa ở nơi nào? Nói cho toàn cầu chúng ta hoa hạ thủ hộ thần, dựa vào bị đánh đổi lấy tình báo còn có cùng cự nhân kinh nghiệm chiến đấu phù ca. Suối quẩy đồ chơi, lấy đóng. Ta coi là có thể nhìn thấy phía quan phương giết lung tung cự nhân, kết quả là bị hành hung. Ngay tại Dương Phàm đau đầu chuẩn bị đóng lại phát sóng trực tiếp lúc, một cái để trong phát sóng trực tiếp tất cả mọi người kích động tin tức xuất hiện. Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp một lần nữa mở ra, mà phát sóng trực tiếp nội dung vẫn như cũng là Hắc Hoàng Đế miểu sát cự nhân. Đi đi đi, mau chóng rời đi phát sóng trực tiếp này. Đợi tiếp nữa, ta cảm giác đều phải xui xẻo, nhanh, chuyển sang nơi khác tiếp tục xem. Hắc Hoàng Đế thế nhưng là từ khi xuất đạo đến nay liền chưa bại một lần đó a. Cái này Giang Thần Thông hậu sinh này tử, hay là quá non. Ha ha. Các huynh đệ đi nhanh lên. Hay là Hắc Hoàng Đế ngu bức, trung ương điện thị đài ánh mắt còn không bằng đài địa phương nổi tiếng internet phóng viên Diêu Mục Hy đâu, chọn là cái gì khôn đi đồ chơi a. Dương Phàm phát hiện chính mình còn không có đóng bế phát sóng trực tiếp, trong phát sóng trực tiếp thật vất vả góp nhặt tiếp cận 200 triệu người xem, tại 2 giây bên trong chạy chỉ còn lại có hơn 1 triệu người. Mà cái này khổng lồ dòng người số lượng, trong nháy mắt đều tiến vào Diêu Mục Hy phát sóng trực tiếp. Cái này đầy trời phú quý, để Diêu Mục Hy đều cho là mình bị hoa mắt. Nàng chăm chú đến phát sóng trực tiếp quan sát nhân số, mới phát hiện nàng không phải đang nằm mơ, thật là 9 chữ số quan sát nhân số. Phát sóng trực tiếp mở ra không đến 10 giây, quan sát nhân số đã đạt đến 150 triệu. Hắc Hoàng Đế thậm chí còn không có bắt đầu giết cự nhân, trong phát sóng trực tiếp khen thưởng mức liền vượt qua 2 triệu. Fan hâm mộ của nàng số lượng thậm chí một giây thời gian bên trong, liền từ 5 triệu đột phá đến 10 triệu. Hơn nữa còn tại ngựa không ngừng vó điên cuồng lên cao, 120 chắc. Giang Thần Thông lúc này rời đi trong chiến trường, lập tức giải trừ tâm linh chi quang, vô hạn trạng thái. Hắn hung hăng một quyền đánh vào một tòa tàn phá lầu cư dân trên tường. Khi hắn biết được chính mình xấu mặt hình ảnh đều bị phát sóng trực tiếp cho toàn bộ hoa hạ nhìn, thậm chí toàn cầu nhìn lên, hắn cơ hồ đều muốn điên lên rồi. Tiền Bách Minh con mẹ nó ngươi có phải hay không náo tàn? Ta để cho ngươi phát sóng trực tiếp là phát sóng trực tiếp ta anh tuấn một màn, ta bị đánh lén ngươi cũng phát sóng trực tiếp. Ngươi có phải hay không cùng ta có thù a? Giang Thần Thông hướng Dư Thái Kiếp mượn điện thoại, sau đó bấm Tiền Bách Minh. Các loại kết nối sau, hắn lập tức hai mắt đỏ bừng nổi giận mắng. Giang thiếu, hiểu lầm a, ta thế thân cuồng phong yêu thoát ly ta sau, liền không thể chấp hành phức tạp mệnh lệnh, ta cũng muốn để hắn ngừng a. Bị mắng một trận Tiền Bách Minh người đều choáng váng, quả thực là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hắn thế thân cuồng phong yêu trí thông minh không cao, cho nên liên hệ cuồng phong yêu là có trì hoãn. Hắn phát hiện Giang Thần Thông xấu mặt sau, kỳ thật đã chuẩn bị liên hệ chính mình thế thân. Nhưng là ai biết Giang Thần Thông lập tức lại mạnh mẽ lên, kết quả hắn vừa từ bỏ liên hệ cuồng phong yêu, Giang Thần Thông lại bị đánh. Hắn vội vàng lại muốn liên hệ chính mình thế thân, kết quả Giang Thần Thông lại mạnh mẽ lên. Hắn từ bỏ liên hệ, Giang Thần Thông liền lập tức lại bị đánh. Đây không phải chơi hắn sao? Thật sự là gần vua như gần của a. Làm thế nào cái camera đều khó như vậy a? Tiền Bách Minh người đều tê, trong lòng của hắn thầm mắng, ngươi tốt nhất đập video hậu kỳ biên tập không được sao? Nhất định phải học người khác làm phát sóng trực tiếp, kết quả bị đánh đều xấu lại tới trách hắn.
Hắn nhưng là hảo tâm khuyên qua Giang Thần Thông, cuối cùng này đeo xấu, liên quan đến hắn cái giám ấy a. Hắn thế thân cùng Phong Yêu không phải cũng chôn cùng sao? Ai hiểu a, đầu Tôn Nam. Hắn chịu mắng một chập để điện thoại di động xuống sau, sắc mặt vô cùng khó coi, chung quanh mấy vị đồng đội lúc này trên mặt đều lộ ra đồng tình thân sắc. Tiền Bách Minh nhìn phía xa bị đạn đạo nổ ánh lửa ngút trời chiến trường, trong lòng giận dữ nói ta lần này đắc tội Giang Thần Thông, chỉ sợ không gần như chỉ ở Bắc Đấu bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, Hoa Hạ cảnh nội chỉ sợ đều dung không được ta ạ. Nếu không thừa dịp tối nay cả nước hỗn loạn sách thùng chạy chỗ tốt. Chương 399 Giang gia chấn động. Hắn cũng là người quả quyết, lập tức mở miệng cùng bên người đồng đội nói ra huynh đệ, ta xuống dưới đi nhà vệ sinh, rất nhanh liền trở về. Tiền Bách Minh sau khi nói xong lập tức cũng không quay đầu lại liền đi, trong lòng của hắn âm thầm tính toán nói ta đi trước nước ngoài tránh một hồi đi, mấy cái phát đạt quốc gia đều không thích hợp đi, nếu không trước hết đi miễn điện tốt, nơi đó quân phiệt săn sát, không nhận phía quan phương khống chế, bằng thực lực của ta hướng trên núi vừa chui, ai cũng tìm không thấy ta, còn có thể soát nơi đó bí cảnh phát triển thực lực, mà lại ở nơi đó ta nói không chừng ngược lại có thể kiếm ra một chút trò, dù sao ta cũng là SSS cấp giác tỉnh giả các loại đợt này đầu ngọn gió đi qua, ta mang nữa tiền đi quốc gia khác, dù sao ta đắc tội rằng ra, Hoa Hạ là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Ai 126. Mà lúc này không nói trước Diêu Mục Hy đang bị trong phát sóng trực tiếp đầy trời phú quý khiếp sợ không ngậm miệng được. Thiên kinh đích Giang nhà, lại là bởi vì phát sóng trực tiếp sự tình triệt để sôi trào. Giang gia trong phòng nghị sự, mấy vị qua tuổi ngũ tuần lão giả đều đã bị kinh động. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Giang vậy mà bại bởi những cự nhân kia, hơn nữa còn bị toàn cầu người đều thấy được. Đây rốt cuộc là chủ ý của người nào? Giang Thọ Xuân làm Giang gia đời thứ hai người cầm lái, mặc dù sớm đã về hưu, nhưng lúc này râu tóc đều dựng phẫn nộ uy nghiêm bộ dáng, vẫn như cũ để tất cả đang ngồi Giang gia người trẻ tuổi cúi đầu. Cha, đây là tiểu Giang chủ ý của mình tại ngắn ngủi trầm mặc sau, vẫn là hắn đại nhi tử, cũng là Giang gia hiện tại người cầm lái Giang Khánh Hiên kiên trì mở miệng nói. Giang Thọ Xuân nghe chút đây là cháu mình chủ ý của mình, lúc này lâm vào ngắn ngủi tiếng ngòi. Hắn lập tức nhìn xem chính mình con trai cả tốt, giọng căm hận nói ngươi à ngươi, để cho ta nói thế nào ngươi tốt. Tiểu Giang còn trẻ lịch duyệt cạn, làm ra quyết định khó tránh khỏi xúc động, ngươi người một nhà này chi chủ vì cái gì không ngăn cản hắn? Con không dạy, lỗi của cha. Ngươi nói cái này về sau tiểu Giang thanh danh hỏng nhưng làm sao bây giờ nha? Giang Khánh Hiên trầm mặc, hắn làm sao ngăn cản chính mình người tử? Lấy cái gì đi ngăn cản? Hắn lúc đó biết được tin tức thời điểm, Giang Thần Thông đã tiến vào chiến trường, mà lại chúng liền bộ chiến khu người tổng phụ trách đều đồng ý cho hắn một phút đồng hồ thời gian. Giang Thần Thông tự tin như vậy, Giang Khánh Hiên làm sao biết sẽ là như thế kết quả? Con của hắn nếu như bây giờ ở trước mặt hắn, hắn khẳng định trực tiếp chính là một bàn tay vung trên mặt hắn đi. Giang Khánh Hiên hít sâu một hơi nói cha, nếu không chờ trận này phong ba đi qua, để Giang Thần Thông đệ đệ Giang Ngạn Thanh thượng vị đi. Hắn cùng hắn phụ thân Giang Thọ Xuân lúc này, lo lắng chẳng lẽ là Giang Thần Thông thanh danh? Không, bọn hắn lo lắng chính là đời thứ tư Giang gia người trưởng đã vị trí bị còn lại Giang gia nhân cướp đi. Gia tộc quyền thế nhưng không có thân tình, chỉ có lợi ích. Giang Thần Thông lúc này thanh danh đã xấu, khẳng định không đảm đương nổi Giang gia đời thứ tư người cầm lái. Coi như Giang Thọ Xuân đi ra cũng không giữ được. Mà lúc này, Giang Thần Thông Đường huynh đệ bọn họ nhất định sẽ giống tùy thời mà động đàn sói, đến tranh đoạt cái quyền này thế vô biên vị trí. Việc cấp bách không phải đi cửa trách Giang Thần Thông, mà là lập tức khiêng ra hắn thân đệ đệ Giang Ngạn Thanh. Mặc dù Giang Ngạn Thanh các phương diện so Giang Thần Thông yếu nhược một chút, nhưng chỉ cần là bọn hắn mạch này người cầm lái, vậy liền không ảnh hưởng toàn cục. Cha, chỉ sợ vấn đề này không thỏa đáng đi. Nếu Giang Thần Thông phạm vào chuyện này, vậy cái này đời thứ tư vị trí gia chủ, hay là cho còn lại hậu bối một cơ hội nhỏ nhoi đi. Giang Thọ Xuân còn chưa mở miệng, một vị khác trung niên nhân liền đã âm trầm mở miệng. Vị trung niên nhân này chính là Giang Khánh Hiên thân đệ đệ Giang Khánh Thạc, lúc này cháu của hắn Giang Thần Thông thất thế, hắn vị thúc thúc này không chỉ có không quan tâm, ngược lại cái thứ nhất nhảy ra. Đúng vậy à, đại bá, cho còn lại hậu bối một cơ hội nhỏ nhoi đi, trừ hắn ra, còn lại mấy vị Giang gia đời thứ ba người cũng lập tức nhao nhao đuổi theo. Giang Thọ Xuân nhìn qua bên người mặt mày mỉm cười, cùng hắn cùng một bối phận Giang gia đời thứ hai, bọn hắn ý tứ dù chưa mở miệng, cũng đã hết sức rõ ràng. Hắn cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, giận dữ nói Tử Vi tinh kế hoa để cho chúng ta Giang gia vận dụng 200 ức đầu tư tại Giang Thần Thông trên thân, hiện tại hắn đem sự tình làm hư. Tân mất nói hiệu, quần hùng chung xua đổi a. Lần này trừ Giang Thần Thông phụ thân Giang Khánh Hiên sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, còn lại Giang gia nhân trên mặt đều lộ ra vui mừng. Giang gia cũng không phải Giang Thọ Xuân nhất mạch độc đoán, nếu như Giang Thọ Xuân ảnh hưởng tới Giang gia lợi ích, bọn hắn thậm chí sẽ mời ra Giang gia vị kia thái tổ. Cho nên, Giang Thọ Xuân đã bỏ đi cường ngạnh đẩy Giang Ngạn Thanh thượng vị ý nghĩ. Đúng lúc này, mặt tái nhợt Giang Khánh Hiên tiếp lên một chiếc điện thoại, chờ hắn sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thậm chí kích động nói cha, con ta Giang Thần Thông được cứu rồi. Đệ đệ của hắn Giang Ngạn Thanh đã lấy được Hắc Hoàng Đế trong tay cái kia hai kiện nhân cấp thần khí. Bất quá hắn nói này, nhân cấp thần khí không có khả năng giao dịch, hiện tại hắn đã dẫn người đi suốt đêm trở về, chỉ cần hắn đem người cấp thần khí mang về. Con ta Giang Thần Thông trở thành toàn cầu đệ nhất vị đột phá SSS cấp thiên phú siêu phàm giác tỉnh giả, một dạng có thể một lần nữa vãn hồi thanh danh. Cái này, lần này, tất cả còn lại Giang gia nhân không cười được. Giang Ngạn Thanh dẫn người đi tìm Hắc Hoàng Đế sự tình, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhưng là chuyện này bởi vì Hắc Hoàng Đế biến mất, mà dẫn đến vẫn luôn không có kết quả, bọn hắn đều không khác mấy quên đi. Không nghĩ tới, bây giờ lại tại loại thời điểm then chốt này, Hắc Hoàng Đế lại trở về. Nếu như Giang Thần Thông thật thành toàn cầu đệ nhất vị đột phá SSS cấp thiên phú người, khả năng này thật có thể một lần nữa vãn hồi thanh danh, trở thành Giang gia đời thứ tư người cầm lái. Giang Khánh Thạc đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn thậm chí trong lòng đã nổi lên phái người đi ám sát Giang Ngạn Thanh ý nghĩ. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Giang Thọ Xuân hai mắt trừng trừng,
hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã bỏ đi, kết quả lại là Sơn cùng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Xuân. Cha, là thật à? Giang Khánh Hiên cười, những người còn lại liền đều không cười được. Sau đó, Giang gia nhân lập tức lại bắt đầu vội vàng quy hoạch các loại Giang thần thông đột phá SSS cấp sau, muốn làm sao phái thủy quân quan hệ xã hội dư luận, muốn phát động cái nào lực lượng vãn hồi chính trị và trên quân sự tổn thất. Nhưng mà, ngay tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Giang Khánh Hiên lại tiếp lên một chiếc điện thoại, chờ hắn nghe xong bên đầu điện thoại kia nói sau, chỉ cảm thấy chính mình một trận đầu váng mắt hoa, thẳng đến để điện thoại xuống nhìn thấy trong điện thoại di động Vương Quốc Huy gửi tới video sau, mới sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên ghế. Đợi đến phụ thân của hắn Giang Thọ Xuân phát giác hắn trạng thái không thích hợp hỏi thăm về đến, hắn mới nhịn không được gào khóc đi ra không. Con của ta làm sao có thể chết tại Hàng Thành? Một cái cao 3 mét phổ thông cự nhân, làm sao có thể giết chết ta nhi tử? Bắt đầu tinh anh đều là phế vật sao? Thậm chí ngay cả con của ta cũng không bảo vệ được. Không. Chương 401 ước vị hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng nhân. Giang Khánh Hiên cảm giác mình triệt để điên rồi, một buổi tối không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn trời sập. Đại nhi tử Giang Thần Thông xấu mặt ra đến nước ngoài đi, vừa có hy vọng khôi phục thanh danh, kết quả hắn tiểu nhi tử Giang Ngạn Thanh lại bị cự nhân giết. Mà lại, quỷ dị chính là, cái kia hai kiện nhân cấp thần khí cũng đã biến mất. Vương Quốc Huy hẳn là không dám một mình trốn đi, dù sao phía quan phương có các loại phát hiện nói dối, điều tra, khảo vấn siêu phàm giác tỉnh giả. Thế nhưng là cái này phổ thông cự nhân có thể nhanh như vậy tiêu hóa nhân cấp thần khí sao? Nưu sát, nhất định làm nưu sát. Giang Thọ Xuân lúc này cũng lo lắng cầm qua hắn điện thoại di động ấn mở video nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trong video cái kia máu thịt bè bét Giang Ngạn Thanh đầu, hắn trực tiếp mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Không, tuyệt đối là có người ám toán con của ta. Có phải hay không Hắc Hoàng Đế cậu vật kia? Giang Khánh Hiên lúc này đã điên dại, hắn tuyệt đối không tin chính mình tiểu nhi tử sẽ chết tại một cái bình thường cự nhân trong tay. Hắn tiểu nhi tử mặc dù không bằng ca ca hắn Giang Thần Thông, nhưng tốt xấu cũng là SSS cấp giác tỉnh giả à, đại ca, ngươi tỉnh táo một chút. Hắc Hoàng Đế trong phát sóng trực tiếp hơn 100 triệu người hoa nhìn xem đâu, căn bản không có thời gian đi giết Giang Ngạn Thanh cháu trai à. Nén bi thương đi. Giang Khánh Hiên thân đệ đệ Giang Khánh Thạc lúc này cũng một mặt bi thống tới an ủi hắn, chỉ là Giang Khánh Thạc tâm lý đã sớm vụng trộm cười nở hoa. Không, không. Giang Khánh Hiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lôi kéo Giang Khánh Thạc tay nói nhị đệ, ta nhớ được con của ngươi Giang Trạch Thế thân năng lực là điều tra loại hình, ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra giết con của ta hung thủ, yên tâm. Ta lập tức để cho ta Giang Trạch đi Hàng Thành. Giang Khánh Thạc vẻ mặt thành thật gật đầu nói. Trong lòng của hắn thì là cười lạnh, ta tìm ngươi cái đại đầu quỷ a. Còn ta Giang Trạch a, ngươi liền đi Hàng Thành chơi 2 ngày thư giãn một tí đi, 114 thời gian trở lại Lâm Lạc cùng Giang Ngạn Thành, ở trung ương thương vụ khu riêng phần mình tách ra thời điểm. Diêu Mục Hy tại không lâu sau đó liền một lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp, mà trong phát sóng trực tiếp Lâm Lạc cũng không phải là Lâm Lạc bản thể, mà là Lâm Lạc thế thân Bách Biến Quái. Bách Biến Quái biến thân đằng sau, mặc dù có thể thu hoạch được người bắt trước một bộ phận sức chiến đấu, nhưng là nó dù sao chỉ là một cái S cấp thế thân, mà Lâm Lạc thực lực lại mạnh không hợp thói thường, căn bản bắt trước không ra bao nhiêu chiến lực. Nói cách khác lúc này Lâm Lạc sức chiến đấu kỳ thật phi thường yếu, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, đừng nói là cùng chiến chú ý cự nhân chiến đấu, chính là cùng phổ thông cự nhân bên trong cường giả chiến đấu muốn thắng đều có chút khó khăn. Bất quá, bởi vì hắn một đường trên không trung đi đường, cho nên coi như trong phát sóng trực tiếp có hơn 100 triệu người nhìn xem, cũng không có người có thể cách màn hình phát hiện không hợp lý. Mà Lâm Lạc bản thể thì trực tiếp tại Giang Ngạn Thanh không thấy được cao ốc trong khe hở, điệp ra tâm linh chi quang, ẩn giả, một đường treo ở phía sau bọn hắn. Đợi đến Giang Ngạn Thanh tại Vương Quốc Huy chứng kiến bên dưới, chết tại cự nhân trong miệng điểm thời gian này. Giả Lâm Lạc ngay tại cả nước hơn 100 triệu người dưới ánh mắt, tiếp tục chạy tới Hàng Thành còn lại chiến trường. Thứ này cũng ngang với là hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ. Cả nước hơn 100 triệu người đều là Lâm Lạc người làm chứng. Tăng thêm Lâm Lạc trước khi đi, lợi dụng tâm linh chi quang, tọa nguyện cùng tâm linh chi quang, hy vọng chồng chất lên nhau lực lượng, xóa đi giết chóc hiện trường tất cả tin tức. Liền xem như còn lại SSS cấp điều tra loại hình thế thân tới cũng vô ích, bọn hắn có thể thăm dò đến chỉ có trống rỗng. Trừ phi sẽ vượt qua Lâm Lạc cấp độ này lực lượng, cũng có thể thăm dò đến một chút tin tức, nhưng là loại kia đẳng cấp lực lượng, trên thế giới này còn chưa ra đời. Cho nên coi như Giang Ngạn Thanh một cái SSS cấp siêu phàm giác tỉnh giả chết tại một đầu cao 3 mét cự nhân trong miệng. Chuyện này vô cùng không thể tưởng tượng, nhưng người Giang gia cũng chỉ có thể ngoan ngoan ăn cái này ngậm bù hòn. Mà lúc này, Lâm Lạc chính nhanh chóng chạy tới Hàng Thành còn lại chiến trường, nhưng là một đường đều vừa đúng tránh đi cự nhân vị trí chỗ ở. Cho dù có cự nhân đột nhiên tới gần phát sóng trực tiếp vị trí, cũng sẽ bị giấu ở trong bóng tối bạch vô tà dễ như trở bàn tay sớm giết chết. Phổ thông cự nhân sức chiến đấu, coi như mạnh nhất 10 mét cự nhân, tại thể nội có được 3 loại SS cấp trở lên thiên phú bạch vô tà trước mặt, cũng căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Cho nên tại Diêu Mục Hy trong phát sóng trực tiếp hơn 100 triệu người phát sóng trực tiếp chứng kiến bên dưới Lâm Lạc mấy phút đồng hồ này bên trong vậy mà quả thực là không có gặp được một vị cự nhân, hình ảnh dị dạng bình thản, dẫn đến những cái kia khen thưởng người kích tình đều ít một chút. Ngay tại Bạch Vô Tà bên này vụng trộm vừa sớm ngăn lại một vị cự nhân lúc, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng vội vàng sao động tiếng giống. Hắn lập tức dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ gặp dưới bóng đêm, một cái tứ chi bò sát trên mặt đất, vẻ mặt nhăn nhó cười quái dị cự nhân, chính lấy một cái viễn siêu phổ thông cự nhân hành động tốc độ, nhanh chóng từ trên con đường xông qua, tiếp lấy một chút cao cao nhảy lên, cắn một cái hướng về phía không trung Lâm Lạc, đáng chết à. Rõ ràng là phổ thông cự nhân vì cái gì tốc độ di chuyển nhanh như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kỳ hành trùng? Nguyên bản thoải mái nhàn nhã Bạch Vô Tà, một chút khẩn trương lên. Nếu như Lâm lão bản kế hoạch bị vạch trần, hắn chẳng phải là xong đời? Giống, ngay tại hắn biến sắc thời điểm, hắn ngăn lại cái kia cự nhân bay thẳng đến hắn vươn tay chó. Nhưng là cự nhân này tay còn không có đụng phải Bạch Vô Tà,
liền động tác đông nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiếp lấy, hắn xấu xí đầu trực tiếp chân nhắn lăn xuống đến trên mặt đất, mà một thân bạch cốt bọc thép Bạch Vô Tà đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đáng tiếc, Bạch Vô Tà mặc dù bạo phát toàn lực, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có S cấp giả lâm lạc, mặc dù cực lực trốn tránh, vẫn là bị cự nhân một chảo vô ra ra ngoài, nện vào một cái ven đường trong cửa hàng. Lần này, trong phát sóng trực tiếp tất cả mọi người, nguyên bản ngủ gà ngủ gật đều đánh thức. Bất quá, bọn hắn rõ ràng cũng không là Hắc Hoàng Đế cảm thấy lo lắng, dù sao Hắc Hoàng Đế bị cường đại hơn Khải Chi cự nhân đánh một quyền đều vô sự. Cự nhân này không nói võ được a? Cự nhân này là chủng loại gì a? Có hay không sâu lớn đi ra giải thích một chút? Giống như đặc thù không rõ ràng à, cũng đã xuất hiện 8 loại đặc thù cự nhân so ra, tựa hồ cũng không giống a. Nhưng là cự nhân này hành động tốc độ lại so phổ thông cự nhân nhanh quá nhiều, tăng thêm tứ chi bò sát, ta cảm thấy có thể là ngoại quốc xuất hiện qua kỳ hành trùng. Loại này cự nhân là phổ thông cự nhân bên trong đột biến mà đến, nhưng là đơn thuần tốc độ di chuyển cũng nhanh nhẹn, thậm chí vượt qua mấy loại đặc thù cự nhân ha ha, cự nhân này tập kích ai không tốt, tập kích đến Hắc Hoàng Đế trên thân, thật sự là chính mình muốn chết ta. Ngay tại Lâm Lạc bị một kích nện vào ven đường trong cửa hàng lúc, tại không có người nhìn thấy trong cái góc này, hắn bỗng nhiên biến thành một đoàn màu hồng cục thịt. Bởi vì thế thân bách biến quái HP cũng không cao, lúc này chịu một kích, chỉ có thể biến thành bộ dáng lúc trước. Ngay tại nó tiếp tục ngọng ngoại, muốn một lần nữa biến trở về Lâm Lạc thời điểm, một cái kia kỳ hành trùng đã một đầu đi theo va vào cửa hàng, sắc mặt đói khát cắn một cái hướng về phía màu hồng bách biến quái. Nhưng là, ngay tại hắn muốn cắn bên trong đối phương lúc, hắn miệng rộng trực tiếp bị một cái nhân loại mảnh khảnh tay cho đè xuống. Mà bách biến quái tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh vĩ ngạn. Vất vả, sau đó giao cho ta đi. Lâm Lạc mỉm cười, đem bách biến quái triệu hoán trở về thể nội, sau đó quay đầu tiện tay vung ra một đạo ánh kiếm màu xanh. 11 phụ lời. Phân xé. Váy móc. Chụp. 9 váy 86043 buồn cười 4114. Mặt khác 8 cái váy đều đầy. Khách quý 2000 người váy cần toàn bộ xem hết cũng cho ngũ tinh khen ngợi mới có thể tiến vào. Chương 401 một chiêu cuối cùng. Đạo kiếm quang này trực tiếp từ cái này kỳ hành trùng trong mồm đâm vào đi, sau đó theo nó trong lỗ đít bay vụt ra ngoài. Ngay tại đạo kiếm quang này phải bay khi trở về, lại trực tiếp tiêu tán tại không trung. Đại ô hế, cũng không cần trở về. Lâm Lạc ghét bỏ lắc đầu, sau đó hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Kỳ hành trùng bị một kiếm xuyên qua hoa cúc sau, ánh mắt hoàn toàn mở đi xuống dưới, miệng cũng chậm rãi khép lại. Bạch Vô Tà lúc này vừa bật hết hỏa lực lo lắng chạy tới, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Ngươi biểu hiện rất tốt, vất vả. Ta đã trở về, ngươi đi trợ giúp những người còn lại, giết sạch trong cái thành phố này cự nhân." Hắn nghe được Lâm Lạc tựa hồ không có sinh khí, lập tức trong lòng hung hăng thở dài một hơi, sau đó trực tiếp tại phát sóng trực tiếp không thấy được góc độ rời khỏi nơi này. Theo Lâm Lạc lần nữa không bị thương chút nào xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, trong phát sóng trực tiếp lập tức lần nữa nhấc lên khen thưởng dậy sóng. Ha ha, giấy lên tới, ta liền biết rác rưởi này cự nhân không làm gì được Hắc Hoàng Đế, đó là đương nhiên, Hắc Hoàng Đế cũng không phải giang thần thông cái kia khờ phê, sẽ chỉ vô năng cùng nộ. Các ngươi nói Hắc Hoàng Đế đêm nay có thể hay không đăng đỉnh toàn cầu điểm tích lũy thứ nhất? Cái kia chỉ sợ khó khăn đi, dù sao Hắc Hoàng Đế biến mất đã lâu như vậy, tăng thêm còn lại quốc gia cự nhân thai hại so với chúng ta nghiêm trọng, đưa đến bọn hắn những điều kia cao thủ giết chóc điểm tích lũy cũng so với chúng ta quốc gia càng nhiều, trên bảng đại ca có thể hay không đừng đánh thưởng ra niên hoa. Thấy không rõ á, im lặng thật sự là. Ha ha, giang thần thông xảy ra chuyện cho nên người xem đều chuyển rời đến chúng ta Hắc Hoàng Đế trong phát sóng trực tiếp, cái này đầy trời phú quý, ngươi nhưng phải tiếp hảo, ta hối hận khen thưởng giang thần thông, có thể trả lại tiền sao? Lấy ra khen thưởng Hắc Hoàng Đế tốt bao nhiêu? Ta thật sự là mắt chó đuôi mù a. Lâm Lạc bay ra cửa hàng sau, ánh mắt hướng phía Diêu Mục Hy Thế Thân phương hướng nhìn thoáng qua, hắn lúc này đã hoán đổi về chính mình cỡ lớn, liền bắt đầu chủ động hướng phía có cự nhân phương hướng bay đi. 120 người đánh chết một vị C cấp cự nhân, thu được 3 phân giết chóc điểm tích lũy, tính gộp lại hết thảy thu hoạch được 22715 giết chóc điểm tích lũy, danh sách chi tranh điểm tích lũy bảng xếp hạng bên trong xếp hạng lùi lại 2 tên, trước mắt toàn cầu xếp hạng thứ 30 tên. Lâm Lạc tiện tay giải quyết một cái phổ thông cự nhân sau, hơi nhíu cau mày, thầm nghĩ trong lòng giết chóc điểm tích lũy toàn cầu bảng xếp hạng trước 30, đại đa số cũng không phải là siêu phàm năng lực mạnh cá thể, mà là những cái kia tay cầm hạng nặng hỏa lực phát xạ quyền các quốc gia phía quan phương đại lao, cùng sát thai hại quái vật sử dụng vũ khí nóng không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm khác biệt, dùng vũ khí nóng giết cự nhân lại có thể thu hoạch được 100% giết chóc điểm. Tích lũy ta ở chỗ này tân tân khổ khổ giết những này phổ thông cự nhân, một lần mới thu hoạch được vị trí điểm tích lũy, bọn hắn ngồi đang chỉ huy trung tâm,